chương 41. Kế hoạch buôn bán. Nguồn. Mê truyện audio com Trương Dịch mang theo Tô Minh Ngọc đi tới lầu hai phòng khách. He Minh Hoa trang viên đại trạch hết thảy 6 tầng, mỗi một tầng phong cách đều khác biệt quá nhiều. Trương Dịch chỗ ở là hiện đại kiểu Trung Quốc phong cách, lấy sắc màu ấm điều làm chủ, gian phòng rất lớn cũng rất sáng. Mà lầu hai phòng khách thì là lấy Victoria thời đại phong cách đến bố trí. Đỏ bàn trà gỗ bên cạnh phục cổ thức màu trắng ghế sofa, ô vuông thức bệ cửa sổ cùng mang tua cờ màu đỏ màn cửa, còn có mô phỏng giống như đúc lò sưởi trong tường cùng màu bạc chân đèn, cực kỳ giống thời đại kia Buckingham cung điện. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ở trên ghế salon ngồi xuống, rất nhanh nặc nặc cùng y y liền đem Trương Dịch phân phó muốn rượu vang đỏ cùng điểm tâm đều đưa đi lên. Cho Trương Dịch chuẩn bị là việc tắm ruột cùng việc truân, ngoài ra còn có cho Tô Minh Ngọc chuẩn bị bánh ngọt. Trương Dịch dùng đủ kẹp lên một khối việc tắm ruột, có chút kinh ngạc hỏi. Đây là đầu bếp tự mình làm sao? Thật nhanh a. À nặc nặc nhìn không được che miệng cười, sau đó mới nghiêm mặt nói. Ta vừa mới đến hỏi qua, những thứ này nhưng thật ra là các đầu bếp chính mình chuẩn bị đồ nhắm. Không nghĩ tới chủ nhân thích ăn, cho nên thì để bọn hắn nọc lên. Tô Minh Ngọc cũng nhìn cười không được, hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới trương dịch sẽ ở hơn nửa đêm dùng loại vật này chiêu đãi khách nhân đâu. Trương dịch nhẹ gật đầu, rất không tệ, các ngươi đi xuống trước đi. Nặc nặc cùng y y liếc nhau một cái, trong ánh mắt mang theo mập mờ ý cười. Vậy chúng ta thì đi xuống trước, có dặn dò gì ngài tùy thời gọi chúng ta hai cái tiểu nha đầu vui sướng rời đi phòng khách đồng thời thuận tay đem cửa nghiêm nghiêm thật thật đóng lại tô minh ngọc sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt cái này thì biến thành đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ sống chung có điều nàng hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại tuy nhiên nàng đối trương dịch rất có hảo cảm nhưng là làm một tên thuộc nữ lúc này thời điểm nhất định muốn bảo trì ưu nhã nữ nhân chỉ có tự trọng mới có thể có đến nam nhân tôn trọng trương dịch đã đem rượu vang đỏ mở ra hắn đối rượu vang đỏ hiểu rõ không tính quá sâu nhưng lại nhận ra thẻ bài là romani conti có thể nói là rượu vang đỏ bên trong đế vương hắn cho tô minh ngọc cùng mình phân biệt rót một chén khẽ cười nói hôm nay làm phiền ngươi qua tới giải vây đâu có đâu có loại sự tình này cũng không đáng giá được nhắc tới nhìn ra được trương dịch ngươi rất sủng mùi mùi của mình đâu tô minh ngọc mỉm cười nói trương dịch nhẹ gật đầu cái kia ngược lại là người nào mùi mùi người nào sủng mà mà lại, trong nhà của ta điều kiện kinh tế kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt, tiểu mùi từ nhỏ đã rất thông minh cũng rất hiểu chuyện, làm ca ca, tự nhiên là hy vọng nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Hắn giơ ly lên lung lay, nhìn lấy chất lỏng màu đỏ tại trong chén đánh lấy xoay tròn, từ nay về sau, không có người nào có thể lại khi dễ nàng. À, ngoài trừ ta. Trương Dịch đem cái ly đưa qua, đến, cạn một chén. Tô Minh Ngọc vội vàng đem cái ly cầm lên, cái ly đụng vào phát ra, binh, một tiếng vang giòn, sau đó chậm rãi uống một hớp nhỏ ta hôm nay chỉ uống một chút điểm nàng nghĩ như vậy đến ngươi đem mùi mùi an bài tiến vào bộ phận tài vụ về sau khẳng định là muốn cho nàng hướng cfo phương hướng phát triển đó có thể thấy được ngươi đối với quản lý tập đoàn vẫn là có ý tưởng làm tập đoàn mời mời tới trợ lý giám đốc chức trách của ta cũng là phụ tá ngươi làm công việc tốt bước kế tiếp ngươi có tính toán gì đâu tô minh ngọc buông xuống cái ly bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới thịnh thế tập đoàn vấn đề nàng là một cái rất có sự nghiệp tâm nữ cường nhân cho nên càng là nam nhân có năng lực nàng thì càng thích hỏi vấn đề này thứ nhất là từ đối với cương vị của mình phụ trách thứ hai cũng là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút trương dịch đến cùng có không có năng lực quản lý tốt lớn như vậy một nhà tập đoàn trương dịch dùng đũa kẹp lên một cái việc tắm ruột đến không nhanh không chậm nhét vào trong hàm răng ở giữa chậm rãi nhấm nuốt tình huống của ta ngươi hiểu rõ đối với tập đoàn nghiệp vụ nắm chắc trong thời gian ngắn khẳng định không bằng ngươi cho nên tạm thời tập đoàn nghiệp vụ vẫn là ngươi đến phụ trách đợi đến thích hợp thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi cụ thể chỉ thị. Hắn làm mấy năm tài chính ngành nghề, lại không có làm qua tập đoàn giám đốc điều hành, cho nên tài quản lý phương diện này nhất định là không bằng Tô Minh Ngọc. Nhưng là, may ra điểm này hắn có tự mình hiểu lấy, hiểu được lợi dụng được bên cạnh mình người tài năng. Rất nhiều đại sĩ nghiệp lão bản cũng là như vậy, chính mình chưa hẳn muốn có cường đại cỡ nào năng lực, nhưng là nhất định muốn hiểu được như thế nào dùng người. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, đương nhiên. Làm phụ tá của ngươi, tập đoàn cơ bản nghiệp vụ duy trì là ta bản chức công tác, như vậy quan mới đến đốt ba đóng lửa chẳng lẽ ngươi đối với tập đoàn phương hướng không có cái mới ý nghĩ sao tô minh ngọc ánh mắt sáng rực nhìn lấy trương dịch ngươi đến cùng là vàng vẫn là tảng đá chỉ cần dùng vấn đề này liền có thể hỏi ra tập đoàn tổng giám đốc là người cầm lái trương dịch có thể không hiểu kéo thuyền có thể không hiểu mái chèo nhưng là nhất định phải có trách tuyệt ánh mắt đến vì tập đoàn chỉ rõ ràng phương hướng trương dịch nhìn lấy tô minh ngọc trong lòng đột nhiên hiểu được cái này là phụ tá của mình đang thử thăm dò năng lực của mình a à? khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên trong lòng tự nhủ quả nhiên không phải một cái nữ nhân đơn giản nhưng càng như vậy hắn ngược lại càng cảm giác có ý tứ nếu như tô minh ngọc chỉ là một cái hắn nói cái gì thì làm cái đó kẻ phụ họa vậy đã nói rõ nàng căn bản không đáng tháng một năm hai nghìn vạn tiền lương chỉ rõ ràng phương hướng thật sao trương dịch trong đầu vô số kiếp trước thành công thương nghiệp án lệ như là đầy sao đồng dạng theo hắn mỗi một cây đầu dây thần kinh thần kinh nguyên chỗ bắt đầu hiện ra đến làm cùng kiếp trước địa cầu phát triển tương tự không gian song song, hai thế giới phát triển quỷ tích cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, kỳ thật ở nửa đường phía trên dần dần sinh ra khác biệt. Hệ thống không có xuất hiện hơn 20 năm gần đây, hắn ngày nào cũng làm mộng, muốn đem kiếp trước thành công án lệ chuyển trở tới đây. Chi tiết, một mực không có tiền đi thực hiện mộng tưởng, mà những cái kia hiện tại xem ra làm người nghe kinh sợ phát tài kế hoạch, tự như là từng quyển từng quyển bản kế hoạch như vậy mắc cạn tại trong đầu của hắn bên trong tự hồ bọn họ chính là vì chờ đợi hôm nay, bị trương dịch một lần nữa tỉnh lại. Trương dịch trầm mặt vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi mở ra bờ môi của mình. Đương nhiên là có kế hoạch. Từ hôm nay trở đi, thình thế tập đoàn bắt đầu chính thức tiến quân điện thương nghiệp lĩnh vực. Dương lịch 2020 năm. Lúc này thế giới điện thương nghiệp vẫn như cũ bồng bột phát triển, cũng lại trở thành thế giới thương mậu lĩnh vực vô cùng trọng yếu nhất hoàng. Nhưng là cùng một cái thế giới khác phát triển khác biệt, ở cái thế giới này, đến từ nước mỹ amazon đoạt trước một bước chiếm lĩnh hoa hạ thị trường dựa vào bọn họ cường đại tư bản đem trong nước còn lại mới trỗi dậy điện thương nghiệp bóp chết tại cái nôi bên trong cho nên không có đạo bảo bối cũng không có chó đông tuy nhiên trên thị trường vẫn như cũ có thật nhiều tiểu hình điện thương nghiệp bình đại nhưng là cũng chỉ có thể phụ thuộc vào amazon đến ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn trương dịch sớm đã có kế hoạch này chế tạo thuộc về mình điện thương nghiệp đế quốc sau đó đem amazon chiếm trước thị trường quốc nội đoạt lại điện thương nghiệp Tô Minh Ngọc nhíu mày, có chút thất vọng nói ra. Hiện ở trong nước điện thương nghiệp sản nghiệp đã bị Amazon lũng đoạn, căn bản không có mới ngành nghề chen chân không gian. Chúng ta lúc này tiến quân điện thương nghiệp, đã đã quá muộn. Không, không có chút nào trễ. Trương Dịch ánh mắt sáng rực nói, hắn mỉm cười, tự tin nói. Cơ hội mãi mãi cũng tồn tại, quan trọng ở chỗ có một đôi phát hiện cơ hội ánh mắt. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 42 Điện thương nghiệp đại kế Nguồn Mê truyện audio com Tô Minh Ngọc Nâng lên tương lai tập đoàn phát triển sự tình, trương dịch cũng liền tạm thời đưa ánh mắt theo nàng bộ ngực đầy đặn thu hồi lại, chuyển mà rơi vào hai đùi trắng nõn phía trên. Rất nhiều người đều cảm thấy Amazon mấy cái hộ đã chiếm cứ trong nước toàn bộ điện thương nghiệp thị trường, người mới tới lớn nhất ăn nhiều một chút ăn cơm thừa rượu cặn. Nhưng trên thực tế, trong nước điện thương nghiệp sản nghiệp còn xa xa không có no hòa. Nói tới buôn bán sự tình, Tô Minh Ngọc cũng nghiêm túc. Nhưng là bây giờ trên thị trường đại bộ phận người sử dụng đều công nhận Amazon, mà trong nước cơ hồ tất cả đại trung hình xí nghiệp đều cùng bọn hắn ký kết hợp đồng. Trong mắt tất cả mọi người, Amazon cũng là lớn nhất đáng tin cậy quốc tế bình đại. Ngươi muốn muốn tiến quân điện thương nghiệp lĩnh vực, lấy cái gì cùng bọn hắn cạnh tranh? Trương Dịch bưng chén rượu lên, thẳng nhiên nói: Muốn kiếm tiền thì mà làm theo người khác đều không làm lĩnh vực. Amazon là nước ngoài xí nghiệp, bọn họ bộ kia kinh doanh lý niệm thả ở trong nước cũng không thích hợp, cho nên thì có rất nhiều chỗ trống lưu cho chúng ta đi chui. Nói thí dụ như, bọn họ đối với hợp tác xí nghiệp yêu cầu rất cao. Nhất định phải là hợp quy nhãn hiệu lớn, có tiền tài có nhà xưởng cùng mình chuyên nghiệp kỹ thuật. Hắn mập mờ cười nhưng là cứ như vậy chúng ta trong nước càng lớn quần thể sơn trại nhà xưởng làm sao bây giờ tô minh ngọc trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng nàng tự hồ bắt được thứ gì nhưng là còn không phải đặc biệt rõ ràng chỗ đó đúng là amazon khinh thường đi làm thị trường bọn họ coi trọng cao phẩm chất hàng hóa cùng nhãn hiệu lớn xưởng nhỏ cái nào có cơ hội cùng bọn hắn hợp tác chỉ là nàng nhíu mày cùng tiểu xí nghiệp hợp là phiêu lưu quá lớn bọn họ sinh sản bình thường đều là thông qua sơn trại nhãn hiệu lớn nói trắng ra là cũng là tây bối hóa muốn là cùng bọn hắn hợp tác quan phương bên kia sẽ có hay không có phiền phức trương dịch thoải mái nhàn nhã bắt chéo hai chân cái này ngươi yên tâm đi quốc gia hiện tại vẫn còn giai đoạn phát triển cho nên đối với cái này hàng hóa đều là mở một mắt nhắm một mắt lại nói liền xem như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng không phải chủ yếu người có trách nhiệm dù sao chúng ta chỉ cung cấp khu vực giao dịch không cung cấp hàng hóa kỹ thuật là vô tội mà tô minh ngọc còn nói thêm ngươi ý nghĩ trong nước không phải là không có người nghĩ tới trước đó cũng có một vị mã tiên sinh cùng một vị lưu tiên sinh muốn làm tới, thế nhưng là lúc đó vừa làm ra điểm manh mối, liền bị Amazon sử dụng to lớn tư bản trực tiếp xử lý. Lấy một thí dụ, điện thương nghiệp ngay từ đầu trọng yếu nhất chính là vung tiền chiếm trước thị trường. Thình thế tập đoàn mặc dù là trong nước đại xí nghiệp, thế nhưng đấu không lại Amazon loại này quốc tế tư bản A. À? Trương dịch chậm rãi lắc đầu. Đem kiếp trước điện thương nghiệp kinh nghiệm vận chuyển đến cái thế giới này ý nghĩ, hắn tại trong đầu suy nghĩ hơn 20 năm tuy nhiên trước kia chỉ là nhàn nhất cả trứng nghĩ đến chơi, nhưng cũng tại nhàm chán sau khi, chăm chú phân tích một lần kế hoạch khả thi. Chúng ta không nóng nảy bố cục cả nước, trước theo thiên hải thành phố bắt đầu làm lên, dạng này cũng không cần bỏ vào quá nhiều tư bản. Chúng ta muốn thành lập một lần cùng toàn bộ thiên hải thành phố điện thương nghiệp mạng lưới, liên hợp to to nhỏ nhỏ thương gia. Để nhất, giảm xuống thương gia hợp tác cánh cửa, có bằng buôn bán là được. Cái này liền có thể đem Amazon không muốn đại bộ phận tán hộ thu thập lên. Thứ hai, cùng toàn thành phố chuyển phát nhanh công ty đạt thành hợp tác, để bọn hắn làm đến cùng thành chuyển phát nhanh 24 giờ bên trong nhất định phải đưa đến. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chỉ ít tại thiên hải thành phố chúng ta liền có thể cấp tốc cướp đi Amazon đại bộ phận người sử dụng. Trương dịch tinh tế nói kế hoạch của mình. Kiếp trước cái kia một bộ hoàn chỉnh điện thương nghiệp vận doanh thủ đoạn, hắn đều rõ ràng, bởi vì hắn đã từng là một tên cửu cửu lục phúc báo công ty bên trong vận doanh xã xuất. Tô Minh Ngọc trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Bởi vì Trương Dịch nói cái này hai đầu, giống như là vì nàng chỉ rõ một đầu thông thiên đại đạo. Quá tuyệt vời. Nếu như chúng ta có thể làm đến cùng thành một ngày đưa đến, cái kia tại người sử dụng thể nghiệm cái này một khối thì hoàn toàn nghiền ép Amazon. Chiếm trước khách hàng cũng tuyệt đối không có áp lực. Nàng cao hứng đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Tâm tình tốt thời điểm, uống rượu thì cùng uống nước một dạng. Amazon thuộc về phương Tây công ty, bọn họ nhân viên đãi ngộ phi thường tốt, dù sao có nghiêm khắc lao động pháp bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Cho nên, bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh đều là nghiêm khắc dựa theo 9 giờ tới 5 giờ về song tu về thời gian lớp, rất ít tồn tại tăng ca nói chuyện Bởi như vậy, mua một kiện chuyển phát nhanh một tuần có thể đưa đạt đều xem như mau Thế nhưng là tại Hoa Hạ, loại vấn đề này hoàn toàn không tồn tại Bởi vì đại bộ phận Hoa Hạ lao động nhân dân đều rất nghèo a, à, à, nói sai, bởi vì đại bộ phận Hoa Hạ lao động nhân dân đều rất siêng năng a, à, Chỉ cần có thể giải đến tiền, bọn họ có thể 365 ngày cả năm không ngừng trương dịch lại cùng tô minh ngọc giảng thuật nhân viên chuyển phát nhanh khen thưởng chế độ dựa theo mỗi ngày đơn đặt hàng lượng cho ngoài định mức tiền thưởng kể từ đó những cái kia bình thường tiền lương không cao nhân viên chuyển phát nhanh còn không liều mạng tiếp đơn đưa chuyển phát nhanh dạng này tiến hành tiếp bọn họ bình đài đơn đặt hàng đưa đến tốc độ tuyệt đối viễn siêu amazon người sử dụng quen thuộc loại tốc độ này về sau liền sẽ lần lượt chuyển đầu bọn họ bình đài tới trương dịch đem chính mình lối suy nghĩ nhiều năm ý nghĩ từng cái từng cái nói cho tô minh ngọc đến từ một cái thế giới khác thành công thương nghiệp kinh nghiệm, vì Tô Minh Ngọc mở ra tân thế giới cửa lớn. Nàng bản thân liền là chức nghiệp quản lý kinh doanh người, kinh doanh phương diện thiên tài, rất nhiều thứ trương dịch một chút nàng liền nghĩ minh bạch. Thậm chí bởi vậy cũng cấp ra chính mình một số đề nghị. Nếu như chỉ là bố cục Thiên Hải thành phố, tiền của chúng ta hoàn toàn đầy đủ. Muốn là hiệu quả không tệ, lại cấp tốc hướng cả nước mở rộng, cùng Amazon phân cao thấp. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng ngời, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Tửu cũng chậm chậm đi xuống chiêu này kêu là nông thôn vây quanh thành thị. Trước lấy kém tệ khu trục người lương thiện tệ. Mà lại chúng ta trước lung lạc xưởng nhỏ, đây là Amazon căn bản không nhìn trúng dây chuyền sản nghiệp, cũng sẽ không khiến cho bọn họ chèn ép. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hết thảy thì đã trễ rồi. Trương Dịch hiểu ý cười nói. Cái này dù sao cũng là tại hoa hạ, đến lúc đó vô luận là chính phủ vẫn là dân gian đều sẽ chống đỡ bản thổ xí nghiệp. Chúng ta đem Amazon đuổi ra biên giới ở trong tầm tay. Tô Minh Ngọc nghe được gật đầu không ngừng, Trương Dịch kế hoạch nghe được nàng nhiệt huyết dân trào, không thể không giải khai một cúc áo hạ nhiệt một chút. Là một cái thương nghiệp nữ cường nhân, nàng đương nhiên là có giả tâm của mình, hy vọng có thể tại giới kinh doanh dốc sức làm ra một phen sự nghiệp đến. Nếu như có thể hoàn thành Trương Dịch kế hoạch, cái kia nàng không hề nghi ngờ sẽ trở thành dương danh thế giới thương nghiệp nữ vương. Nàng bưng lên trong tay chén rượu, một hơi đem hơn phân nửa chén rượu toàn uống hết đi xuống tới. Nàng lúc này khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đã có chút mê ly. Sau đó thì sao? nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy trương dịch lúc này đối với trương dịch kinh thiên ý nghĩ vô cùng sùng bái nam nhân này càng thêm để cho nàng tâm động trương dịch bị nàng nhiệt tình như vậy như lưỡi nhìn qua không khỏi cúi đầu xuống đối nàng màu đen lace đều chăm chú nhìn đêm tối cho ta con mắt màu đen ta lại tại trong hắc ám tìm kiếm thuần trắng cùng đỏ bừng đây chỉ là hiện giai đoạn kế hoạch làm sau khi tới chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch trương dịch thừa nước đục thả câu hắn sẽ không ngốc đến đem tất cả bí mật của mình nói thẳng ra đến mức đến đón lấy làm thế nào, liền phải giao cho Tô Minh Ngọc vị này chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn hiến kế, Tô Minh Ngọc phụ trách cụ thể vận hành. Đối với nàng vị này 2.000 vạn lương một năm người quản lý tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa? luyện cổ chí tôn. Chương 43 Nguồn Mê truyện audio com Nhìn đến trương dịch còn tại thừa nước đục thả câu, Tô Minh Ngọc có chút nóng nảy. Bởi vì hai người trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ trọn vẹn uống hai bình rượu vang đỏ, lúc này Tô Minh Ngọc hưng phấn dị thường, đã có chút phía trên. Nàng có chút tức giận nhìn chầm chằm trương dịch, không dằn nổi bu lại. Không muốn cùng ta thừa nước đục thả câu, người ta muốn biết mà. 20 năm Romani, con ty, tử kình vẫn là vô cùng đủ rượu vang đỏ cái đồ chơi này vừa uống thời điểm cùng bi giống như không có cảm giác gì thế nhưng là chậm rãi liền sẽ phía trên hậu kình so rượu trắng còn lớn hơn tô minh ngọc vừa muốn đứng lên thân thể còn không có đưa đến một nửa tửu kình thì bay thẳng tráng nàng cảm giác trời đất quay cuồng ánh mắt tối sầm thì ngã xuống mang giày cao gót hai chân thì mềm nhũng cả người trực câu câu áp hướng về phía trương dịch trên thân trương dịch vội vàng không kịp chuẩn bị hai tay bản năng liền hướng trước chống đỡ tô minh ngọc thân thể kết quả là hai đoàn to lớn chính nghĩa vừa đúng đã rơi vào trương dịch trong lòng bàn tay. Tô Minh Ngọc ghé vào trương dịch trên thân, lúc này tử kình vừa lên đến liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, căn bản không biết mình bị chiếm tiện nghi. Trương dịch uống rượu đến cũng không ít, lúc này trong ngực nằm sắp một cái đại mỹ nhân, tử khí hỗn tạp trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tiến vào trong mũi hắn đem Tô Minh Ngọc ngang thả ở trên ghế salon, lúc này Tô Minh Ngọc ánh mắt mông lung, thổ khí như lan, nhìn lấy trương dịch say khước cười ngây ngô. Trương dịch, ngươi thật là một thiên tài. Chúng ta sẽ thành công. Tiện nghi tới quá nhanh, Trương Dịch còn có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá loại sự tình này dựa vào bản năng thì làm xong Tô Minh Ngọc khuôn mặt Mỹ không có có tì vết, lớn chừng bàn tay tinh xảo gương mặt, màu đen lông mi thật dài giống lá chuối tay một dạng. Trên khuôn mặt trắng noãn, tinh hồng nhỏ nhắn môi anh đào mang theo vài phần nữ vương lãnh diễm, lại làm cho người không nhịn được muốn nhắm nhát. Trương Dịch tay cầm đặt ở trên khuôn mặt của nàng, nhỏ nhắn khuôn mặt bởi vì uống rượu mà nóng hổi ánh mắt hướng phía dưới, có thể nhìn đến một mảnh ngọn núi chập trùng tuyệt cảnh, giấu ở trong quần áo trắng nõn càng là có thể chói mù người hai mắt. Được xưng là thịnh thế ma nữ nàng, tại trong tập đoàn vẫn luôn là có tên băng sơn mỹ nhân. Lên tới bộ môn quản lý, xuống đến phổ thông thành viên, người người đều kính sợ lấy nàng, nhưng lại thèm nhỏ giải tại mỹ mạo của nàng. Không có nam nhân sẽ đối với dạng này nữ nhân hoàng mỹ không động tâm, trương dịch cũng không ngoại lệ. Trương dịch cũng uống chút rượu, lại thêm cùng Trần Hiểu Lệ vừa chia tay, có mấy ngày này không có chạm qua nữ nhân trong lúc nhất thời, hắn không kìm hãm được hôn xuống, một hai bàn tay to cũng bắt đầu ở trơn nhẵn trên da thịt du tẩu. Nụ hôn này khơi gợi lên Tô Minh Ngọc tâm lý đoàn kia lửa, ngày bình thường dùng cao lạnh bề ngoài che giấu nội tâm, trên thực tế sau phổ thông nữ hài càng thêm cuồng nhiệt. Nguyên bản dựa theo cái này nội dung cốt truyện phát triển tiếp, buổi tối hôm nay lại là một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiết tấu. Nhưng hảo chết không chết chính là Tô Minh Ngọc nôn. Sự thật chứng minh, tử lượng người không tốt ngươi cũng đừng uống nhiều như vậy. Tô Minh Ngọc vốn chỉ là dự định uống rượu, có thể đến một lần rượu vang đỏ uống thời điểm không có nhiều cảm giác, thứ hai nàng và Trương Dịch nói tương lai quy hoạch nói cao hứng cũng uống nhiều hơn hai chén. Rồng trả một bình rượu vang đỏ, đặt ở bình thường nửa bình nàng thì đổ, hôm nay vẫn là vượt xa bình thường phát huy. Trương Dịch cũng vô cùng bất đắc dĩ, tay của hắn vừa mới dọc theo màu đen lace khe hở chui vào. Cái này ngụm rượu nôn Trương Dịch cũng tỉnh rượu không ít. Hắn cho Tô Minh Ngọc vỗ vỗ phía sau lưng, để cho nàng nâng cốc toàn phun ra. Nàng cái này phun một cái, để đợi mình thì không phun ra được. Đợi đến tô minh ngọc nôn ra, giống con cá chết nằm trên ghế salon lúc, trương dịch lại lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Giảng đạo lý, lúc này vẫn là nóng hổi. Nhưng là tô minh ngọc hiện tại là mình đắc lực nhất cấp dưới, lại là trạng thái hôn mê. Trương dịch tuy nhiên cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng bây giờ thật sự là thoát không dưới cái này cái quần. Tô Minh Ngọc là cái hiếu thắng nữ nhân, ai biết tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất làm không tốt đem chính mình đưa vào đi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn vi pháp loạn kỹ sự tình, chúng ta tận lực đừng làm. Suy tư liên tục, hắn vẫn là quyết định làm một cái thiện lương chính trực người tốt, gọi nặc nặc cùng y y tới quét dọn một chút hiện trường. Nặc nặc cùng y y lặng lẽ đi tới, nhìn đến say ngã ở trên ghế salon tô minh ngọc về sau, hai tỷ mũi liếc nhau một cái, toàn đều nhìn cười không được. Chủ nhân thật sự là chính trực đâu. Tô thư ký uống rượu say, ngươi vậy mà không có. Hi hi. Trương dịch cũng là phiền muộn a, à, muốn không phải nàng vừa mới một miệng nôn ở trên thảm, chính mình nói không chừng thật thì xâm nhập trao đổi. Khụ khụ, ta là chính nhân quân tử, làm sao lại làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đâu. Huống chi nàng hay là của ta cấp dưới. Trương Dịch nghiêm trang nói. Nặc nặc nghe lời qua đi thu thập tô minh ngọc nông qua thảm, nhưng là y y ánh mắt lại rơi tại trương dịch trên quần bò, chỗ đó rõ ràng có không rõ nhô lên, tự như đại bằng một ngày cùng gió nổi lên. Trương dịch phát giác được y y ánh mắt, sụ mặt nói ra. Y y, nhanh đi làm việc y y trong mắt lộ ra tiểu hồ ly giống như nụ cười, hướng trương dịch làm cái mặt quỷ, sau đó nói. Chủ nhân, ta đi giúp ngươi thả nước tắm á. Nàng xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chợt biến đến có chút phức tạp. Nếu như chủ nhân cùng tô tiểu thư ở cùng một chỗ, nàng liền thành trang viên nữ chủ nhân, vậy ta cùng tỷ tỷ còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Trương dịch vuốt vuốt cổ của mình, xác thực cũng muốn thật tốt tắm rửa. Hôm nay bồi tiếp gia dai đi dạo một ngày trung tâm mua sắm, trên thân cũng chảy không ít mồ hôi sau đó, hắn liền đem nơi này giao cho nặc nặc đến xử lý, chính mình trở về phòng đi. Phòng tắm ngay tại phòng của hắn sát vách, bất quá là một cái đơn độc 50 bình gian phòng, phòng tắm cùng nhà vệ sinh một thể. Cũng không phải bởi vì trương dịch rất có thể kéo mới lưu lại lớn như vậy không gian. Mà là bởi vì tại phòng tắm trung gian để đó một cái to lớn màu trắng đá cẩm thạch bể tắm. Y y cất kỹ nước tắm về sau, trương dịch liền đi vào. Tràn đầy nhất đại vạt nước nóng, nhiệt khí pha trộn đầy toàn bộ phòng tắm trên mặt nước còn tung bay từng đóa từng đóa cánh hoa hồng, ao nước bên trong tựa hồ thả một loại nào đó hương liệu, cho nên ngửi lên hương thơm sông và mũi. Trương Dịch đem chính mình ném vào phòng tắm bên trong, nhấn một cái bên cạnh cái nút, phòng tắm tự động xoa bóp công năng thì khởi động. Hắn thư thư phục phục hưởng thụ lấy, nhớ tới mới vừa cùng Tô Minh Ngọc chuyện xảy ra, trong lòng cũng là sinh ra một số ý nghĩ. Tô Minh Ngọc rất xinh đẹp, lại có năng lực, nếu như có thể đem nàng biến thành nữ nhân của mình thật rất không tệ. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì nàng quá đẹp, mà lại dáng người cũng là nhất cấp tốt. Đáng tiếc a, à, kém một chút. Trương Dịch thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, phòng tắm kéo đẩy cửa bỗng nhiên cạch một tiếng bị đẩy ra. Chủ nhân, y y tới giúp ngươi kỳ lưng á. Trương Dịch nhìn lại, máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Tiểu nữ bộc y y chân trần, mặt trên người nhìn thấu trang phục đi đến. Nàng gương mặt thẹn thùng, hai cái mềm mại nhỏ nhắn chân dẫm tại phòng tắm bị hơi nước ướt nhẹp trên sàn nhà, từng bước một đi tới. Kỳ lưng. Trương Dịch suy tư một chút, sau đó quả quyết nhẹ gật đầu. Vô cùng hợp lý, một mình hắn lại xoa không đến lưng của mình, đương nhiên phải có cái đáng yêu khêu gợi người hầu gái đến giúp mình. Cái gì, chẳng lẽ người bình thường trong nhà không phải như thế sao? Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết? Siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 44 Thiên hải có thiện khẩu kỹ người Nguồn Mê truyện audio.com Trương Dịch nằm trong phòng tắm, Y, y đi tới, ngồi tại phía sau hắn bên bồn tắm phía trên, một đôi tay đã ấn trên vai của hắn. Y, -y xoa bóp kỹ xảo vô cùng có một bộ, nghe nói là chuyên môn học bổ túc qua, điểm này Trương Dịch thể nghiệm qua. Bất quá khi đó Trương Dịch trên thân là có quần áo, mà bây giờ lại là không mảnh vải che thân. May ra bồn tắm trên mặt nước tung bay đầy cánh hoa hồng, còn không đến mức bị nhìn cái không còn một mảnh. Trắng thuần tay nhỏ yếu đuối không xương, ấn trên bả vai cùng trên đầu lực đạo lại vừa đúng, đem nhân thể kinh mạch bên trong mỏi mệt một chút xíu vào tảng, đổi lấy vô cùng thoải mái dễ chịu thoải mái. Việc cần kỹ thuật. Thiên Hải thành phố làm hoa hạ phát đạt nhất thành thị một trong, người hầu gái ngành nghề tại nhà giàu có bên trong thịnh hành. Tuy nhiên rơi tại bên ngoài điểu ti trong mắt, các nàng chỉ là lấy nhan sắc phục thị chủ nhân, nhưng trên thực tế kẻ có tiền cũng không hoàn toàn là lớn như vậy bỉ. Nếu là không có thành thạo một nghề, chỉ dựa vào mỹ mạo mà nói không cách nào tại một cái nào đó đại hộ nhân gia làm trường cửu, dù sao kẻ có tiền gặp mỹ nữ nhiều, rất dễ dàng liền sẽ cảm thấy chán ghét. Mà y y lúc trước tiếp nhận huấn luyện thời điểm, luyện tập tốt nhất kỹ thuật cũng là xoa bóp, còn có một loại thì là lấy môi lưỡi công phu tăng trưởng kỹ thuật. Trương Dịch bẻ bẻ cổ, thân thể ngồi thẳng một số. Người hầu gái cho chủ nhân kỳ lưng thiên kinh địa nghĩa, chính mình an tĩnh hưởng thụ chính là. Y y mềm mại linh xảo hai tay cầm khăn mặt, chậm rãi đặt tại Trương Dịch trên lưng, nhẹ nhàng cho hắn lướt qua. Chủ nhân, ngày hôm nay nhìn qua rất vất vả dáng vẻ đâu vẫn tốt chứ cũng là chạy địa phương hơi nhiều y y nháy nháy mắt nói như vậy lời nói kỳ thật ngài chân cần phải càng không thoải mái mới đúng ta cho ngài làm lòng bàn chân xoa bóp thế nào trương dịch theo bản năng nhìn một chút chính mình mặc dù không cách nào thấu mì chính trận nước lạnh nhìn trạng thái của mình nhưng hắn biết rõ thân thể của mình là cái tình huống gì hiện tại thế nào chẳng lẽ không thích hợp sao y y ha ha cười rất giống cái trọng được quả nho tiểu hồ ly kỳ thật ta biết chủ nhân cực khổ nhất không phải chân mà chính là địa phương khác Nàng tiến đến trương dịch bên tai nói ra Ta hôm nay ở ngoài cửa đều nghe trọng được Chủ nhân cùng tô thư ký làm sự tình Nghe được câu này Trương dịch nụ cười trên mặt biến đến Có chút trở nên thâm thúy Ngươi tại cửa ra vào trọng nghe chúng ta trò chuyện Làm người hầu cũng là làm người hầu Phải hiểu được quy củ Nghe lén chủ nhà trò chuyện Đó là tối kỵ Y Y đã nhận ra lời nói bên trong lỗ thủng Khuôn mặt nhỏ nhất thời cũng là có chút co quắc Ta Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, van cầu ngại không nên khai trừ ta. Nàng dọa sợ. Phần công tác này kiếm không dễ, phí hết tâm tư nịnh nọt trương dịch cũng là vì có thể một mực đợi tại trong trang viên. Trương dịch nhìn lấy nàng non nớt gương mặt, nhớ tới các nàng tỉ mùi nói qua, chính mình cũng là lần đầu tiên làm loại công việc này. Trương dịch cũng không phải người có tâm địa sắc đá, mấu chốt là cái này xinh đẹp song bào thai tỉ mùi xác thực rất khó tìm đến, mở có chút đáng tiếc. Làm tư thâm ISP, trương dịch cũng không bỏ được a à, hắn liền cố ý tắm lấy gương mặt nói ra xem ở các ngươi vừa tới không lâu phân thượng ta thì cho ngươi một cơ hội lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa y y như được đại xá lúc này mới thật dài thở dài một hơi thật xin lỗi chủ nhân vì biểu đạt ấy nấy của ta liền để y y đến giúp ngài hảo hảo buông lỏng một chút đi nàng đứng tại trương dịch trước mặt thật sâu bái nhìn thấu trang phục đã bị nước làm ướt một số mà lại loại này y phục vốn là rất nổi bật dáng người cái này ngực nở mông công toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Trương Dịch nuốt nước miếng một cái, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái 18 tuổi tiểu nữ hài dáng người có thể tốt như vậy. Vạn nhất về sau lại mở phát ra phát thì còn đến đâu. Tốt a, à, ta hôm nay xác thực áp lực có chút lớn. Trương Dịch ngáp một cái, tử kình cũng chậm chậm đi lên. Y Y rất dụng tâm giúp Trương Dịch làm lấy xoa bóp, nhìn đến Trương Dịch đã trầm tĩnh lại. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vệt mị hoặc thần sắc, hơi hơi mím môi về sau, tiến đến Trương Dịch bên tai hỏi, chủ nhân, ta còn có khác thủ pháp đấm bóp. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Ồ! Trương Dịch ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói. Tốt! Y y khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vệt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Xoa bóp kết thúc, mở cửa đi lúc đi ra, y y mới phát hiện tỷ tỷ của mình đứng tại cửa ra vào, xem ra đã đợi chờ đã lâu. Y y, ngươi! Nặc nặc nhìn đến y y bên miệng cổ quái, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Y y hì hì cười một tiếng, mỉm môi một cái hướng nàng làm cái mặt quỷ làm tỷ tỷ nặc nặc biểu lộ có chút phức tạp nguyên bản đây là nàng muốn hiến thân đi làm sự tình không nghĩ tới để mùi mùi đoạt trước một bước làm xong bào thai tỷ mùi y y làm sao có thể đầy đủ không hiểu tỷ tỷ mình tâm tư nàng ông nặc nặc cánh tay vừa cười vừa nói tỷ tỷ ngươi ăn giấm ai nha nặc nặc bất đắc dĩ câu lại lông mày ta ăn giấm cái gì chỉ là ta không muốn ngươi đi làm loại sự tình này thôi loại này việc khổ cực đương nhiên là được làm tỷ tỷ đến làm đi hai tỷ muội từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên tuy nhiên sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế nhưng là nặc nặc lại vẫn luôn lấy tỷ tỷ thân phận tự cho mình là, mọi chuyện chiếu cố mùi mùi của mình, không hy vọng nàng chịu một chút ủy khuất. Lúc trước đạt được phần công tác này thời điểm, nàng thì minh bạch cần hiến thân. Dù sao những người có tiền kia lão gia môn tất cả đều là ISP, tiêu nhiều tiền như vậy tiền tuổi trẻ xinh đẹp người hầu gái đến, ngươi cho rằng thật chỉ là làm việc nhà đó a? À? Đương nhiên là dùng để làm gì khác. Bất quá, Nàng hy vọng loại sự tình này từ chính mình cái này làm tỷ tỷ tiếp nhận, mà không phải vất vả mùi mùi của mình. Y y lại nhàn nhạt cười một tiếng. Tỷ tỷ, chuyện này là ta tự nguyện. Giống chúng ta dạng này nữ hài, làm lại là hầu hạ người công tác, có thể gặp phải giống chủ nhân còn trẻ như vậy anh tuấn phục vụ đối tượng là cỡ nào tốt vận khí a? Cho nên chúng ta nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào lưu tại bên cạnh hắn. Dù là chỉ là đồ chơi cũng không quan hệ. Theo cô nhi viện đi ra hai tỷ mùi có người đồng lứa không có thành thục có lẽ có thể nói là nhận rõ xã hội hiện thực buổi tối hôm nay trương dịch cùng tô minh ngọc sự tình tăng thêm hai tỷ muội cảm giác nguy cơ cho nên y y mới nóng nảy muốn càng tiến một bước để lấy lòng trương dịch nặc nặc thở dài nhưng cũng đồng ý lời của mùi mùi các nàng không hy vọng xa vời mình có thể gả vào hào môn dù sao thân phận địa vị bậy ở chỗ này nếu như có thể lựa chọn các nàng chỉ là hy vọng mình có thể theo một cái tốt chủ nhân một mực phục thì hắn so sánh một chút cùng với các nàng cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện nữ hài tử có theo mập mạp như heo đại thúc, có phục thị lấy có đặc thù ham mê biến thái, còn có thảm hại hơn, đi hầu hạ những cái kia sáu bảy mươi năm tuổi, người già nhưng tâm không già da da. Lại nhìn một chút các nàng gặp phải vị chủ nhân này, các nàng rõ ràng may mắn được nhiều. Trương dịch tuổi trẻ anh Tuấn, lại là thân thể khỏe mạnh thời điểm, này hữu lực khuỷu tay có thể giống sách con gà con một dạng đem các nàng ném lên giường, sau đó cùng một chỗ làm nhiều người trò chơi. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn lén đến một màn kia, nặt nặt mặt cũng có chút đỏ bừng. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân nàng nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt cười xấu xa y y, mắt cỡ đỏ mặt nói. Bất quá lần sau, ngươi nhưng không cho ăn một mình. Y y thề lưỡi giả trang mặt quỷ, cái này phải xem tỷ tỷ ngươi chủ không chủ động mà. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 45 Chính nhân quân tử trương mổ người Nguồn Mê truyện audio com Tô Minh Ngọc thì ngủ ở trương dịch gian phòng cách vách Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xạ tại màu trắng mềm mại trên giường lớn Trong chăn lười biến Mỹ lệ ngủ Mỹ nhân chậm rãi mở mắt Tô Minh Ngọc sau khi mở mắt, vuốt vuốt còn có chút ẩn ẩn đau đầu Trong miệng còn có một cổ làm nàng không thoải mái mùi vị khác thường Sau một khắc, đêm qua phát sinh hết thảy liền toàn bộ nhớ lại lên đêm qua ta cùng Trương Dịch nói tập đoàn phát triển sự tình, sau đó. Tô Minh Ngọc say rượu cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức, có chút trí nhớ mơ hồ còn tại trong đầu. Nói thí dụ như Trương Dịch cái kia một đôi có thể nắm chặt bóng rổ quái thủ, lúc đó cũng rất phí sức cầm một đôi khác hình cầu. Sau đó hai người ở trên ghế salon, còn có qua một số khiến thân thể người khô nóng vận động. À! Tô Minh Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy, khuôn mặt lên đầy là đỏ ửng. Ta sẽ không phải bị trương dịch cho. Nàng tức giận cắn chặt ngân nha, biểu lộ bên trong mang theo ba phần e lệ, bảy phần phẫn nộ ý, muốn là trương dịch thật thừa dịp nàng say rượu chiếm nàng tiện nghi, cái kia nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tô Minh Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua trên người mình y phục, cũng tất cả đều đổi thành tơ lụa đồ ngủ. Nàng nhíu mày, sau đó xanh nhạt ngọc non tay phải chậm rãi hướng phía dưới dò xét tới. Trạng huống thân thể của mình chính mình rõ ràng, Tô Minh Ngọc một phen thăm dò về sau, lúc này mới thật dài nới lỏng một đại khẩu khí. Xem bộ dáng là ta quá lo lắng, trương dịch thật là cái chính nhân quân tử. Tô Minh Ngọc lộ ra mỉm cười giải thoát, trên mặt lại vẫn mang theo ba phần e lệ, bảy phần tức giận. Ta nằm ở trước mặt ngươi ngủ thiếp đi, ngươi thế mà không có đụng ta, đây là đối với ta lớn nhất làm nhục. Tô Minh Nguyệt nhếch miệng, tâm lý một mặt kinh hỉ trương dịch làm người, một mặt tức giận hành vi của hắn, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao? Nàng vén chăn lên xuống giường, mềm mại trắng nõn tiểu chân đạp dép lê, lạch cạch lạch cạch đi tới nhà vệ sinh. Đối với nhà vệ sinh toàn thân kính, nàng quan sát tỉ mỉ một phen chính mình dung nhan cùng dáng người ngực nở mông công, khoa trương ép hình đường công, tự như là đem một cái vòng tròn chém thành hai khúc, sau đó đặt ở khác biệt vị trí. Hoàng Mỹ Nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn thì không có ý kiến gì. Tô Minh Ngọc có chút không cao hứng nghĩ. Thế nhưng là trong đầu, lại hiện lên loại kia trí nhớ mơ hồ. Nàng sờ lên thân thể của mình, luôn cảm giác tối hôm qua có một đôi ấm áp đại tay vuốt ve qua các nơi, thậm chí bao gồm nàng tư mật. Thì liền bờ môi. Tô Minh Ngọc đem tay đặt ở đỏ hồng trên môi, loài kia xúc phạm vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hừ, sắc đẫm ngập trời. Nàng có chút xấu hổ nói ra, nhưng cũng không biết là may mắn, vẫn là tiếc núi trương dịch không có làm đến một bước cuối cùng. Suy tư nửa ngày, nàng cười thở dài một hơi. Có lẽ vẫn là may mắn nhiều một ít. Bởi vì nếu như trương dịch thật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái kia nàng sẽ trong lòng xem thường nam nhân này. Mà nàng tiếc núi, cũng là xây dựng ở hắn phẩm đức phía trên. Lúc này thời điểm, nặc nặc tới gõ cửa, nói cho Tô Minh Ngọc có thể phía dưới đi ăn cơm. Y phục của nàng cũng tất cả đều rửa sạch sẽ sau đó hông khô, Tô Minh Ngọc liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất về sau đi xuống lầu. Trương Dịch ngồi tại trên bàn cơm, đã tay trái cầm bánh bao hấp, tay phải một chén canh gà đậu hũ não bắt đầu ăn. Nhìn đến Tô Minh Ngọc từ trên thang lầu đi xuống, sắc mặt bình tĩnh như thường, trong lòng của hắn cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Trương Dịch mỉm cười hỏi: "Thế nào, đêm qua ngủ được có khỏe không?" Tô Minh Ngọc mím môi, Ta hôm qua là không phải uống có hơi nhiều, không có thất thố a. À. Trương Dịch trong lòng tự nhủ, còn tốt còn tốt, ngươi cũng chính là kém một chút nôn tại miệng ta bên trong mà thôi. Bất quá cũng coi như hòa nhau, để để ta cũng kém một chút nôn tiếng trong miệng ngươi. Không có, ngươi lúc đó cũng là say ngã mà thôi. Tô Minh Ngọc lúc này mới yên lòng lại, làm một cái ưu nhã cao ngạo kim lĩnh, nàng thế nhưng là rất quan tâm hình tượng của mình, nhất là tại Trương Dịch trước mặt. Bất quá, đã trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua về sau. Quan hệ của hai người phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trương Dịch coi là Tô Minh Ngọc say chết rồi, cái gì cũng không biết. Mà Tô Minh Ngọc coi là, Trương Dịch hôm qua như cái chính nhân quân tử một dạng không có đụng nàng. Hai người người nào cũng không nói ra miệng, nhưng nhìn lẫn nhau ánh mắt đều có một số khác biệt. Khục. Gia dai cái gì thời điểm nhận chức A. À? Trương Dịch mở miệng phá vỡ xấu hổ, lúc này thời điểm dù sao cũng phải nói chút gì. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ, hồi đáp. Thì tại cuối tuần một, ngươi có sắp xếp gì không Trương Dịch thả xuống trong tay bánh bao, suy tư một chút chi rồi nói ra. Nhớ kỹ không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra thân phận của nàng. Ta để cho nàng đi là học đồ vật, làm đặc thù đối đãi đối nàng không có chỗ tốt. Tô Minh ngọc nhẹ gật đầu. Cái này đương nhiên. Nếu như nàng làm đại ngộ đặc biệt, đối với bộ phận tài vụ tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nhấc lên chuyện công việc, nàng lại biến thành cái kia nghiêm túc chuyên chú chỗ làm việc mỹ ma nữ. Vậy còn ngươi? Hôm qua theo ngươi làm một đêm nghiên cứu thảo luận ta cảm thấy kế hoạch của ngươi vô cùng có tính khả thi hôm nay muốn hay không cùng đi với ta công ty tổ chức hội nghị cấp cao trương dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ lắc đầu nói ta thì không qua sự kiện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách dù sao sơ kỳ quy hoạch mạch suy nghĩ ta đã nói cho ngươi biết ngươi dựa theo phương án của ta đi chấp hành là có thể ta hai ngày này muốn về nhà một chuyến chờ ta trở lại về sau lại đi công ty giàu mà không về quê như cẩm y mà đi đêm tuy nhiên cho trong nhà đánh ít tiền đi qua nhưng hắn hay là hy vọng tự mình trở về xem một chút nhìn một chút người nhà giúp bọn hắn cải thiện một chút sinh hoạt câu cách ngôn kia nói thế nào người nghèo thời điểm khát vọng nhất lấy được là tiền nhưng là giàu có về sau thì là khát vọng đạt được cảm tình trương dịch là lão tổng mệnh lệnh của hắn tô minh ngọc đương nhiên phải tuân theo lại nói lão bản đem tập đoàn phương hướng đi tới đều cho ngươi chỉ rõ làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người tô minh ngọc đương nhiên phải đem còn lại công tác thật tốt hoàn thành ăn hết điểm tâm trương dịch để tài xế đưa tô minh ngọc đi công ty chính hắn thì là để nặc nặc cùng y y cho hắn thu thập mấy bộ y phục chuẩn bị trở về nhà đi một chuyến quần áo mà nói mang cái ba bốn bộ đi về nhà lần này không biết đến đợi bao lâu y y ngọt ngào nói ra chủ nhân quan mang y phục trở về sao nàng mắt nhỏ tràn đầy mong đợi nhìn lấy trương dịch một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng trương dịch trong mắt lóe ra một vệt ngoạn vị nụ cười chuyện tối ngày hôm qua về sau hắn cũng biết cô gái nhỏ này đối với mình có ý tưởng đối với nuôi dưỡng người hầu gái loại sự tình này trương dịch cũng không có cái gì không thích ứng. Cái này tại thiên hải thành phố thượng tầng xã hội tính toán là một loại phong tục, mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Người hầu gái có ba tốt, tuổi trẻ xinh đẹp tự mình ngã. Trương dịch tuy nhiên lười nhắc ép buộc các nàng, nhưng là đưa tới cửa đồ vật không có lý do không ăn, hắn thân thủ nhéo nhéo y y cái cầm, tiểu đông tây có phải hay không không nở ta à? Y y nhu thuận nhẹ gật đầu, người ta muốn một mực cùng tại chủ nhân bên người mà. Vậy liền trong nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Lần sau thì sủng hạnh ngươi. Trương dịch ác hung hăng trận mắt nhìn liếc một chút nàng bị ổi vú lượng. Lần này cần về nhà, nông thôn nhà cách âm hiệu quả quá kém, hỏa lực liên thiên không rất thích hợp. Bằng không hắn thật liền đem cô gái nhỏ này cho mang về. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? chương 46. Tổng giám đốc đó là ta huynh đệ. Nguồn. Mê truyện audio com Tô Minh Ngọc ngồi đấy một chiếc Aston Martin đi tới tập đoàn tổng bộ cao ốc. Một đường lên, nàng nổi lòng hơi có chút phức tạp nghĩ đến chính mình cùng trương dịch sự tình. Hắn đêm qua đến cùng đối với mình làm tới trình độ nào? Một người nam nhân tự chủ thật có thể có tốt như vậy sao? Nhớ tới buổi sáng lúc thức dậy, trong miệng cái kia cổ làm nạn có chút không thoải mái mùi hôi thối, Tô Minh Ngọc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn sẽ không phải. Tên sắc phôi này. Xa trong nhà trương dịch nếu như biết rõ ý nghĩ của nàng khẳng định đến hô to oan uổng, chính ngươi nôn đầy đất ngươi không có điểm số A xuống xe, tô minh ngọc trên mặt tiểu nữ nhi biểu lộ nhất thời thu vào. Đi vào chỗ làm việc, nàng cũng là kệ mặt vô tình làm cho người kính quý nữ vương. Tô thư ký. Tô thư ký. Tô Minh Ngọc dẫm lên 10cm màu đỏ thắm dày cao gót đi vào cao ốc, chung quanh nhân viên thấy được nàng ào ào lui tránh, sau đó đứng tại hai bên đường hành lễ. Tô thư ký sớm một cái hơn 30 tuổi giữ lấy tóc ngắn nữ giám đốc điều hành cười với nàng lấy chào hỏi. Tô Minh Ngọc nhìn nàng một cái, bộ phận nhân sự quản lý Trần Mỹ Linh tiểu thư. Có chuyện ta muốn thông tri ngươi một chút. Trần Mỹ Linh trong lòng rung lên, ngẩng đầu nhìn Tô Minh Ngọc Mỹ lệ băng lãnh khuôn mặt, nỗ lực gạt ra nụ cười. Đúng, xin ngài phân phó. Tiêu thụ hai bộ văn phòng. Trầm giật sáng sớm liền đi tới văn phòng, sau đó ngồi trên ghế nhàn nhã uống vào cà phê. Hắn mặc lấy một thân cao cấp Âu phục, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, nhớ tới đêm qua nhân họa đắc phúc sự tình, hắn thì vô cùng vui vẻ. Hoa! Wow. Thật là tô minh ngọc ảnh chụp. Ông trời của ta, trầm giật ngươi phát đạt, lại có thể cùng tô tiểu thư cùng nhau ăn cơm. Bên cạnh nàng cái kia cái năm nhân trẻ tuổi thật là tổng giám đốc. Bên cạnh bảy tám cái nghiệp vụ viên vây quanh điện thoại di động của hắn, một mặt kinh ngạc hỏi. Trầm giật khẽ hừ một tiếng, xem thường liếc mắt, các ngươi nghĩ sao? Tô Tiểu Thư lúc đó chính miệng nói với ta, hắn chính là chúng ta tân nhiệm tổng giám đốc hoa wow. quá lợi hại đi trầm giật Ngươi đến cùng là tại sao biết bọn họ trước kia thật là xem thường ngươi a à, nghĩ không ra ngươi còn có loại này nhân mạch quan hệ hôm nay tan ca cùng đi quay rượu cùng chúng ta thật tốt tâm sự ta mời khách bên người nghiệp vụ viên nhóm tốt một trận thổi phong trầm giật nếu là thật dựng vào tin tổng giám đốc nhằm cùng tô minh ngọc cái này đường nét vậy sau này còn không phải tùy tiện liền có thể lên chức a hh về sau phát đạt có thể không thể nào quên huynh để chúng ta a à trầm ca, chúng ta đều trông cậy vào ngươi bao bọc đâu. Một đám người nịnh nọt nói, có người cho hắn vào vai, có người cho hắn đắm chân, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Trầm giật bình chân như vậy ngồi trên ghế. Ảnh chụp là hôm qua tại hiện trường đập, hắn hôm nay thì lấy tới cùng cùng ngành người trang bức. Vừa nghĩ tới trương dịch trước khi đi cười khanh khách vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ hắn thật tốt làm dáng vẻ, trầm giật cảm giác cả người đều muốn phiêu lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lãnh đạo coi trọng hắn a, à, thế nhưng là lãnh đạo coi trọng hắn cái gì đâu? điểm này trầm giật sau khi trở về cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng được ra kết luận là, trương dịch là coi trọng hắn da mặt đủ dày. Là làm tiêu thụ thiên tài. Hắc hắc, cũng có thể là nhìn trúng hắn bạn gái Lý Điềm Nhi. Bất quá vậy thì càng dễ xử lý, chỉ cần trương dịch ưa thích, coi như hắn lão mụ hắn đều có thể hai tay dâng lên. Ai ai ai, điểm nhẹ điểm nhẹ. Trầm giật cau mày răng dậy cho mình vào vai đồng sự. Tránh ra tránh ra, ngươi cái không có nhãn lực độc đáo, ta đến. Lập tức có một cái khác đại thúc đuổi đi người kia, sau đó chính mình thay đổi. Trầm ca, ngài nhìn xem ta lực đạo này ngài còn hài lòng không? Cái này đại thúc hơn 40 tuổi, lại một chút không biết xấu hổ gọi Trầm vật ca. Làm tiêu thụ, da mặt không dày cái kia đều không gọi chuyên nghiệp. Trầm vật chậm rãi nhẹ gật đầu. Các ngươi a, à, lúc này thời điểm nghĩ đến đến nịnh bợ ta, sớm làm gì đi? Trầm Giật ông cụ non phê bình nói, hắn tại tiêu thụ hai bộ hiệu suất một mực vô cùng bình thường, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, ngày bình thường lãnh đạo cùng đồng sự đều coi thường hắn tồn tại. Hiện khi tìm thấy cơ hội về sau, rốt cục có thể ra một hơi. Hắc hắc, ai nói? Ta vẫn luôn cảm thấy Trầm Ca đó là chúng ta bộ môn ưu tú nhất tiêu thụ a. À? Đúng a à, đúng a, à, tiêu thụ hai bộ không có ngươi cái kia liền xong rồi, còn không đều là ngươi tại chống đỡ. Ta nhìn, Trầm Ca lập tức liền muốn bị lãnh đạo đề bạc làm chủ quản về sau có thể được nhiều quan tâm a. À? Đánh rắm, chủ quản tính là gì? Tối thiểu nhất cũng phải là quản lý. Trầm giật ra vẻ một mặt ghét bỏ biểu lộ, ai các ngươi được rồi được rồi. Tuy nhiên ta cùng chúng ta trương tổng có chút quan hệ, hắn cũng rất coi trọng ta. Nhưng là đề bạc ta cũng là từ từ sẽ đến sự tình, bằng không có thể phục chúng sao? À, hắn cố ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái hỏi. Những người khác trăm miệng một lời nói. Có thế. Trầm ca ngài năng lực xuất chúng, Đề bạc người đó là mục đích chung A à. Trầm giật khóe miệng lộ ra đắc ý vạn phần nụ cười Hắn đưa di động cầm tới, nhìn lấy phía trên ảnh chụp Có mấy trương hắn thì đứng tại trương dịch cùng tô minh ngọc sau lưng Mấu chốt nhất một trương, cũng là hắn cho trương dịch xin lỗi Sau đó trương dịch cười đập bả vai hắn cổ vũ hắn thời điểm đập Nhìn cái này góc độ, nhìn cái này rõ ràng độ Lại nhìn trương tổng cùng trên mặt hắn biểu lộ Thế này sao lại là phổ thông trên ý nghĩa ảnh chụp đây rõ ràng là tình thế tổng giám đốc cùng tương lai tập đoàn trường cục lần thứ nhất nắm tay mà. Trầm giật quyết định, đợi lát nữa đem tấm hình này cũng cầm cho lãnh đạo của hắn nhìn xem. Nhìn hắn về sau còn dám hay không không nhìn chính mình. Qua không lâu sau đó, tiêu thụ hai bộ bộ môn quản lý theo cửa đi đến. Hắn địa trung hải trên đầu phản xạ bóng loáng quang mang, nhưng là so với hắn luôn có thể phát hiện thủ hạ không tập trung ánh mắt, điểm ấy ánh sáng vẫn là kém một chút. Trầm giật, tới một chuyến. Quản lý hướng ngông nghênh ngồi trên ghế trầm giật nói ra trầm giật ánh mắt sáng lên, địa trung hải bình thường có thể sẽ rất ít tìm bọn hắn trò chuyện, bởi vì hai bộ người đặc biệt nhiều. Giống trầm giật, theo nhận chức đến bây giờ vẻn vẹn bị hắn kêu lên nói chuyện hai lần. Một lần là mắng hắn công làm gây ra rủi ro, một lần vẫn là mắng hắn công làm gây ra rủi ro. Ai ai ai, quản lý gọi trầm giật đi nói chuyện. Không phải muốn thăng chức tăng lương a à, ai, thật là quá sung sướng, khẳng định là hôm qua gặp phải tổng giám đốc cùng tổng bí, sau đó bị ủy thác trách nhiệm. Một đám nhân viên liếu ríu nói. Trầm giật vội vàng từ trên ghế đem cái mông dịch chuyển khỏi, cao hứng bừng bừng lau tóc của mình Trầm giật, phát đạt đừng quên các huynh đệ A à. Mấy cái đồng sự nói ra Ha ha, yên tâm đi Trầm giật khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười dẻo cợt Các ngươi những tiểu lâu la này cũng xứng cùng ta đồng bọn Nói chuyện viễn vông Hắn sải bước theo quản lý đi vào phòng làm việc của hắn Quản lý, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Trầm giật một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói bộ môn quản lý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không có một chút biểu lộ, thân thủ theo trên mặt bàn ném qua đến một phần văn kiện cho hắn. Ngươi bị khai trừ. Lập tức thu thập xong ngươi đồ vật cút ngay. Trầm giật nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn lấy cái kia phần đến từ bộ phận nhân sự thôi giữ chức vụ thông báo, cả người choáng váng. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 47. Khai trừ trầm giật. Nguồn. Mê truyện audio.com thôi giữ chức vụ thư thông báo, bốn cái thể chữ đậm vô cùng chói mắt, trầm giật vừa mới còn tin tâm tràn đầy, tưởng rằng trương dịch nhìn trúng tài hoa của mình, muốn đối với mình ủy thác trách nhiệm. Nhưng bây giờ đối mặt loại cục diện này, đầu óc của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi cắt đứt quan hệ. Quản lý nhìn hắn không tiếp văn kiện, trực tiếp ném trên mặt đất, hừ lạnh nói. Không có điểm nhãn lực độc đáo đồ vật. Lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi. Thôi giữ chức vụ thư thông báo, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Trầm giật mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Quản lý, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Dựa vào cái gì khai trừ ta à? Hắn giận dữ hết. Mà lại ngươi có biết hay không, ta cùng công ty chúng ta tân nhiệm tổng giám đốc là bạn tốt. Ngươi khai trừ ta, hắn biết không? Ngươi cùng tân nhiệm tổng giám đốc là bằng hữu. Ha ha. Quản lý nở nụ cười lạnh, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Khai trừ ngươi thông báo cũng là văn phòng tổng giám đốc để bộ phận nhân sự phát xuống. Ngươi đồ chó hoang đến cùng làm chuyện gì, lại đem văn phòng tổng giám đốc người đắc tội, chính mình chết không quan hệ, muốn là dính liếu lão tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quản lý cũng bạo phát, sáng sớm phía trên hắn tới làm, lập tức liền nhận được bộ phận nhân sự thông báo, nói cho hắn biết trầm vật bị khai trừ sự tình. Hắn ngay từ đầu còn buồn bực đâu, khai trừ nhân viên nhất định phải là trọng đại công tác sai lầm, toàn bộ tập đoàn hàng năm bị khai trừ người chỉ đến được trên đầu ngón tay, bình thường đều là khuyên bọn họ chủ động rời chức làm sao dưới tay mình người sẽ bị khai trừ đâu kết quả bộ phận nhân sự tổng giám chỉ là nhẹ nhàng vứt cho hắn một câu đây là tô thư ký ý tứ hắn thì lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi mắt nhìn thấy lập tức liền muốn giữa năm khảo hạch kết quả chính mình bộ môn ra như thế cái đồ chơi hảo chết không chết đi đắc tội tô thư ký một cái làm không tốt chính hắn khả năng đều muốn đi theo thụ liên lụy vì kia đáng sợ ma nữ đại nhân phong cách làm việc có bao nhiêu tàn nhẫn thịnh thế tập đoàn từ trên xuống dưới người nào không biết để tình ngươi theo hai ta năm ta thì không đánh ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Quản lý quát. Trầm giật như bị sét đánh, lại căn bản không tin tưởng đây là sự thật. Không. Quản lý, ta không thể đi. Ta chỗ này có cùng trương dịch tổng giám đốc chụp ảnh chung, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Trong này nhất định có hiểu lầm, ngươi phải tin tưởng ta à. Trầm giật lấy điện thoại di động ra bên trong ảnh chụp cho quản lý nhìn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? hôm qua đạt được trương dịch khen ngợi còn ở bên tai tiếng vọng, hắn sau khi trở về hưng phấn cảm giác đều ngủ không được, cho là mình muốn phát đạt. Kết quả bây giờ lại thông báo hắn bị khai trừ. Bị thịnh thế tập đoàn công nhiên khai trừ có thể là vô cùng nghiêm trọng tình huống, mang ý nghĩa về sau hắn không có khả năng lại đi đại hình công ty công tác. Bởi vì trên lý lịch sơ lược đầu này, cũng đủ để cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống phán tử hình. Quản lý một mặt chán ghét nhìn lấy trầm giật, không nên uổng phí khí lực. Ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cho nên kết cục này là ngươi tự tìm tuy nhiên trầm giật theo hắn mấy năm, nhưng là quản lý hiện tại hận không thể lập tức cùng hắn một đao cắt đứt. Có thể bị văn phòng tổng giám đốc tự mình hạ lệnh lập tức khai trừ, một ngày cũng không thể ở công ty chờ lâu người, ai còn dám cùng hắn có tiếp xúc. Ta không tin, ta muốn đi tìm trương dịch, ta muốn đi tìm Tô Minh Ngọc hỏi thăm rõ ràng. Trầm giật tự như phát điên quát, hắn không cam tâm tiền đồ của mình cứ như vậy bị hủy. Quản lý hít sâu một hơi, ta sợ ngươi là không có cơ hội này. Hắn vừa dứt lời, cửa ban công thì bị đẩy ra bốn cái mặt lấy hát sắc tay trang, khuôn mặt nghiêm túc giống thép tấm bảo an đi đến. Ai là trầm vật? Bảo an đội trưởng hỏi. Quản lý chỉ chỉ trầm vật, cũng là hắn, phiền phức đem hắn mang đi. Bảo an đội trưởng khẽ vương tay, lập tức hai đại hán thì đi qua, đem trầm vật giống khung con gà con một dạng khung. Những người khác đã sớm đem trầm vật đồ vật ném vào thùng rác bên trong, sau đó tính cả hắn người cùng đồ vật lung tung ném ra cửa chính. Trầm vật những cái kia đồng sự thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là xem thường chi tình thứ đồ gì a à, sáng sớm phía trên cùng chúng ta trang tất, còn tưởng rằng thật trèo lên cành cây cao nữa nha. Phi, thiệt thòi ta trả lại cho hắn rót một chén cà phê, đây chính là biểu ca ta theo Brazil mang tới. Thật sự là cho chó ăn. Trầm giật bị ném đến cửa chính, tất cả thấy cảnh này người đều phát ra dẻo cật sinh. Trong lòng của hắn cực hận, hiện tại lại thế nào ngu xuẩn cũng biết là trương dịch làm. Trương dịch, ngươi thật là ác độc ta chẳng qua là làm nhục một chút ngươi cùng ngươi muội muội mà thôi, ngươi vậy mà không cho ta tại công ty của ngươi công tác, trên thế giới tại sao có thể có ác độc như vậy ngươi? Hắn nghiến răng nghiến lợi, lửa giận để hắn cơ hội đã mất đi lý trí. Ta nhất định muốn trả thù hắn. Dùng tiền tìm người đánh hắn một trận. Không không không, hắn sao ta có tiền? Ta. ta. Ta ta ta. Trầm giật suy tư nửa ngày, tuyệt vọng phát hiện mình căn bản không có cùng trương dịch đấu tư cách. Trương dịch muốn giết chết hắn, Quả thực so giết chết một con kiến còn dễ dàng. Suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ tốt kế hoạch. Có biện pháp. Hắn không phải quan tâm mùi mùi của mình sao? Ta gọi Lý Điềm Nhi đem hắn làm sự tình trong trường học truyền một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là cỡ nào ác độc. Để mùi mùi của hắn không ngóc đầu lên được gặp người. Trầm giật vì chính mình thông minh tài trí điên cuồng đánh côn. Hắn cầm điện thoại di động lên đến thì cho Lý Điềm Nhi gọi điện thoại. Qua hơn nửa ngày, điện thoại mới kết nối. Uy điềm nhi trương dịch cái kia ác độc gia hỏa lại đem ta bị khai trừ ngươi giúp ta trong trường học đem hắn ác độc hành động nói một câu để trương gia gia biết anh của nàng có bao nhiêu buồn nôn để tất cả đồng học đều khiển trách hắn điện thoại bên kia trong ngày thường đối với hắn muốn gì được đó lý điềm nhi thanh âm lại biến đến lạnh lùng lên a à, ngươi có phải bị bệnh hay không a à, người ta thế nhưng là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc ngươi còn muốn cùng hắn đấu trầm giật nghe được lý điềm nhi khẩu khí tâm lý đã nhận ra không thích hợp nữ nhân này biết hắn đến bây giờ vô luận là làm nũng vẫn là phát lãng ngữ khí đều vô cùng mềm cái gì thời điểm dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện trầm giật cắn răng nghĩ đến cần lý điềm nhi giúp đỡ vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra thù này ta nhất định phải báo hắn đem ta khai trừ ta sau này nhân sinh sẽ phá hủy điềm nhi xem ở ta trước đó đối ngươi tốt như vậy phân thượng lần này ngươi nhất định phải giúp ta lại nói ta bị khai trừ cũng là bởi vì ngươi a à. lý điềm nhi thanh âm lạnh lẽo ngươi còn có mặt mũi nói hôm qua ngươi đem mặt của ta đều vứt sạch, có biết hay không hiện tại các bạn học đều nhìn ta như thế nào? Ta nói cho ngươi trầm giật, từ nay về sau hai chúng ta triệt để chơi xong. Ngươi không muốn lại tới tìm ta. Nói vừa xong, nàng thì cúp điện thoại, trở tay kéo đen hắn tất cả phương thức liên lạc. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lại cười hiếp mắt mở ra duy tin cho Trương Gia Giai gửi tới một cái tin. Gia Giai, gần nhất dọn nhà cần cần giúp một tay không? Ta biết mấy cái học đệ vừa tốt có rảnh. À đúng, cảm ơn ngươi lần trước mời chúng ta ăn cơm nha. Ta lập tức cũng muốn đi thịnh thế công ty con công tác, về sau chúng ta cũng coi là đồng sự. Để cho ta mời lại ngươi đi. Nếu có thể, đem trương dịch ca ca cũng kêu lên. Người ta phải ngay mặt cảm tạ hắn cho ta phần công tác này đâu. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 48 Trương dịch về quê Nguồn Mê truyện audio.com Lý Điềm Nhi tin tức phát đến Trương Gia Gia trên điện thoại di động. Nàng lúc này mặc lấy một thân màu trắng miên nhung đồ ngủ, đang ngồi trong phòng khách uống sữa tươi. Nhìn lấy Lý Điềm Nhi không ngừng phát tới tin nhắn, khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng nhẹ miệt. Lý Điềm Nhi, thì ngươi loại nữ nhân này còn muốn câu dẫn ta ca. Mơ mộng hảo huyền. Trương Gia Gia hiểu rất rõ Lý Điềm Nhi nữ nhân này, ngày thường tại trong túc xá cả ngày nói chuyện thì là làm sao câu kẻ ngốc, phao đàn ông có tiền. Cho nên, nàng trở tay trực tiếp đem Lý Điềm Nhi duy tin cho kéo đen dù sao đã nhanh tốt nghiệp về sau cùng loại này người cũng không có tiếp tục liên hệ tất yếu mà một bên khác Minh hoa trang viên nơi này trương dịch để nặc nặc cùng y y giúp hắn thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị về nhà một chuyến bất quá pagani liền không thể mở cái đồ chơi này tuy nhiên phong cách là phong cách nhưng là người hướng nông thôn mở một cái thử một chút thấp như vậy cái bệ cũng liền tại trên đường lớn chạy một chút gặp phải cái hố nước bò đều bò không qua muốn là muốn đi nông thôn đường đất trang bức lập tức liền có thể cho ngươi đau lòng thành đần độn bất quá trong ga chấm RAC vẫn là rất nhiều, hắn xuống xe kho, chọn trúng một chiếc Bentley muôn sang, xe này cái bệ cao chút, nhìn lấy cũng phong cách. Trọng yếu nhất chính là có bốn tòa, về nhà có thể chở cha mẹ ra ngoài tản bộ. Điều xong xe, sau đó hắn đem hành lễ đều nhét vào hành lý dự định rời đi. Chủ nhân, ngươi có thể được về sớm một chút a. À? Y y hàm tình mạch mạch nhìn lấy trương dịch, cái này đồ đĩ nhỏ mị cốt tự nhiên, trời sinh cũng là câu dẫn nam nhân tài liệu bên cạnh sông bào thai tỷ tỷ nặc nặc tại điểm này còn kém chút nhưng cũng sắc mặt đỏ bừng dường như một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa lặng lẽ nhìn lấy trương dịch hai cái này cô gái nhỏ chính mình nguyên bản còn không có vội vã nhanh như vậy trừng trị các nàng kết quả các nàng mình ngược lại là chủ động vô cùng kỳ thật cái này cũng khó trách bởi vì người hầu gái cái này trong kinh doanh nếu như thời gian dài không bị chủ nhân sủng hạnh nhiều như vậy nữa mang ý nghĩa chủ nhân đối với các nàng không có hứng thú công tác cũng sắp chấm dứt cho nên trương dịch càng là không động vào các nàng trong lòng các nàng ngược lại càng là lo lắng. Trương Dịch tà mị cười. Ở nhà tắm sạch chờ ta. Hai cái người hầu gái ánh mắt sáng lên, đúng, chủ nhân. Trương Dịch về nhà lần này cũng không có tính toán quá kiêu căng, bằng không đem trong nhà tài xế cùng bảo tiêu đều mang lên, trùng trùng điệp điệp mười mấy người cái kia phô trương sau thôn trưởng đều vênh váo. Cũng không phải Trương Dịch không thích trang tất, chủ yếu là tại quê nhà, khoe của nhất thời thoải mái, sau đó mặc kệ bao xa thân thích đều có thể chen đến cửa, hận không thể đem ngươi nhà tiền cho hết lấy sạch vừa phải điều thấp tuyệt đối là thông minh lựa chọn benly chạy nhanh lên đường cái trương dịch mở ra bluetooth cho trong nhà gọi điện thoại nói cho lão mụ chính mình muốn trở về để cho nàng cho mình đem giường chiếu tốt nửa năm không có trở về trên giường của mình khẳng định rơi đều là tro một lát sau điện thoại đã thông lão mụ thanh âm quen thuộc theo điện thoại di động truyền tới uy là tiểu dịch a ngươi chờ một chút a mẹ sinh ý tự hồ có chút tận lực tại đè thấp sau đó trương dịch nghe được một trận nhanh chóng tiếng bước chân chờ qua mười mấy giây về sau mẹ thanh âm mới lại lần nữa truyền đến này này tiểu dịch trương dịch tò mò hỏi làm sao vậy mẹ bên tai lúc này thời điểm truyền đến vài tiếng nông dụng xe ba bánh thanh âm trương dịch nhất thời hiểu được mẹ ngay tại bên lề đường cùng chính mình gọi điện thoại đâu có phải hay không trong nhà đến người nào lão mụ thở dài ngươi nhị cửu đến rồi trương dịch mẫu anh em ruột bốn người mẹ hắn đứng hàng lão tam nghe được là nhị cửu tới trương dịch biểu lộ nhất thời có chút không cao hứng ba cái cửu cửu bên trong nhị cửu hắn là không thích nhất đại cửu so sánh giản dị tính tình thẳng nhưng là người rất không tệ tam cửu rất có tiền đồ lúc còn trẻ ra nước ngoài học hiện tại là ở nước ngoài công ty lão bản mà cái này nhị cửu người tương đối hẹp hòi tự tư không nói người còn vô cùng thế lực nhà bọn họ điều kiện kinh tế không tệ nhị cửu lúc còn trẻ đầu cơ trục lợi dãy không ít tiền mà trương dịch điều kiện gia đình cũng rất bình thường cho nên khi còn bé đi nhà bọn họ thăm người thân, Trương Dịch xem không ít người nhà bọn họ sắc mặt. Thì liền cha mẹ mình đều bị bọn họ nói qua rất nhiều lần. Bây giờ trong nhà trưởng bối lớn tuổi, tiểu hài tử liên hệ lại thiếu, một tới hai đi cũng thiếu lui tới. Hắn tìm chúng ta nhà tới làm gì? Trương Dịch bất mãn nói. Lão mụ do dự một chút, nói ra. Ngươi nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đến, nói biểu ca ngươi muốn mở một cái nhà máy xi măng. Muốn hỏi chúng ta vay tiền đâu? Hỏi chúng ta nhà vay tiền. Trương Dịch gương mặt trào phúng. Nhà bọn hắn không phải một mực trang rất có tiền sao. Mỗi ngày chảnh chứa cùng cái 258 vạn giống như, mỗi lần ngươi trở về tế bái ông ngoại, không cũng phải bị hắn nói một trận. Hiện tại tìm chúng ta vay tiền không phải khôi hài a, Còn không đều là ngươi cha cái kia trong miệng không có kính. Lão mũ tức giận nói. Trước mấy ngày uống một chút mèo nước tiểu, liền đến chỗ cùng người ta nói khoác, nói chính mình nhi tử tiền đồ, cho trong nhà đánh hơn mấy triệu. Ta gần nhất lại đem trong nhà đồ dùng trong nhà đều cho đổi, còn kế hoạch đem nhà sửa chữa một lần. Trong thôn thì truyền ra, nói chúng ta nhà phát đại tài. Không phải sao, ngươi nhị cửu thì cùng ngươi nhị cửu mẹ đến đây. Trương Dịch nghe nói như thế, nhất thời nở nụ cười. Ba hắn xác thực thích uống rượu, mà lại tạc sĩ diện. Uống rượu xong về sau khoác lát, đây coi như là tất cả năm nhân bệnh chung. Cha ta nói không có tật xấu a, à, nhà chúng ta cũng là có tiền, không có gì tốt gạt. Làm con trai làm cho phụ thân kiêu ngạo, đây là quan vinh sự tình này, người đều là như vậy, nhìn đến người khác có tiền thì đỏ mắt. Hai ngày này trong nhà tới mấy cái gần gũi, tất cả đều là vay tiền, ta đều phiền chết. Lão mù oán giận nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nghe ngữ khí của nàng lại vô cùng nhẹ nhõm, mà lại mang theo một cổ đắc ý, nhi tự kiếm tiền, làm phụ mẫu kiêu ngạo nhất. Tại nông thôn, có thể kiếm tiền thì đại biểu cho có tiền đồ, trong nhà có mặt mũi. Trương Dịch vội vàng nói. Mẹ, ta có thể nói cho ngươi a, à, tiền này mượn ai cũng được thì là không thể cấp cho nhị cửu nhà bọn hắn. Trước kia nhiều thế lực lão bắt chúng ta nhà không có tiền trào phúng chúng ta. Đây là người anh ruột đâu, thật buồn nôn. Một số thời khắc quan hệ càng gần thân thích ngược lại càng khiến người ta phiền chán. Bởi vì có huyết thống cái tầng quan hệ này, nhìn đến nhà ngươi tốt thời điểm liền nghĩ qua đến vơ vét điểm, nhìn đến nhà ngươi kém thời điểm liền sợ ngươi tìm hắn vay tiền, hận không thể cách ngươi xa xa. Trương Dịch nhị cửu là thuộc về loại này người. Tuy nhiên Trương Dịch nhà bọn hắn chưa từng có nhị cửu mượn qua tiền nhưng nhị cửu vẫn cảm thấy bọn họ sẽ chiếm tiện nghi của mình. Lão mụ cũng là bất đắc dĩ thở dài, đừng nói như vậy, dù sao cũng là người thân cậu. Bất quá nhiều tiền như vậy khẳng định không thể mượn, một miệng liền muốn 30 vạn, nhà ai có thế cho hắn mượn. Lão mụ là cái trọng cảm tình người, tuy nhiên nàng cũng không thích nhị cửu, nhưng giàu gì cũng là anh em ruột. Thật nếu để cho nàng cùng người nhà mẹ để quyết liệt, nàng làm không được. Trương dịch cũng là bó tay rồi, 30 vạn. Thu thiệt bọn họ có mặt mũi mở miệng đối với nông thôn tới nói, một khoản tiền lớn như vậy có thể là một gia đình toàn bộ tích xúc. Bất quá trương dịch cũng không thấy đến kỳ quái, nhị cửu nhà bọn hắn phong cách làm việc chính là như vậy, hận không thể đem chỗ có chỗ tốt đều ông đến chính mình trong ổ, lão mụ là cả một đời cần kiệm công việc quản gia, tuy nhiên nhi tử đánh một số tiền lớn tới, thế nhưng là nàng cũng hoa vô cùng cẩn thận. Đắp cái nhà tiền công trình đội không ít thương lượng giá tiền, mua gia cụ cũng đi dạo trên trấn mấy cái đồ dùng trong nhà cửa hàng, mồm mép mài hỏng đi cùng người mặc cả. Hiện đang hỏi nàng mượn 30 vạn, cái kia so để cho nàng cắt yêu thích còn muốn đau a à. có điều chung quy là thân thích muốn là một chút không mượn trên mặt mũi không dễ nhìn mình về sau còn phải trở về nhìn ngươi ông ngoại bà ngoại thiếu cho bọn hắn mượn một chút đi lão mụ nói ra nàng là cái mềm lòng nữ nhân so sánh trọng cảm tình nhị cửu tốt xấu là nàng ca ca nàng sợ không vay tiền ảnh hưởng tới trong nhà hòa khí trương dịch nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi ngươi thì cùng hắn nói tiền này là ta để ngươi tồn lấy muốn mượn tiền chờ ta đồng ý mới được sau đó ta trở về tự mình nói với hắn. Hắn lý giải lão mụ tâm lý khó xử, cho nên không muốn để cho nàng làm không cao hứng sự tình. Cái này ác nhân, liền để hắn trương dịch tới làm. Dù sao nhị cửu nhà loại này thân thích, không có càng tốt hơn. Lão mụ hiện tại vô cùng nghe lời của con, bởi vì nhi tử có thể kiếm được nhiều tiền, ở nhà quyền nói chuyện tự nhiên nặng. Lại nói, tiền này vốn chính là trương dịch cho nàng, cho nên xử lý nàng như thế nào cảm thấy cũng phải là nhi tử định đoạt. Vậy được, ngươi chừng nào thì đến A. À? ta đã ở trên đường, chậm nhất hôm nay chạm vạn tối đến nhà. Tốt tốt tốt, ta cái này đi cho ngươi đem giường chiếu tốt. Lại để cho cha ngươi đi mua một ít đồ ăn, nhi tử, ngươi muốn ăn cái gì? Gà vịt thịt cá nhìn lấy mua, lão ba làm cái gì ta đều thích ăn. Trương Dịch cười nói. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 49 Vay tiền Nguồn Mê truyện audio.com Trương dịch mẹ hắn lý tú hoa cúp điện thoại khóe miệng nụ cười vẫn không có tán đi chính mình nhi tử có tiền đồ cái kia chính là nàng làm vì mẫu thân trong cuộc đời lớn nhất thành tựu cửa nông dụng xe ba bánh lui tới đã tại cửa nhà hắn đóng mấy chồng chất cát vàng còn có hai phe cục gạch trong nhà nhà nàng dự định sửa chữa một chút tiểu bình phòng lên trên đắp đến lầu ba bên cạnh nhà hàng xóm đều là hai tầng lầu nhỏ nhà bọn hắn làm gì cũng phải cao hơn một tầng đến dạng này mới có mặt mũi ngược lại không phải bởi vì chính mình Lý Tú Hoa chủ yếu là cảm thấy mình nhi tử đến tuổi tác cũng nên nói chuyện cưới gã Trong nhà nhà khí phái điểm trên mặt cũng có mặt mũi, đến lúc đó giới thiệu với hắn đối tượng là cái ưu thế. Tú Hoa, có phải hay không tiểu dịch điện thoại a, à, đến, để cho ta cái này làm cậu nói với hắn hai câu. Lý Tú Hoa đang nghĩ ngợi cho nhi tử cưới vợ sự tình, trong phòng truyền đến một tiếng hô, chính là tới từ Trương dịch hắn nhị cửu. Lý Tú Hoa xoay người vội hướng về trong phòng đi. Đã treo thì gọi điện thoại hỏi một chút chuyện trong nhà. Đại sảnh bên này trương dịch nhị cửu cùng nhị cửu mẹ ngồi trên ghế trương dịch ba hắn trương đại dân ngay tại bên cạnh bồi tiếp nhị cửu trong miệng nằm căng lợi nhóm bắt chéo hai chân ngồi cái kia ngốc một nửa đầu hai bên thư thất tóc còn dùng nước bọt chỉnh tề chảy lấy nhị cửu mẹ ngồi tại bên cạnh hắn trong miệng gặm lấy hạt dưa còn không ngừng cùng trương đại dân cầu nhau chúng ta nhà đại phong não tử linh quan là cái làm ăn vật liệu hãng này mở về sau bảo đảm kiếm tiền đến lúc đó còn có thể mang mang các ngươi trương dịch ba hắn đến lúc đó ngươi đi làm cái bảo an một tháng làm gì cũng phải cho ngươi một hai ngàn nha. Trương Đại Dân sờ lên bắp đùi, ha ha, cười một tiếng. Ta cái này số tuổi thì lười được ra ngoài. Trong nhà mở cửa hàng nhỏ đầy đủ ăn là được. Hiện tại nhi tử ta cũng có thể kiếm tiền, trong nhà không quá sâu. Nhị cửu mẹ khóe miệng một phen, nghe xong lời này của ngươi liền biết ngươi cái gì cũng không hiểu. Hiện trong thành tiêu phí cao bao nhiêu, ngươi nhi tử dậy đến nhiều, hoa càng nhiều. Về sau hắn nhìn lấy chính mình cũng khó khăn, đâu còn có tiền hầu hạ ngươi. Thư dịch chính mình còn có thể động nhiều tích lũy hai cái trương đại dân trên mặt xuất hiện một vệt không vui nhi tử ta hiếu thuận cũng có thể kiếm tiền bên này nhị cửu mẹ mí mắt một phen còn muốn nói điều gì trương dịch mẹ hắn lý tú hoa từ bên ngoài đi vào nhì cửu toát một miệng thuốc lá kéo ra cuốn họng nói ra tiểu dịch có thể kiếm tiền là chuyện tốt a à, hai người các ngươi lỗ hỏng về sau cũng không cần khổ cực như vậy nói hắn duỗi ra hai cái ngón tay chỉ điểm xem các ngươi mở phố hàng rong cũng dậy không được mấy đồng tiền cái kia lớn chút tiền buông tay bên trong lại không biết đầu tư, trắng để đó cũng là lãng phí. Ta nói với các ngươi, Đại Phong mở cái này nhà máy xi măng nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, hắn có cái này làm ăn não tử, nhân mạch cũng rộng. Muốn không phải nói sinh ý làm lớn, mắc xích tài chính tạm thời không đủ, sẽ không còn tìm người vay tiền. Các ngươi làm hắn cô cô cùng cô phụ, đem cái này tiền lấy ra, về sau Đại Phong đem xin ý làm có thể đã quên các ngươi được không? Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa liếc nhau một cái, trong lòng của hắn dù sao là không vui vay tiền, nhưng cân nhắc đến lại là thân thích, không tốt trực tiếp từ chối. Mà lại tới lại là cậu, hắn thì càng khó nói. Lúc này thời điểm, chỉ có thể Lý Tú Hoa đứng ra nói chuyện. Nhị ca, nhị tẩu, tiểu dịch là hướng trong nhà gửi ít tiền. Đó là nói cho trong nhà lập nhà, chúng ta cái này căn phòng cũ cũng nói ăn mặc tu sửa sang, về sau tiểu hài tử kết hôn cũng đẹp mắt. Đâu còn có bao nhiêu. Nhị cửu nghe xong lời này có chút không vui. Tú Hoa, không phải ta cái này làm ca nói ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, đại dân nói với người khác tiểu dịch cho trong nhà đánh hơn mấy trăm vạn đâu. Ngươi đắp cái nhà có thế tiêu bao nhiêu, còn dư lại mấy trăm vạn, để ngươi móc cái ba mươi vạn còn gọi chuyện này. Nhị cửu mẹ cũng ở một bên nói ra. Đúng vậy à, đắp cái nhà gấp làm gì? Dù sao tiểu dịch hiện tại còn chưa có kết hôn mà, có thể thả một chút. Mấy chục năm đều ở đến đây, không kém hai ngày này. Nàng đem thân thể hướng phía trước một tiếp cận, ngữ trọng tâm trường nói ra thế nhưng là đại phong xây nhà máy xi si măng sự tình không thể kéo hắn là muốn kiếm được nhiều tiền nếu là bởi vì nhà các ngươi tiền này làm trễ nải ngươi cái này làm cô cô thì nhẫn tâm a à. lý tú hoa nghe xong lời này hung hăng trừng lão công mình một dạng muốn không phải trương đại dân uống một chút tửu ra ngoài cùng người khác khoác lác tại sao có thể có chuyện như thế hiện tại không ít người đều đến tìm bọn họ vay tiền phiền đều nhanh phiền chết những người khác không mượn còn chưa tính quan hệ này gần thân thích vừa đến người nếu là không mượn vậy bọn hắn không thể thiếu khắp nơi nói xấu. Dân quê quan tâm nhất cũng là mặt mũi, đến lúc đó bọn họ thanh danh không tốt, không thiếu được đến bị thất đại cô bác đại di bố trí. Trương đại dân cũng có chút hối hận, lúc đó vừa nghe nói hắn nhi tử cho trong nhà đánh 500 vạn, hắn cao hứng não tử đều rút, sửng sốt nửa ngày không thể tin được. Cuối cùng vẫn là Lý Tú Hoa cho hắn nhìn điện thoại di động phía trên ngân hàng tin nhắn, hắn mới tin tưởng đây là sự thực làm cả một đời trung thực nông dân, hiện tại rốt cục có thể bởi vì nhi tử Dương Mi thổ khí, hắn sao có thể kiềm nén đến ở không nói. Kết quả việc này vừa nói ra đi, chuyện phiền toái cũng liền theo đến đây. Nhị Cửu khói hút xong, lại từ trên mặt bàn cầm lấy một cái. Đi tới nơi này không nhiều biết, một bao lợi nhóm đều bị hắn rút gần một nửa. Lý Tú Hoa ngồi xuống, cười đối Trương Dịch nhị Cửu nói ra. Hắn đều là cùng người khác khoác lát đâu. Nào có nhiều tiền như vậy a, à, chúng ta cái này lập nhà, tăng thêm mua nhà mới cổ, thật không có bao nhiêu. Nhị cửu lúc này nhướng mày, đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta mùi, không phải ta nói ngươi. Ngươi cho rằng ta là trong nhà không có tiền mới tới tìm ngươi sao? Ta trong nhà không thiếu tiền. Ta đây là tạm thời mắc xích tài chính không đủ, tìm ngươi quá độ một chút. Đây cũng là cho ngươi một cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, muốn là đại phong tiền đồ, có thể không chiếu cố nhà các ngươi sao? Tiểu dịch trong thành kiếm lời điểm này tiền liền nhà cầu cũng mua không nổi, sớm muộn vẫn là được đến nhà đến lúc đó để hắn đi đại phong bên trong xưởng làm việc, một tháng ba bốn ngàn tiền lương không thành vấn đề. Nhị cửu mẹ ở một bên nói bổ sung. Ta nghe nói người ta, trong nhà vừa cho ba bốn ngàn, vậy thì tương đương với trong thành một hai vạn. Nhị cửu cặp vợ chồng rõ ràng là đến vay tiền, nhưng như cũ bày làm ra một bộ khoan dung, dường như vay tiền người không phải bọn họ, mà chính là trương dịch cha mẹ một dạng. Cái này cũng khó trách, Lý Gia Huynh mũi mấy cái, lão nhị trong nhà điều kiện vẫn luôn là rất không tệ. Mà Lý Tú Hoa điều kiện gia đình lại không tốt, cho nên một mực bị nhị cửu bọn họ chướng mắt. Hiện tại mắt nhìn thấy trong nhà không bằng chính mình tam mùi nhà đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, bọn họ sao có thể không đỏ mắt. Mà lại là một bên đỏ mắt, một bên lại không nhìn trúng. Trương Đại Dân không cao hứng, hừ, một tiếng, đứng người lên liền đi, ta đi nhà cầu, các ngươi trước trò chuyện. Hắn cũng không thích nhị cửu một nhà, nhưng là làm cô gia, không tốt lắm cùng Lý Tú Hoa người nhà mẹ để vạch mặt. Có điều hắn lúc gần đi cho Lý Tú Hoa một ánh mắt, để cho nàng cùng với nàng ca nói rõ ràng. Lý Tú Hoa nghe nhị ca, nhị tẩu lời nói khó nghe cũng không vui. Nàng mặt trầm xuống, dù sao tiền này ta cầm không ra. Tiền là nhi tử ta, ta chỉ là giúp hắn tồn lấy, hắn không mở miệng người nào cũng không thể đụng. Nhìn đến Lý Tú Hoa là thái độ này, nhị cửu cặp vợ chồng liếc nhau một cái, cố ý giống như phát ra rất nặng thanh âm. Tiểu dịch tiền ta còn không thể dùng. Ta là hắn nhị cửu. Làm trưởng bối hỏi vãn bối mượn ít tiền hắn có thế không cho ta. Nhị cửu có chút tức giận sụ mặt nhị cửu mẹ duỗi ra ngón tay lấy lý tú hoa ngươi chính là đem hài tử cho làm hư tiểu hài tử sao có thể quản tiền còn không phải đến nghe người lớn trong nhà ngươi bây giờ liền nhi tử chủ đều không làm được về sau hắn kết hôn cưới nàng dâu không chừng làm sao cho ngươi tội thụ đâu nhị cửu hít một hơi thuốc lá nói ra đúng rồi cái này tiểu dịch từ nhỏ ta thì nhìn lấy hắn lớn lên học tập vẫn còn nhưng là cái này phẩm hạnh thật không có để cho các ngươi giáo dục tốt lần nào nhìn thấy ta đều nghiêng mắt đi muốn là hai tử nhà ta sớm đã dùng dây lưng rút nhị cửu mẹ nhẹ gật đầu rất kiêu ngạo nói ngươi xem chúng ta nhà nhỏ sống trước kia lúc đi học nghịch ngợm ba hắn đem hắn treo ngược lên dùng dây lưng rút về sau có phải hay không đàng hoàng rồi lý tú hoa lập tức nghĩ đến hắn cái kia cháu trai bị treo lên đánh sau này xác thực đàng hoàng nhưng là về sau đại học vừa tốt nghiệp ngay lập tức đi phương nam nghe nói hiện tại ngày lễ ngày tết đều không trở về nhà cùng trong nhà một bên một chút liên hệ đều không có nàng lắc đầu, dù sao tiền này ta không làm chủ được. Các ngươi muốn mượn đi tìm người khác đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, đã là tại tiễn khách. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ sắc mặt vô cùng khó coi. Người khác chỗ đó mượn không phải đến còn sao. Hừ, vậy bọn ta tiểu dịch trở về tự mình tìm hắn hỏi một chút, hắn còn đem không ta đây nhị cửu để vào mắt. Hắn đứng dậy, mang theo nhị cửu mẹ thở phì phò đi, trước khi đi không có quên đem trên bàn cái kia nữa bao lợi nhắm nhét vào trong túi quần. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 50 Trương gia phát đạt Nguồn Mê truyện audio com Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ thở phì phò rời đi trương dịch nhà Ra cửa chính, trước cửa lại tới hai chiếc máy kéo Ngay tại hướng phía dưới chuyển gạch lò nung mới nấu đi ra quay đầu Hai tay để trần hán tử một chồng chồng chất hướng xuống dở hàng Thỉnh thoảng còn dùng thấy không rõ lắm nhan sắc ban đầu Nhưng bây giờ khẳng định là màu đen khăn mặt lau mồ hôi Cửa đã đóng mười mấy chồng chất quay đầu, nhìn điều bộ này còn phải tiếp tục hướng bên này vận nhị cửu chua hắn cũng cho lò gạch kéo qua hàng dựa theo loại này lượng xem chừng làm sao cũng đầy đủ đem nhà đắp đến nhà nhỏ ba tầng trương dịch đặt bên ngoài làm gì vậy cùng nhà giàu mới nổi giống như nhị cửu mẹ quay đầu nhìn thoáng qua trương dịch trong nhà lặng lẽ nói ra ta vừa mới đi trong sân nhìn bên trong để đó mười mấy rương giấy lớn đều là vừa mua đồ dùng trong nhà có màu tủ lạnh máy giặt máy tính điều hòa không khí máy hút bụi ôi thật sự là phát tài rồi nàng thọc nhị cửu khuỷu tay ta có thể nói cho ngươi đây là ngươi muội muội nhà nói cái gì đến để bọn hắn đem tiền cho rút mình nhi tử chờ lấy tiền mở nơi buôn bán đâu nhị cửu chật 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 miệng phê bình nói cái này còn cần ngươi nói ta là trương dịch hắn nhị cửu hỏi hắn vay tiền hắn dám không cho ta không đưa cho ta quay đầu hắn đi mình cái kia chúng ta cũng không cho hắn tiếng hắn dương một tay lên đi 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 vừa mới ta nghe nói tú hoa gọi điện thoại nói trương dịch hai ngày này liền trở lại đến lúc đó ta lại tìm tiểu tử này thật tốt nói chuyện nói xong nhị cửu nhảy lên chính mình chạy bằng điện ba bánh nhị cửu mẹ ngồi tại trong xe như một làn khói rời đi trương dịch cha mẹ trong nhà nhìn lấy nhị cửu cùng nhị cửu mẹ rời đi trên mặt biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại trương đại dân chỉ đường cái đối lý tú hoa nói ra nhìn xem ca ngươi người nào a à, há miệng muốn ba mươi vạn mặt của hắn là làm bằng vàng lý tú hoa trận nhìn trương đại dân một dạng đừng nói loại lời này nói thế nào cũng là trương dịch hắn nhị cửu năm ngoái ngươi ngã bệnh, hắn còn rút 200 khối tiền đâu. Nhìn ngươi nói, hắn cặp vợ chồng có bệnh ta cũng không phải không có đi. Số tiền kia vô luận như thế nào không thể cho nhà hắn. Lý Tú Hoa cau mày, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Dù sao cũng là người nhà mẹ nàng, muốn là thực sự náo tách ra, trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Vẫn là câu nói kia, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là dân quê trọng cảm tình, gia đình khái niệm rất nặng. Coi như biết nhị ca nhân phẩm không được, nàng cũng không nguyện ý đoạn tuyệt tới lui chờ tiểu dịch trở lại hắn nói đi. Tiền đều là của hắn, hắn nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Trương Đại Dân nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, nhi tử ta ta biết, hắn từ nhỏ đã chán ghét hắn nhị cửu, một hào tiền đều khó có khả năng cho hắn. Trương Đại Dân trong bụng nở hoa. Nhìn đến Trương Đại Dân cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Lý Tú Hoa lại liếc mắt trừng hắn. Nhi tử hôm nay liền trở lại, nói chậm nhất chàng vạn tối đến. Ngươi còn không đi mua thức ăn đi. Trương Đại Dân vui vẻ đi mua đồ ăn, hiện tại đi ở trong thôn trên đường, hắn đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lần có mặt mũi. Đại Dân, ăn hay chưa? Đi đâu đi a? À? Các hàng xóm láng giềng nhìn đến Trương Đại Dân về sau đều nhiệt tình chào hỏi, thì liền một số ngày bình thường quan hệ đồng dạng đồng hương, cũng gạt ra vẻ mặt vui cười đến chào hỏi. Nhân tình thế thái cũng là đơn giản như vậy, trong nhà ai có tiền có thế, đại gia hỏa thì đều muốn trèo bấu víu quan hệ. Trương Đại Dân trên mặt nụ cười, vừa ăn xong. Ta ra đường mua thức ăn đi, tiểu dịch hôm nay về nhà. Vừa nghe đến trương dịch muốn trở về, các hàng xóm láng giềng cũng không nhìn được lộ ra biểu tình hâm mộ. Ôi, nhà ngươi đại học sinh muốn trở về rồi. Vậy nhưng đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nghe nói trương dịch bây giờ đang ở thiên hải lẫn vào không nhút nhát, làm đại lão bản. Đại dân ngươi sạch hưởng phúc, thật tốt a. À. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy hâm mộ. Dân quê cả một đời không có bao nhiêu tiền đồ, tất cả hy vọng đều đặt ở đời sau trên thân. Giống bọn họ những thứ này trung lão niên người, quan tâm nhất thì là con cháu của mình cho dù là chính mình mỗi ngày bánh ngô dưa muối nhưng muốn là vai lứa con cháu có tiền đồ như cũ có thể trong thôn ưỡn ngực ngẩng đầu bị người hâm mộ trương đại dân vui vẻ một chặt lưỡi ai hưởng cái gì phúc a à, hắn có thể kiếm đầy đủ chính mình ăn ta thì hài lòng lớn như vậy còn không có cái nàng dâu ta cả ngày đều sầu chết ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy nhưng là trên mặt cười giống như là muốn nở hoa rồi cái nào có một chút vẻ u sầu sát vách lý nhị tẩu chính lấy ra công sống đâu nghe nói như thế giật ra cuốn hồng nói ra ngươi còn sầu không có con dâu thì tiểu dịch dạng này tiểu hỏa tử lại có tài hoa nói chuyện lại tốt nghe cái kia trong thành tùy tiện tìm tiểu cô nương a à. bên cạnh cố đại tẩu gặm lấy hạt dưa ánh mắt sáng như tuyết sáng nói đại dân ca tiểu dịch còn không có đối tượng sao muốn không ta giới thiệu một cái ta cháu gái cùng trương dịch đồng dạng lớn dài đến có thể thanh tú đâu trương đại dân ngoài miệng đáp ứng được quay đầu ngươi nói nghe một chút muốn là thành ta có thể được thật tốt cảm tạ ngươi ngoài miền tuy nhiên nói như vậy nhưng trương đại dân tâm lý đã suy nghĩ mở cổ đại tẩu cháu gái sơ trung không có niệm xong liền đi đông hoàng làm thuê hàng năm trở về liền mặt trang điểm lộng lẫy khắp nơi ngồi tiểu hỏa tử mô tô cái mông phía sau mù tản bộ loại này nàng dâu hắn cũng không dám muốn đợi đến trương đại dân rời đi về sau các hương thân tập hợp một chỗ bắt đầu nghị luận nghe nói không trương đại dân nói hắn nhi tử cho trong nhà đánh hơn mấy trăm vạn Lý Nhị Tẩu lúc nói chuyện miệng đều nhăn thành hoa cúc. Bên cạnh Triệu Nãi Nãi một mặt không tin. Này, giả. Dạ. Hắn làm gì có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Giả dạ làm sao a? À, người ta ngôi nhà nhỏ đều nhanh che lại, trong sân nhà mới cổ đều bày đầy. Muốn không phải phát tài có thể như thế tạo. Lý Nhị Tẩu lời thề son sắc mà nói. Lưu Tỷ cũng đi ra làm chứng. Thật, ta hôm qua chạm vạn tối đi nhà bọn hắn trùng vào trong con còn chứng kiến đâu. Ai, người ta thật là thời cơ đến vận chuyển, phát tài rồi a. À? mấy trăm vạn không có năm sáu mươi vạn là tối thiểu nhất cố đại tẩu cũng nói mấy trăm vạn tại trong ánh mắt của các nàng đó là một khoản không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn người ta nhi tử có tiền đồ a à? lý nhị tẩu cảm thán nói đại gia hỏa tuy nhiên lời đàm tiếu nhưng đối với trương dịch một nhà càng nhiều hơn chính là hâm mộ lại không có mấy cái ghen ghét có câu nói rất hay bà con xa không bằng láng giềng gần trương gia làm người phúc hậu cho nên cùng hàng xóm quan hệ trong đó đều rất tốt cho nên tại trương gia phát tài trong chuyện này, bọn họ không có làm sao đỏ mắt, điểm này so trương dịch thân nhị cửu thì mạnh hơn nhiều. Trương dịch mẹ hắn trong nhà cũng không có nhàn rỗi. Nhi tử thì muốn trở về, nàng lập tức cho mình con gái lớn gọi điện thoại. Trương tư viện gã tương đối gần, thì gã cho thôn bên cạnh một gia đình, sau đó cặp vợ chồng một khối tại trên trấn mở quán cơm nhỏ. Bình thường tỷ đệ ba người quan hệ tương đối tốt, trương dịch mỗi lần trở về đều phải đi tìm đại tỷ lý tú hoa muốn để cho lão đại trở về buổi tối bồi đệ đệ mình lãm nhảm tán gẫu người một nhà cũng náo nhiệt một chút uy tiểu viện hôm nay đệ đệ ngươi trở về buổi tối ngươi qua đây một chuyến đi giúp ngươi cha làm gọi món ăn cũng theo ngươi đệ tâm sự đầu bên kia điện thoại nghe được đệ đệ phải trở về tin tức trương tư viện sướng đến phát rồi rồi thật sao được rồi được rồi ta bên này giúp xong đợi chút nữa liền đi qua bởi vì trương tư viện cách nhà mẹ để gần cho nên thường thường liền sẽ trở về xem một chút cha mẹ trong nhà có chuyện gì nàng cũng biết. Đệ đệ của mình hiện tại tiền đồ, làm tỷ tỷ có thế không cao hứng sao? Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 51 Tiểu trấn phía trên xe Bentley Nguồn mê truyện audio com trương tư viện cúp điện thoại hai tay lung tung tại tạp về phía trên lau một cái thì đối bên cạnh ngay tại rau xào lão công nói ra lưu khải để để ta hôm nay trở về buổi chiều ta đi mẹ ta nhà một chuyến a trong nhà hàng cũng không có mấy người bình thường ngoại trường ngày lễ ngày tết đều là bộ dáng này trong nhà người trẻ tuổi tất cả đều vào thành làm thuê đi trong nhà ít người mở quán ăn sinh ý cũng không tốt lắm miễn cưỡng duy trì lấy ấm no mà thôi đại tỷ phu lưu khải ánh mắt sáng lên ai tư viện để để ngươi nghe nói tại thiên hải phát đại tài rồi. Lần này có thể hay không để cho hắn chống đỡ chống đỡ chúng ta. Trương Tư Viện mặt tối sầm, nhất thời không cao hứng nói. Ngươi nghĩ gì thế? Đệ đệ ta tại thiên hải mệt gần chết phấn đấu đã nhiều năm, lời ít tiền dễ dàng sao? Chúng ta không ủng hộ hắn còn chưa tính, còn trông cậy vào hắn cho mình tiền. Ngươi đúng sao? Đại tỷ phu bị một trận mỉa mai, nhất thời mặt mo đỏ bừng. Làm một cái nam nhân, làm như vậy quả thật có chút thật mất mặt thế nhưng là thật mất mặt dù sao cũng so không có tiền tốt a à, ta lại không phải là vì chính ta cái này cửa hàng nhỏ quanh năm suốt tháng có thể kiếm mấy đồng tiền mình nhà tiểu vũ cùng thần thần đều lớn rồi thần thần đọc nhà trẻ tiểu vũ đọc tiểu học không được dùng tiền chúng ta khổ một chút không quan trọng hài tử không thể thụ ủy khuất nói chuyện đến hài tử đại tỷ ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là kiên định lắc đầu chính mình lớn bao nhiêu bản sự thì cho hài tử nhiều điều kiện tốt để để ta cưới đều không kết người thiếu nhớ thương chuyện của hắn. Chờ hắn về sau kiếm được nhiều tiền, có tiền đồ, có thể trợ giúp mình hài tử tự nhiên sẽ giúp. Trương dịch nhà khoảng cách thiên hải thành phố không tính quá xa, lái xe lời nói năm, sáu tiếng đã đến. Còn chưa hoàng hôn, hắn liền đem xe chạy đến nhà huyện thành. Chờ đèn xanh đèn đỏ đường khẩu, trương dịch chợt nhớ tới, như thế hai tay trống trơn khả năng không rất thích hợp. Vốn chỉ muốn cho trong nhà đánh tiền, thì không cần đến mua đồ. Thế nhưng là dọc theo con đường này hắn một chút một suy nghĩ, về trong nhà mua ít đồ, cùng tiền nhiều tiền ít không quan hệ chủ yếu là cha mẹ vui vẻ trương dịch suy tư một chút trong nhà ngược lại là cái gì cũng không thiếu sau đó hắn tại huyện thành tìm nhà siêu thị cho hắn cha mua hai rương phi thiên mao đài cha của hắn đời này không có gì yêu thích thì thích uống tửu mao đài phi thiên loại này hảo tửu hắn đời này đều không uống qua lần này mang về cho hắn hắn khẳng định cao hứng đến mức còn lại trương dịch cũng nhớ không nổi tới Dứt khoát trực tiếp đi ngân hàng lấy 100 vạn tiền mặt nhét vào trong bọc, lấy tiền thời điểm, ngân hàng theo chủ tịch đến quỹ viên đều sợ choáng váng. Bọn họ mấy năm đều không gặp được một người có thể lấy nhiều như vậy tiền mặt. Cuối cùng vẫn là chủ tịch tự mình đi ra chiêu đãi Trương Dịch, sau đó hai cái quỹ viên cùng một chỗ, khẩn trương đến đầy đủ 100 vạn. Trương Dịch lái xe hơi chạy nhanh lên đường cái, hai bên đường phong cảnh chậm rãi biến đến tràn đầy xanh biếc. Hiện đại hóa kiến trúc dần dần biến mất, thay vào đó là mênh mông nông điền. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Lại về quê nhà tâm tính hoàn toàn khác nhau. Trước kia càng nhiều hơn chính là lo lắng, sợ thân bằng hảo hữu hỏi thăm tình hình gần đây, mà bây giờ trương dịch trong lòng chỉ có nhàn nhã cùng thản nhiên. Xe lái vào tiểu trấn, nhà hắn ngay tại trấn nằm một bên trong thôn. Quen thuộc đầu thôn là một mảnh đánh cốc tràng, ngày gần hoàng hôn, buổi sáng làm xong buôn bán các hương dân tụ ở chỗ này, đánh bài tán gẫu. Bentley ép qua đường đá lái tới, ngăn nắp tịnh lệ thân xe tạo hình lập tức thì hấp dẫn không ít thôn dân ánh mắt. Nhà a, à, xe này không nhúc nhác a. À. Nhà ai? Không biết, giống như không phải chúng ta thôn, đi ngang qua A. À. Một cái đang đánh bài thanh niên mắt nhìn bài trong tay, mang kèm theo dương mắt mắt nhìn trương dịch Bentley, xe này đánh dấu khá quen, quên gọi gì. Giống như đến giá trị cái mấy chục vạn đi. Câu nói này để mọi người nhìn không được lại chăm chú nhìn thêm. Mắt như vậy sao? Cùng ta đúc đều có so sánh. Một cái tiểu thanh niên gặm lấy hạt dưa, kinh ngạc nói. Thì tại ánh mắt của mọi người truy đuổi bên trong chiếc xe kia tốc độ bỗng nhiên chậm lại sau đó thời gian dần trôi qua dừng ở một gia đình cửa trời ạ à, xe ngừng gặm hạt dư thanh niên thanh âm bỗng nhiên quá cao chút một mặt cô lung bớt phát hiện tân đại lục biểu lộ chỉ bên kia hô ai 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 các ngươi ngó ngó đây không phải là lão trương gia nhi tử sao trời ạ à, hiện tại dạng chó hình người đại gia hỏa nghe xong lão trương gia nhất thời đều hiếu kỳ nhìn tới gần nhất trong thôn nhà ai danh tiếng thịnh nhất không hề nghi ngờ là trương đại dân nhà a à, trương đại dân nhi tử cho trong nhà đánh mấy trăm vạn sự tình không ai không biết không người không hay tuy nhiên không có mấy người tin tưởng cảm thấy trương đại dân phóng đại số tiền nhưng lại đều tin tưởng trương đại dân nhi tử phát tài rồi bằng không giải thích thế nào hai ngày này xe ngựa xe ô tô đưa tới nhà mới cổ còn có chuẩn bị đắp phòng ở mới cục gạch đất cát đi mình nhìn một cái đi gặm hạt dư thanh niên một vệt chính mình chia ra cà lơ phất phơ thì hướng trương gia đi đến hiện tại còn lưu ở trong thôn người trẻ tuổi bình thường chỉ có hai loại, hoặc là cũng là đã thành nhà, về đến quê nhà làm ăn, hoặc là cũng là cái gì bản sự không có, chỉ có thể lưu tại quê nhà kiếm cơm. Gặm hạt dư tiểu chia ra là thuộc về đằng sau một loại, tóm lại nơi nào có náo nhiệt thì chạy trốn nơi đâu. Loại này người ngược lại là không tính là xấu, cũng là đường phố máng, suốt ngày đánh bài dạo phố, có sống thì làm chút, không có sống thì trong nhà nằm. Trương Dịch dừng xe con, bước xuống xe, liếc một chút liền có thể nhìn đến cửa nhà chồng chất tấm gạch cùng đất cát, đây là muốn đắp phòng ở mới a Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười, trong nhà căn phòng cũ có chừng 20 năm, theo chính mình lúc nhỏ vẫn ở, hiện tại đã rất cũ kỹ, cũng là thời điểm cái kia trọng cái. Không qua. Dựa theo lão bản cùng mẹ tiết kiệm, chắc hẳn cũng liền theo phụ cận thôn làng tìm kiến trúc đội, đơn giản đắp cái nông thôn biệt thự. Trương Dịch sờ lên cái cầm, nghĩ đến thịnh thế tập đoàn bất động sản bộ là có công ty xây dựng. Quay đầu có thể liên lạc một chút, để cho bọn họ tới giúp đỡ lập nhà dù sao thiên hải thành phố công ty xây dựng là lớn nhất chuyên nghiệp cho cha mẹ lập nhà về sau dưỡng lão khẳng định đến dựa theo tiêu chuẩn cao đến xây trương dịch vừa xuống xe mẹ hắn thì từ trong nhà đi ra kể từ khi biết hắn hôm nay muốn tới tin tức về sau lý tú hoa vẫn tại cửa trong mong chờ lấy trở về lý tú hoa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn đến chính mình nhi tử hiện tại dạng chó hình người còn lái một chiếc mới tinh xe hơi nhất thời vui mừng hớn hở mẹ trương dịch cười hô hắn nhìn một chút bên cạnh không có nhìn thấy ba hắn còn có đại tỷ bóng người, liền hỏi. Cha ta cùng ta tỷ đâu? Bọn họ đang nấu cơm đâu? Xong ngay đây. Lý Tú Hoa đi tới, giúp nhi tử đem quần áo nếp uống vút bình, trong mắt là không che giấu được kiêu ngạo. Chung quanh đi ra tản bộ hàng xóm đều chậm rãi tụ tập tới, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá trương dịch cùng cái kia chiếc Bentley. Tất cả mọi người là kinh ngạc lại hâm mộ. Tiểu dịch đến nhà. Xe này là ngươi vừa mua sao? ở tại bọn họ nhà sát vách vô cùng lớn nương ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm xe hỏi. À, vừa mua không lâu. Wow, xe này nhìn lấy còn không nhúc nhát lặt. Đoán chừng phải không ít tiền. Một người có mái tóc có chút hoa râm đại gia cảm thán nói. Người ta nhi tử có tiền đồ à. Cũng có thúc thúc nhìn lấy trương dịch cảm khái nói. Ai, à, không phải cái gì tốt xe, cũng không bao nhiêu tiền. Trương dịch cười ha hả nói, sau đó thân thủ từ trong túi móc ra một bao nhuyễn Trung Hoa, cho chung quanh các hàng xóm từng cái đưa tới, truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 52. Lão Trương Gia Nhi tử thật có tiền đồ. Nguồn. Mê truyện audio com Trương dịch áo gấm về quê. Hắn mặc lấy một thân hàng hiệu, mở ra đỉnh cấp xe sang trọng trở về nhà, chung quanh hàng xóm đều vây quanh, giống như là nhìn đến trong tivi ngôi sao lớn một dạng, tràn đầy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Trong thôn nhận biết xe Bentley người không có mấy cái, bọn họ nghe nhiều nên thuộc xe sang trọng, cũng chính là Mercedes-Benz, BMW chờ đại chúng nhãn hiệu. Nhưng là xe sang trọng mỹ lực có một chút ngay tại ở, cho dù là lại không hiểu xe người, cũng có thể thông qua nó tạo hình ý thức được giá trị của nó không ít. Không phải cái gì tốt xe, không có xài bao nhiêu tiền. Đến, rút căn hoa tử. Trương Dịch vô cùng điều thấp cười nói, sau đó đem từng viên khói phân cho chung quanh hàng xóm. Đại gia hỏa thuốc lá tiếp nhận đi, một nhìn phía trên thương hiệu, nhất thời trong mắt vẻ tôn kính càng đậm. Đây chính là hơn 41 bao thuốc xịn trương gia tiểu tử hiện tại có tiền như vậy a à, hút nổi tốt như vậy khói trương dịch mình bình thường hút thuốc không nhiều bất quá lấy thân phận của hắn bây giờ muốn rút mà nói tối thiểu cũng phải là hoàng hạc lâu cùng cửu ngũ chí tôn nhưng là những cái kia khói hắn cũng là mua các hương thân cũng không biết cho nên hắn cơ trí mua một bao dân quê trong mắt hàng xa xỉ thuốc lá lần có mặt mũi các hàng xóm nhìn lấy trương dịch hiện tại xuân quanh rực rỡ dáng vẻ một thân trên dưới đều là tiền khí tức thật là hâm mộ cực kỳ đã hâm mộ trương dịch có tiền đồ lại hâm mộ trương dịch người nhà nguyên bản tất cả mọi người là không có gì tiền phổ thông người trong thôn thế nhưng là trương dịch phát đạt bọn họ cả nhà đều sẽ cùng theo hưởng phúc tú hoa ngươi nhi tử thật có tiền đồ về sau có thể hưởng phúc rồi điền đại nương cười ha hả đối trương dịch mẹ hắn nói ra dù sao cũng là mình trong thôn đại học sinh trương dịch từ nhỏ đã thông minh ta trước kia cũng đã nói hắn trưởng thành khẳng định có tiền đồ trương dịch bản gia thúc thúc vừa hút khói vừa nói thuốc lá trút nhập khẩu bên trong mùi vị đó cùng ba khối tiền một bao hồng mai không thể so sánh nổi hắn thoải mái ánh mắt đều nheo lại lý tú hoa ha ha cười một tiếng ôi hưởng cái gì phúc a hiện tại liền cái nàng dâu đều không có ta ngày ngày đều sầu chết ngươi xem một chút ngươi thì trương dịch hiện tại như vậy có bản lĩnh dạng gì nàng dâu tìm không thấy người ta tìm cũng phải đi trong thành tìm xinh đẹp tiểu cô nương không cần đến ngươi quan tâm các hàng xóm mồng năm miệng mười nói ra ngôn ngữ bên trong có một ít nịnh nọt ở trong đó tại nông thôn trong nhà ai có tiền có thế, người nào thì có mặt mũi, mọi người cũng đều sẽ muốn theo ngươi tạo mối quan hệ. Vì sao? Hương thân hương lý, có câu nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần, trong nhà có vài việc gì đó có thể giúp đỡ lẫn nhau viện. Lão trương gia hiện tại phát tài, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, về sau gặp phải cái khó khăn gì xin giúp đỡ cũng thuận tiện điểm. Tẩu tử, tiểu dịch bây giờ còn chưa đối tượng sao? Ta giới thiệu với hắn một cái đi. Tôi thích cho người ta làm mối lý A-di chen qua tới nói nàng là trong thôn có tên nghề nghiệp bà mối hiện tại nông thôn nữ hài càng ngày càng ít tình yêu và hôn nhân thị trường cũng biến thành cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt cho nên nghề nghiệp bà mối cũng bắt đầu ra đời trương dịch hiện tại điều kiện này thế nhưng là cái bảo bối nếu là có thể đem sinh ý làm thành cái kia không thiếu được lại là một cái đại hồng bao a à, lý tú hoa nhẹ gật đầu được nếu là có thích hợp ngươi cho lưu ý một chút các hàng xóm một trận hàng huyên đem trương dịch khoa trương trên trời ít có lòng đất hoàn toàn không có trong thôn đám trẻ con vây quanh trương dịch xe trong mắt đều là hiếu kỳ nhìn lấy hình dọc nước xinh đẹp thân xe còn có trần bóng như mới sơn xe mặt ngoài nhìn không được dùng bẩn thiểu tay nhỏ ở phía trên họa rùa đen thấy cảnh này bên cạnh đại nhân vội vàng đem hài tử tay đánh rơi nghiêm nghị quát lớn đừng sơ loạn đụng hỏng chúng ta có thể đền không nổi mấy cái trong thôn tiểu thanh niên đi tới ánh mắt thần quan rạng rỡ đánh giá trương dịch xe tiểu dịch ngươi xe này thật xinh đẹp a à, là cái gì thẻ bài mọi người từ nhỏ cũng là cùng nhau chơi đùa qua cho nên coi như tương đối quen thuộc. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, không có gì, cũng là một chiếc Bentley mà thôi. Mấy cái đại gia cùng bác gái nghe được danh tự nhíu mày, sau đó một mặt mờ mịt nhìn một chút lẫn nhau, giống như không có ai biết xe này là cái gì đồ chơi. Khụ khụ, a, à, nguyên lai là Bentley a, à, xe này không tệ. Trương Dịch bản gia thúc thúc làm bộ nói ra, hắn đối với xe còn nhìn kỹ hai mắt, hỏi do. Nói ít cũng phải năm, 60 vạn a. À. Trương Dịch mỉm cười không có mở miệng thế nhưng là bên cạnh mấy cái tiểu thanh niên lại trách móc đi lên. Ai da? Thật hay giả? Người xe này là Bentley. Ta nghe nói qua, xe này đến mấy trăm vạn. À à, là Bentley, ngươi nhìn xe này có đánh dấu cái B. Đúng rồi đúng rồi, ta nói nhìn lấy cũng nhìn quen mắt đâu. Ở loại địa phương này, không có mấy người gặp qua Bentley loại xe này. Đừng nói trương dịch mở Bentley muôn sang, thì ngay cả nhập môn cấp Bentley cũng không có. Một đám hàng xóm nghe vậy tất cả đều giật mình kêu lên. Cái gì? Mấy trăm vạn. Cái gì xe có thể đắt như vậy? Chúng ta trên trấn thủ phủ mở cái kia chiếc BMW cũng mới hơn 80 vạn. Rẻ tóc tiểu thanh niên gãi đầu một cái, dù sao Bentley chính là cái này giá. Ta đọc tiểu thuyết bên trong những người có tiền kia đều mở loại xe này, trâu tất đây. Người trẻ tuổi là thích lưới, chưa có xem heo chạy còn có thể chưa từng nghe qua có heo loại sinh vật này. Nhà trong mang theo hài tử tới đại nhân vội vàng đem hài tử giữ chặt, theo bản năng cùng xe giữ vững khoảng cách nhất định mấy trăm vạn xe, muốn là đụng rơi một chút sơn bọn họ đều đền không nổi a. À. Trương Dịch cửa nhà họ hét ầm ĩ, rất nhanh liền vây quanh một đám người nhìn xe của hắn. Bên kia đang nhìn cái gì đâu? Vây quanh lớn như vậy một đống người, có phải hay không nhà ai lại cãi nhau à nha? Đi ngang qua đồng hương nhìn đến tình huống bên này, nhất thời đầy mắt hiếu kỳ. Dân quê bình thường so sánh nhàm chán, thích nhất tham gia náo nhiệt, xem người ta bà nương kéo bức đánh nhau. Có nhà ăn cơm ăn đến sớm, nàng dâu chính bưng lấy mì sợi tại cửa ra vào ăn đâu, thấy thế một đường chạy chậm chạy tới không là là trương gia nhi tử mở một chiếc rất ngưu tất xe tới nhà trời ạ à, mở chính là mercedes benz vẫn là bmw không phải giống như nói gọi benly sau so mercedes benz bmw còn đắt hơn liệt tin tức cũng là người truyền nhân không lâu sau đó cửa trương gia thì vây quanh một đống lớn đến người xem náo nhiệt bọn họ cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết sau so mercedes benz cùng bmw quý hơn xe sang trọng là dạng gì về sau cũng có thể cùng người khác thổi bức thời điểm tâm sự Đương nhiên, kỳ thật đỉnh cấp Mercedes-Benz, BMW không so Bentley tiện nghi. Chỉ bất quá bởi vì Mercedes-Benz, BMW loại này đại chúng xe sang trọng giá vị so sánh đều đều, có bao nhiêu khoảng mấy chục vạn xe hình, cho nên tại người bình thường trong nhà xuất hiện tần suất tương đối cao. Mà Bentley đi thẳng cao đoan lộ tuyến, cũng không phải là phổ thông gia đình sẽ suy tính. Đối mặt hàng xóm hâm mộ cùng hiếu kỳ, trương dịch cũng không có như gì khoe khoang, chỉ là một mực nhàn nhạt cười cùng đoàn người nói chuyện phím. Mẹ, chúng ta đi vào đi. Trương Dịch đi vào cốc sau nơi này, mở ra thùng xe cái nắp, từ bên trong sách ra hai rương 30 năm Mao Đại Phi Thiên. Làm trong nước đắt nhất rượu trắng, Mao Đại thật là vô hình trang bức điển hình. Cái kia phục cổ thức cứng rắn bị các tông con bao trang, nhìn qua liền năm khối tiền một bình lão thôn trưởng cũng không bằng. Nhưng là chỉ cần rượu này có tên, cho dù là xấu nhất bao trang cũng biến thành hàng sang lên. Ôi uy, Mao Đại. Trong đám người có cái lão đại gia nhịn không được lớn tiếng hô lên ánh mắt hắn trừng đến cùng cái linh đang giống như nhìn cái kia hai rương mau đài so nhìn vợ hắn còn hăng say trong thôn năm người phần lớn đều thích uống rượu nhất là người thế hệ trước người nào không có cái hai ba cân lượng đối xe bọn họ khả năng không hiểu nhưng là đối tử bọn họ tuyệt đối là người trong nghề bởi vậy vừa nhìn thấy trương dịch sách xuống đến hai rương mau đài cả rương trang mau đài phi thiên những cái kia đại lão đàn ông tất cả đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái chuyện đã en hay hấp dẫn xứng đáng để đọc tết siêu thần sủng thú cửa hàng chương 53 Thúc cưới Nguồn Mê truyện audio com Hai rương mau đại phi thiên cũng là hơn hai vạn khối Trong thôn không có mấy người uống qua loại rượu này Muốn là ai có cơ hội uống lần trước Cái kia đều có thể nói khoác cả một đời Ta lần kia ở đâu cái nào đâu Cùng cái kia ai vậy và như vậy cùng uống mau đại phi thiên Cái này hảo tử uống cũng là không giống nhau Cửa vào nhu, một đường cổ họng Uống một ngụm trong miệng mùi thơm có thể lưu ba ngày trong thôn các nam nhân nhìn trận cả mắt lên, nhất là tuổi tác lâu một chút tử loại sơn lót nhóm, trong mong nhìn qua trương dịch đem hai rương tử sách xuống lui tới trong phòng đi. lúc này còn tại phía sau nhà bếp nấu cơm trương dịch ba hắn cùng tỷ hắn nghe đến động tĩnh của cửa đều tới. trương đại dân trên lưng còn bọc một đầu hoa tạp về, vừa nhìn thấy trang diện này, lại nhìn đến hắn nhi tử một thân ngăn nắp xinh đẹp, nhất thời cao hứng, ha ha, nở nụ cười. về nhà a. À. trương đại dân tại tạp về phía trên cẩn thận xoa xoa tay đi tới. Ánh mắt rơi vào nhi tử trên thân Sau đó rất nhanh rơi vào trong tay hắn hai rương tử phía trên Hắn đời này cũng không uống qua mau đài Nhìn đến loại này đơn sơ thùng giấy bao trang Còn tưởng rằng bên trong thả chính là những vật khác Cái này mua vật gì à Hắn tò mò hỏi Trương dịch cười cười Hắn còn chưa lên tiếng Trương dịch bản gia một cái thúc thúc thì mở miệng nói Đại dân, cái này là đồ tốt Trương gia trấn là một cái gia tộc tụ cư địa phương Trong thôn họ trương đều là bản gia Trương dịch từ nhỏ đến lớn ra chuyến cửa thúc thúc thẩm phải gọi phía trên 800 lượt, làm hại hắn từ nhỏ đã thích trạch trong nhà. Người nhi tử mua cho ngươi rượu mau đài. Hàng xóm điện đại gia hâm mộ nói ra. Ngươi nhi tử thật hiếu thuận a, à, hết mấy vạn đồ vật lấy ra hiếu kính ngươi. Nhóm đàn bà con gái đối với tử không có cảm giác gì, các nàng cũng không thích uống, nhưng là vừa nghe đến giá tiền này tất cả đều nghị luận. Mà các nam nhân chỉ là hâm mộ, bọn họ cũng muốn để chính mình nhi tử cho bọn hắn mua xong uống rượu. Trương Đại Dân cổ họng rõ ràng những bỗng nhúc nhích, ánh mắt trực câu câu nhìn qua cái kia hai rương rượu mau đài đối với một cái lão sâu rượu mà nói hai rương mau đài tương đương với khái niệm gì thì tương đương với bỏ đã lâu lão sử nam sau khi về nhà phát hiện nằm trên giường một vị đạo quốc phim hành động đào hát av sạch sẽ bóng bẫy nằm tại ngươi trên giường bản gia thúc thúc đi tới đối trương đại dân cười nói đại dân ca hôm nay ta có thể được phía trên nhà ngươi ăn chực a à. trương đại dân trên mặt đều nhanh cười nở hoa cũng rất cơ trí nói cơm bao no tưởng ngươi cũng đừng nghĩ. Ai, ngươi người này, chúng ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Muốn ngươi một ngụm rượu uống đều không được a? À? Đây là nhi tử ta mua cho ta, muốn uống để con gái của ngươi mua cho ngươi đi. Trương Đại Dân ba chân bốn cẳng, theo trương dịch trong tay đem rượu mau đài tiếp tới, sau đó thật nhanh hướng trong phòng chạy. Đừng nhìn hơn 50 tuổi, mang theo hai rương mau đài chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai, lại không có phía trên. Bản gia thúc thúc tiếc núi nói, nhưng là hắn cũng chưa hết hy vọng, hôm nào lúc ăn cơm hắn thì bưng bát tới không tin ngươi một ngụm rượu cũng không cho uống. Trương Dịch cười nhìn lấy tình cảnh này, lão ba trên mặt rất lâu không có lộ ra như thế nụ cười vui vẻ, trong lòng của hắn cũng cao hứng. Đệ, vào nhà đi. Cơm đều làm xong. Đại tỷ cười đi tới, lôi kéo Trương Dịch cánh tay hướng trong phòng đi. Lão Trương gia người đều trở về, phía ngoài các hàng xóm còn có rất nhiều người vây ở nơi đó, mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Trương Dịch thật là có bản lĩnh, hiện tại kiếm đồng tiền lớn về đến rồi. Người trong nhà cũng theo hưởng phúc. Hai ngày trước nghe Trương đại dân nói, hắn nhi tử cho trong nhà đánh mấy trăm vạn, ta còn tìm nghĩ hắn khoác lát lặc. Kết quả hiện tại xem xét, ai, người ta là thật phát đạt. Lý Tẩu tử ngươi đừng chỉ hâm mộ a. À. Ngươi khuê nữ không phải còn chưa kết hôn sao? Khiến người ta nói nghe một chút, nếu để cho Trương dịch làm ngươi con rể, nhà các ngươi cũng theo phát đạt. Kéo xuống đi, người ta cũng chướng mắt ta khuê nữ. Lý Tẩu muốn từ bản thân cái kia 150 cm, 120 cân nữ nhi, thở dài một hơi trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối, trương dịch ba hắn tự mình xuống bếp, làm mười mấy món thức ăn. Cái gì gà mái hầm cây nấm, đậu hũ canh cá, tay kéo móng heo, hàm thủy việt. Các loại đồ ăn dạng bày đầy một bàn lớn. Trương gia trù nghệ tốt nhất cũng là trương dịch ba hắn, bởi vì trương đại dân lúc còn trẻ làm qua dân binh, chuyên môn phụ trách cho đội ngũ nấu cơm. Nông thôn tay nghề không coi trọng đẹp mắt, chỉ nói cứu vị đạo. Cho nên trương đại dân làm đồ ăn đều là một cái bồn lớn một cái bồn lớn, bộ dáng không dễ nhìn, có thể vị đạo tuyệt đối không so nhà hàng kém. Nhi tử áo gấm về quê, làm cha vui vẻ nhất không qua. Trương đại dân thận trọng mở một bình mao đài phi thiên, sau đó cho mình rót hai lượng, đắc ý uống vào. "Tiểu Dịch, ngươi bây giờ trong thành thế nào a?" À? Trương đại dân cười khanh khách hỏi, rượu vang đỏ để trên mặt hắn nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Mặc dù biết Nhi tử hiện tại có tiền, nhưng là Trương đại dân cũng là đần độn u mê, không biết hắn số tiền này đều là từ đâu tới. Trương Dịch nhìn một chút người nhà, Cha mẹ cùng đại tỷ đều nghiêm túc nhìn lấy chính mình, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trương Dịch cười nói: Ta hiện tại còn có thể a, à, cũng có công ty của mình, công ty thẳng kiếm tiền. Các ngươi về sau không cần quan tâm chuyện của ta, liền đợi đến hưởng phúc là được rồi. Hả? Vậy là tốt rồi. Trương Đại Dân nhẹ gật đầu. Trương Dịch tại Thiên Hải thành phố làm gì cái đôi này cũng không hiểu, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ chỉ biết là chính mình Nhi Tử một mực rất có tiền đồ cho nên hiện tại trương dịch phát tài, bọn họ kinh ngạc sau khi, chỉ cảm thấy là trương dịch có bản lĩnh. Đại tỷ luôn luôn đối trương dịch so sánh bao dung, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để hắn ăn nhiều thức ăn một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay, đúng hay không? Trương dịch mẹ hắn đột nhiên hỏi. Trương dịch trong miệng thịt gà kém chút rơi tại trong chén, hắn cười nói. Các ngươi làm sao mà biết được? Có phải hay không dai dai mật báo? Sự kiện này hắn chỉ nói cho qua trương gia dai, dai. Lý Tú Hoa nhẹ gật đầu, Đúng vậy, hai ngày trước nàng gọi điện thoại cho trong nhà, nói mình tìm được việc làm. Về sau trò chuyện lên chuyện của ngươi, ta hỏi một chút mới biết được ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay. Trương Dịch khoát tay áo. Cái rắm lớn một chút sự tình. Ta chướng mắt nàng. Phân thì phân chứ sao? Hắn cùng Trần Hiểu Lệ ở giữa cẩu huyết sự tình không hy vọng cùng trong nhà giải thích quá rõ ràng, nếu không lấy mẹ nhà hắn tính cách, lại cái kia cùng chính mình lại nhảy đã nửa ngày. Ai, Lý Tú Hoa biểu lộ có chút phiền muộn, Hiểu Lệ rất tốt, làm sao lại phân? ta theo ngươi cha còn thương lượng cho các ngươi chuẩn bị hôn sự đâu đến rồi đến rồi trương dịch có chút bất đắc dĩ xã hội hiện nay thanh niên lớn nhất khổ não một vấn đề bị trong nhà bức hôn nghĩ không ra hắn cũng có thể gặp phải mẹ ta hiện tại có tiền dạng gì nữ nhân ta tìm không thấy ngươi đừng quan tâm trương dịch bất đắc dĩ nói lý tú hoa liếc mắt thì ngươi có bản lĩnh vậy sao ngươi không mang theo một cái đến nhà cho ta và cha ngươi nhìn xem a à? trương dịch lập tức bị ế trụ tại lão mụ trước mặt chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khẩu tài vĩnh thiếu xa nhìn. Yên tâm yên tâm, quay đầu thì mang về đến đem cho các ngươi nhìn. Trương dịch qua loa nói, hắn hiện tại khó khăn phát tài, còn dự định chơi nhiều mấy năm nữa. Người nào sẽ vì một cái bảo mà từ bỏ toàn bộ hải sản thị trường. Lão mụ lại bắt đầu ân cần dạy bảo. Ta và cha ngươi tuổi tác đều lớn rồi, hiện tại liền đợi đến nhìn ngươi kết hôn, tốt cháu trai ẩm. Đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta thì hoàn thành. Ngươi nhìn chúng ta thông giống như ngươi lớn tiểu hỏa tử không đều kết hôn. Người tứ thúc nhà tiểu cương, người ta tiểu hài tử đều có thể chạy. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 54 Chúng ta có tiền Nguồn Mê truyện audio.com lão mù một mực toái toái niệm trương dịch cưới vợ sự tình lúc trước còn có cái trần hiểu lệ có thể qua loa một chút hiện tại hắn cùng trần hiểu lệ nhất phách lưỡng tán lão mù lại có răng dậy cơ hội trương dịch rất nhường nhuyễn cúi đầu xuống hướng trong miệng đào cơm lão mù nói cái gì hắn liền nghe lấy làm nhiều cũng là từng ân hai tiếng ai ta cùng ngươi ba ba đời này không có gì độc cũng là hy vọng ngươi có thể sớm một chút để cho chúng ta cháu trai ẩm đời này thì thỏa mãn lão mù thở dài một bộ xuân đau thu buồn bộ dáng dễ nói dễ nói Trương Dịch không ngừng gật đầu, sau đó lại đi trong chén kẹp một khối thịt bò kho tương. Bất quá lần này, lão ba cũng hiếm thấy mở miệng. Tiểu Dịch, ngươi cũng trưởng thành. Công việc bây giờ ổn định, nên tìm cái đối tượng. Trương Đại Dân nhấp một miếng mau đài phi thiên, đắc ý nói. Đây không phải còn không có gặp phải thích hợp sao? Trương Dịch cười qua loa. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Tô Minh Ngọc. Gương mặt kia, cái kia tư thái, đêm qua chính mình thế nhưng là thân thủ kiểm nghiệm qua, tuyệt đối nhất lưu có thể đứng xa nhìn cũng có thể khinh nhường, lại thêm cổ tay nàng mạnh, buôn bán năng lực ở cấp trên thương nghiệp vọng đều là có thụ khẳng định. nếu là có thể đem nàng cua tới tay, về sau trương dịch liền đem tập đoàn giao cho nàng quản lý, chính mình chỉ phụ trách trong nhà kiếm tiền, tán gái, há không mỹ quá thay? nhất lên trương dịch đối tượng, đại tỷ ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. kỳ thật có chuyện, các ngươi không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất. hai ngày trước lưu khải hắn biểu tẩu tới tìm ta, muốn đem biểu muội nàng giới thiệu cho tiểu dịch. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhà ở đâu nữ hài? Lớn bao nhiêu? Dài đến có xinh đẹp hay không? Trương Dịch không hứng lắm, xem mắt. Hắn có thể ghét nhất chuyện như vậy. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc còn ra đi xem mắt, nói ra đều cười rơi người khác trăng hàm. Quan trọng ở chỗ, hắn cũng coi là trên xã hội tên giáo hoạt, xem mắt loại sự tình này bản chất đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Nữ đồ tài, nam đồ sắc nói thành nói trắng ra là cũng là thời gian dài ổn định quản bảo chi giao muốn là không có nói thành hơn phân nữa là nhà trai dùng tiền tìm tội thụ mời khách ăn cơm xem phim còn phải tặng quà sau cùng cái gì cũng vơ vét không đến đại tỷ lập tức móc ra điện thoại di động của mình lục lọi lên hắn biểu tẩu đem ảnh chụp phát cho ta xem tiểu cô nương dài đến còn rất xinh đẹp người cũng thời thượng tiểu dịch ngươi nhất định có thể coi trọng đại tỷ đưa di động đưa qua trương dịch cha mẹ trước tiến tới nhèo mắt lại nhìn lại không tệ không tệ tiểu cô nương dài đến có thể. Có phúc tướng. Trương Dịch liếc mắt. Trong nhà trước trước sau sau cho mình giới thiệu qua mấy cái đối tượng gặp mặt, mặc kệ đối phương dài đến cái gì bộ dáng, cha mẹ hắn đều sẽ cảm giác đến rất không tệ. Tự hồ tại ba mẹ trong mắt, chỉ cần là nữ nhân, sống là có thể. Còn nhớ rõ hai năm trước có một lần chính mình đi xem mắt, mẹ hắn một mực thổi phòng đối phương là cái có lễ phép mà lại có phúc khí nữ hài. Kết quả Trương Dịch đi xem xét, kém chút tại chỗ dập đầu cùng với nàng kết bái. Cha mẹ, chúng ta không thiếu lương thực cũng không thể tìm loại này trọng tải a à, có nhiều lần vết xe đổ trương dịch đối với phụ mẫu ánh mắt một trăm cái không tín nhiệm đại tỷ nhìn đến trương dịch không có bộ dáng hứng thú đưa di động đưa tới người xem một chút xác thực dáng dấp còn không tệ trương dịch ha ha cười lạnh vẫn là đem đầu đưa tới người nha người nào còn không có điểm lòng hiếu kỳ xem xét ảnh chụp hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình ba mẹ ánh mắt đích thật là không có gì ánh mắt Bất quá lần này liền đại tỷ đều nói cũng không tệ lắm, xác thực chật nhìn còn có thể. Nhan trị đại khái có thể đánh cái bảy điểm, còn tại kiến lập tại điên cùng Mỹ Nhan trên cơ sở. Trương dịch tại thiên hải thành phố lăn lộn lâu như vậy, lầu dưới trang trí cùng ngày khác thường đánh giá thiên hải thành phố CBJ các tầng lầu Mỹ nữ, dạng gì yêu nghiệt có thể theo hắn đối chiếu một cái yêu trong kính trốn qua đi. Không ra thế nào. Trương dịch lắc đầu. Trương dịch mẹ hắn nhất thời thì không cao hứng, người đứa nhỏ này đừng như vậy bắt bẻ, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, phóng nhãn chung quanh mấy cái thôn cũng khó khăn tìm. Trương dịch ba hắn cũng có chút hăng hái mà hỏi, tiểu cô nương này xác thực thật đẹp mắt, gia đình thế nào? Đại tỷ vội vàng nói. Nói, trong nhà nàng cha mẹ là bên ngoài làm thuê. Nàng còn có cái đệ đệ tại tiệm uống tóc làm học đồ. Trương dịch ba hắn lộ ra hài lòng thần sắc, là cái đáng tin lão thực nhân gia a. Gặp một lần đi. Trương dịch đại tỷ cũng khuyên trương dịch nói. Tiểu dịch, nàng mấy ngày nay vừa tốt trong nhà, bằng không ngươi đi trước gặp một lần, dù sao đến lúc đó không hài lòng lại nói mà. Trương Dịch là trong nhà một mình, cho nên hôn nhân của hắn đại sự cũng là để người cả nhà đều quan tâm. Trương Dịch nhìn thoáng qua cha mẹ cùng đại tỷ, đành phải gật đầu đáp ứng. "Được thôi, vậy ta nhìn một chút." Gặp một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt, cũng bất người trong nhà độc tiếp lẩm bẩm. Một nhà ba người như trút được gánh nặng, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đại tỷ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt ta bây giờ thì cho hắn biểu tẩu gọi điện thoại, an bài cái thời gian chúng ta gặp mặt. Nhìn đến trương dịch một mặt lơ đến bộ dáng, trương đại dân ho khang hai tiếng, cảm thấy đến cho chính mình nhi tử đề tỉnh một câu. Tiểu dịch, ngươi không nên quá bắt bẻ. Tuy nói ngươi bây giờ kiếm ít tiền, nhưng là muốn trong thành tìm đối tượng nào có đơn giản như vậy. Còn không bằng trong nhà tìm một cái đàng hoàng nữ hài, về sau có thể chân thật sinh hoạt. Chúng ta bên trong điều kiện này ngươi cũng biết, có thể cho trợ giúp của ngươi không nhiều, gặp phải cái không sai biệt lắm là được rồi. Trương Dịch thở dài một hơi. Lão ba lại tới, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, cái gì đều để cho mình không sai biệt lắm. Làm gì, ta là không sai biệt lắm tiên sinh. Ta không sai biệt lắm là trời sinh. Hắn sờ lên cổ của mình, cha mẹ, các ngươi ánh mắt có thể hay không khoáng đạt một chút. Nhà chúng ta từ nay về sau có tiền, không muốn cái gì sự tình đều nghĩ đến tạm. Cha và lão mụ liếc nhau một cái, hỏi. Có nhiều tiền. Có thể so sánh mình trên trấn lưu truyền võ có tiền sao? Lưu truyền võ là trấn trên thủ phủ, lấy bán buôn nông dụng phân hóa học làm giàu, hiện tại kinh doanh lấy một cái trại nuôi heo, trong tay có mấy cái phòng nhỏ, mấy chiếc xe cùng 50 mẫu đất. Theo tin đồn, thân gia khả năng có hơn 1.000 vạn. Trương dịch Hắn vương người đứng dậy, cha mẹ các ngươi ăn trước, ta để cho các ngươi nhìn thứ gì a? À? Trương dịch đi vào cửa nhà, theo trong cốc sau đem ba lô của mình ông đi ra, sau đó cẩn thận đem cửa cho đóng kỹ. Ngay trước cha mẹ cùng đại tỷ trước mặt, Trương Dịch mở ra ba lô, sau đó tào ảo đổ ra đánh lại đánh màu đỏ tiền mặt. Cha mẹ, chúng ta bên trong có thể so sánh lưu truyền võ có tiền nhiều hơn. Từ hôm nay về sau, chúng ta cũng là đồng hương Trấn Thủ phủ. Trương Dịch khác sẽ không, liền sẽ dùng ba lô trang tiền mặt. Ân, ừ, lần sau có cơ hội thay cái bao tải, bất quá có bị tưởng lầm là trở lại thôn nông dân công mạo hiểm, không phù hợp khí chất của hắn. Một nhà ba người tất cả đều choáng váng. Bọn họ đời này ngoại trừ tại phim truyền hình bên trong, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy một trăm vạn nói đến cũng chính là số lượng chữ đặt ở trương dịch trước kia hạng một bên trong cũng chính là số lẻ vị trí thứ bảy mà thôi thật là có nhiều tiền như vậy đặt ở trước mặt thời điểm loại kia trùng kích lực thật không có mấy người gánh vác được ngươi nhìn ai nói mọi người đều không thích hà nội thứ đồ tốt này không có người không thích mà lại là càng nhiều càng tốt làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 55 Chia tiền Nguồn Mê truyện audio com Cả bàn tiền mặt chất thành một tòa núi nhỏ, có thể chói mù người ánh mắt. Phim truyền hình bên trong thường xuyên nhìn đến hát ban giao dịch, mang theo một cái rương mặt không thay đổi nói ra. Đây là 500 vạn, ngươi kiểm lại một chút xem quen rồi truyền hình người còn tưởng rằng đây là sự thực, trên thực tế hoàn toàn là vô nghĩa. Trước mắt quốc gia phát hành lớn nhất mệnh giá tiền mặt là 100 nguyên, mới hoàn toàn mới 100 nguyên tiền giấy trọng lượng rồng 1.15 gram, một vạn nguyên cũng là 100 tấm, 100 nhân với 1.15 cũng là 115 gram. Dựa theo như thế đến đổi, 100 vạn cũng là 23 cân, 500 vạn cũng là 115 cân. Không nói trước ngươi một tay sách không sách đến động, liền xem như ngươi sách đến động, cũng rất khó tìm lớn như vậy một cái vali sách tay con. Trương dịch bội phục nhất là nào đó bộ phim truyền hình, người ta cái rương vừa mở ra cũng là 2.000 vạn. Cái này mạnh đến bao nhiêu kỳ lân tí mới có thể xách đến động A, trương dịch mẹ hắn ngốc ngẩn ra 3 giây đồng hồ về sau, phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng đem cửa trước sau đều một mực khóa kín, sợ có người qua đây xem gặp. Người cái này hùng hài tử, lấy nhiều tiền như vậy làm gì? Vạn nhất bị người nhìn thấy, cái kia ăn trộm không đều phải nhớ ngươi. Lý Tú Hoa một mặt trách cứ vội vàng đem tiền hướng trong bọc nhét. Trương dịch nhúng vai, đây là cho các ngươi năm nay sinh hoạt phí, tùy tiện hoa. Ba hắn mẹ hắn người đều choáng váng. Một trăm vạn sinh hoạt phí. Vẫn chỉ là năm nay. Cặp vợ chồng trước tiên phản ứng chính là, cái kia như thế nào mới có thể đem cái này một trăm vạn cho xài hết. Một ngày ba bữa đều ăn thịt bò, mà lại nấu mì sợi một người hai trứng gà. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Nếu như đem dùng tiền xem như KPI đến khảo hạch, khủng bố năm nay cái đôi này khó có thể đạt tiêu chuẩn. Trương dịch đem ba lô của mình lấy tới, lấy ra 20 vạn tiền mặt nhét vào, sau đó đưa cho đại tỷ. Đại tỷ, tiền này là đưa cho ngươi. Đại tỷ cũng ở vào rung động bên trong, tạm thời tắt tiếng năng lực. Nhìn lấy đệ đệ đưa tới 20 vạn, nàng do dự một chút, sau đó quả quyết đẩy trở về. Ta sao có thể hoa tiền của ngươi, lấy về lấy về. Tiền của ngươi giữ lấy về sau làm ăn, hoặc là cưới vợ. Đừng kiếm ít tiền thì vội vã hoa, suy nghĩ một chút chuyện sau này. Đại tỷ vô cùng nghiêm túc nói. Nàng vô cùng chật vật đưa ánh mắt theo tiền phí trên dịch chuyển khỏi, cái này đối với nàng mà nói đồng dạng là cái chật vật lựa chọn. Trương dịch mẹ hắn cũng nói, "Ta theo người cha không thiếu tiền xài, ngươi đem tiền này lấy đi, về sau cần dùng đến. Còn có ngươi đánh tới tiền, chờ nhà sửa sang xong, thừa bao nhiêu ta đều cho ngươi quay trở về." Trương đại dân cũng nhẹ gật đầu, vui mừng nói ra, "Ngươi bây giờ có tiền đồ ta theo ngươi mẹ, tỷ ngươi đều cao hứng. Nhưng là ngươi còn trẻ, so với chúng ta cần chỗ cần dùng tiền nhiều." tiền tài động nhân tâm, nhưng là cũng không sánh bằng người nhà đối người yêu của mình. Trương Dịch không thể làm gì, chỉ có thể cùng bọn hắn ngã bài. Kỳ thật, ta hiện tại thân gia hơn một nghìn ức. Mỗi ngày cầm tiền mặt làm giấy nháp chùi đít đều dùng không hết, cái này các ngươi rõ chưa? Bất quá nói đi thì nói lại, cái mông của hắn cũng không phải rất lớn, một ngày đại khái cũng xoa không có bao nhiêu. Trừ phi là tiêu chảy. Trương Dịch cha mẹ cùng đại tỷ giống như là đang nghe thần thoại. Hơn một nghìn ức. Ông trời, tại bọn họ trên trấn, trong nhà có cái hơn trăm vạn tài sản vậy cũng là phú hộ. Toàn trấn thủ phủ lưu truyền võ lại mở trại nuôi heo lại bán phân hóa học, làm mấy chục năm cũng là mới ngàn vạn phú ông. Mà hơn một nghìn ức thân gia, đã vượt ra khỏi ba người tưởng tượng cực hạn. Con a, à, ngươi nói là thật hay giả? Có thể đừng gạt ta ta à. Lý Tú Hoa lo lắng nhìn lấy trương dịch, tâm lý lại đang hoài nghi hắn có phải hay không cướp ngân hàng, sau đó nói láo đến lừa gạt mình. Kỳ thật ta tại thiên hải nhận cái cha nuôi. Về sau hắn treo, ta mới biết được hắn là cái đại lão bản. Bởi vì hắn không có con cái, liền đem di sản tất cả đều lưu cho ta. Trương dịch mặt không đổi sắc nói láo. Cha mẹ hắn trình độ văn hóa không cao, tương đối tốt lừa dối. Mà lại, bản thân đạt được thịnh thế tập đoàn sự kiện này, thì cũng đạt được di sản không sai biệt lắm, cho nên cũng không thể nói đều là giả. Nói hết lời giải thích nửa ngày, người một nhà rốt cục tin tưởng trương dịch phát đại tài sự thật. Tin tưởng là một chuyện, nhưng là tiếp thụ vẫn còn có chút khó khăn dù sao lớn như vậy một bút tài phú trong mắt bọn hắn đều có thể đem toàn bộ khu cho mua lại trương dịch đem tiền đưa cho đại tỷ đại tỷ tiền này ngươi giữ lấy đại tỷ đối với hắn tốt nhất rồi trương dịch lúc đi học nàng đã xuất giá nhưng cũng không ít cho hắn phụ cấp sinh hoạt phí hiện tại trương dịch phát đạt khẳng định không thể quên nàng cái này coi như là cho tiểu vũ cùng thần thần giúp học tập quỹ ngân sách hai người bọn hắn về sau đọc sách có thế không hoa tiền sao ngươi cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút Trương Dịch cướp lời nói. Vừa nhắc tới hai tử, đại tỷ tâm rốt cục buông lỏng. Chính mình sinh hoạt thế nào không quan trọng, nhưng là làm mẹ khẳng định đều hy vọng cho con của mình cuộc sống tốt hơn cùng học tập hoàn cảnh. Còn lại 80 vạn, Trương Dịch vô cùng nghiêm túc nói cho cha mẹ, số tiền này không cho phép tồn lấy, nhất định muốn xuất ra đi hoa. Trương Dịch mẹ hắn bất đắc dĩ lại vui mừng cười, nguyên bản nàng vẫn là có ý định tồn. Nhưng bây giờ nghĩ đến chính mình nhi tử như vậy tiền đồ, chính mình cũng cần phải hưởng thụ một chút sinh sống liền đáp ứng xuống người một nhà hỷ khí dương dương đều biết về sau trương gia sẽ được sống cuộc sống tốt lúc ăn cơm trương dịch nhớ tới cửa nhà cái kia một đống cục gạch hỏi cha mẹ nói nhà chúng ta đây là muốn đắp phòng ở mới đúng không trương đại dân nhẹ gật đầu đúng vậy a à, hiện tại ngươi kiếm tiền mình đến tranh thủ thời gian cho ngươi đem nhà sửa lại điểm đến lúc đó tìm đối tượng không có tốt một chút nhà trên mặt không dễ nhìn hàng xóm đều là tầng hai lầu nhỏ chúng ta phòng trệt này lại thêm hai tầng còn cao hơn bọn họ một đầu, ha ha. Trương Đại Dân vẻ mặt đắc ý, trong thôn nhà ai nhà đắp lên tốt nhà ai thì có mặt mũi. Trương Dịch nghĩ nghĩ, liền nói ra. Làm gì thêm hai tầng A, trực tiếp mở ra trọng cái không phải tốt. Căn phòng cũ cho hết lột, quay đầu ta cho các ngươi toàn bộ biệt thự lớn. Phụ mẫu cái này nghe xong, lắc đầu liên tục. Đừng phiền toái như vậy, ngươi về sau khẳng định cũng trong thành mua phòng ốc. Đắp tốt như vậy có làm được cái gì? Chúng ta đem nhà đắp chút cao là vì mặt mũi đẹp mắt đem đến từ chính mình dưỡng lão ở cặp vợ chồng già cũng rất thực sự không muốn tốn nhiều tiền tuy nhiên trương dịch hiện tại vô cùng có tiền thế nhưng là bọn họ hơn nửa đời người dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt cũng không phải nói đổi thì đổi trương dịch lần này cũng không nghe bọn hắn phụ thân vất vả cả đời khác có thể tùy tiện nhưng chất lượng sinh hoạt tuyệt đối không thể đem thì sau đó hắn vô cùng nói nghiêm túc việc này các ngươi không cần phải để ý đến tay ta đầu thì có công ty xây dựng Quay đầu ta thì gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn cho các ngươi lập nhà. Nhìn đến Trương Dịch thái độ hết sức chăm chú, một bộ không cho phản bác bộ dáng, cha mẹ hắn không hề không vui, ngược lại là cười vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ không muốn tốn nhiều tiền, nhưng nhì tử như thế hiếu thuận còn không phải là vì bọn họ tốt. Ai, tùy tiện ngươi đi. Dù sao đừng hoa quá nhiều tiền là được rồi. Trương Dịch mẹ hắn không quên mất nhắc nhở. Vào lúc ban đêm trương dịch thì cho thịnh thế tập đoàn dưới cờ vĩnh an công ty xây dựng người phụ trách gọi điện thoại đem chính nhà mình địa chỉ nói cho hắn sau đó phân phó hắn mang lên nhà thiết kế cùng công trình đổi tới làm xong những thứ này trương dịch nằm tại chính mình cái giường đơn nhìn truyền hình đi ngủ làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 56 Vây tiền Nguồn Mê truyện audio com Sáng ngày thứ hai, Trương Dịch đang ngủ giấc thẳng. Không cần làm việc về sau, hắn mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày đều là nhất cấp giấc ngủ, thoải mái một thức. Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, rời giường rồi. Mẹ hắn chạy tới tại phía bên ngoài cửa sổ hô. Trương Dịch mở to mắt, cầm quá điện thoại di động xem xét mới buổi sáng 9.00 nhiều, mẹ, điểm tâm ta không ăn. Trương Dịch đưa di động hướng bên cạnh ném một cái liền muốn lại bồi chu công lãm nhảm sẻ. Người đứa nhỏ này, điểm tâm không ăn đối thân thể có thế được không? Nhanh lên, ngươi nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đến rồi. Nghe được lão mụ câu nói này, Trương Dịch ánh mắt cọ lập tức mở ra. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ. Đậu phòng, chiều hôm qua ta vừa mới đến, hôm nay các ngươi liền đến rồi. Như thế khỉ gấp, biết đến nghĩ đến đám các ngươi là vay tiền, không biết còn tưởng rằng là nhà chúng ta thiếu các ngươi tiền đâu. Tốt, chờ ta một hồi. Trương Dịch không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo. Hôm nay bọn họ nếu có thể theo chính mình nơi này lấy đi một phân tiền, coi như hắn Trương Dịch sống vô dụng rồi hơn 20 năm. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn nhà bọn họ người đối chính nhà mình xem thường, Trương Dịch cũng cảm giác toàn thân hăng hái, hắn liền đợi đến một ngón tay lấy cái mũi mắng cơ hội của bọn hắn đâu. Trương gia cửa chính, nhị cửu cùng mở tiểu chạy bằng điện ba bánh dừng ở chỗ đó, nhị cửu đứng tại cửa ra vào hút thuốc, nhìn lấy trương dịch chiếc kia mới tinh Bentley rơi vào trầm tư. Xe này được bao nhiêu tiền? Nhị cửu mẹ lặng lẽ hỏi, nhị cửu nheo mắt lại, giả bộ như một bộ cao thăm mạc trắc dáng vẻ nói ra. Không đáng tiền. Xe này nghe đều chưa từng nghe qua, hỗn tạp xe. Nói, hắn còn lắc đầu. Cái này trương dịch ở bên ngoài thế nào lẫn vào, không tích lũy tiền mua cái tốt một chút xe, làm chiếc xe nát cũng không ngại mất mặt. Nhìn chúng ta đại phong, tốt xấu mua cái BMW, đi nơi nào cũng đẹp mắt. Nghĩ tới hắn nhi tử bỏ ra hơn 20 vạn mua hai tay thấp phối BMW, nhị cửu nói chuyện eo đều thẳng một chút, cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, nhị cửu mẹ lạnh hư một tiếng. Đừng quản cái gì xe, tối thiểu cũng phải hơn 10 vạn. Hắn có tiền mua xe thì có tiền mượn mình, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem nhà bọn hắn còn có cái gì lấy cớ. Hai người đứng tại trương gia cửa chính rất giống hai tôn đòi nợ thần giữ cửa, một mặt bất mãn. Hôm qua bị Lý Tú Hoa cự tuyệt, bọn họ hiện tại còn tức giận đây sáng sớm phía trên xung quanh hàng xóm ăn điểm tâm đi ra đi tản bộ liền thấy hai cái này thần giữ cửa đây không phải chí quốc sao sáng sớm liền đến a à nha sát vách lưu đại gia cùng nhị cửu chào hỏi nhị cửu chậm rãi nhẹ gật đầu a à, nghe nói tiểu dịch về đến rồi ta cái này làm cậu đến xem hắn ôi uy hiện tại tiểu dịch là thật tiền đồ tại bên ngoài kiếm đồng tiền lớn người cái này làm cậu trên mặt cũng có quan a à. lưu đại gia cảm khái nói bên cạnh mấy cái bác gái cũng theo nói đúng vậy a à, đúng vậy a à, ngươi cháu ngoại có tiền như vậy có không có cho ngươi cái mấy trăm ngàn tiêu xài một chút về sau nhà các ngươi cũng có thể theo thơm lây hâm mộ chết người nhị cửu cùng nhị cửu mẹ sắc mặt có chút khó coi chúng ta dính nhà bọn hắn ánh sáng nói đùa cái gì bọn họ lão trương gia quá khứ có nhiều nghèo ta cũng nhìn không thuận mắt nhà chúng ta lại không phải là không có tiền cần phải dính người khác quan sao nhị cửu khinh thường nói Lưu đại gia nghe vậy vui vẻ, hả? Ta còn tưởng rằng ngươi ba ngày hai đầu hướng cái này chạy là đến vay tiền. Nguyên lai like không phải a? À. Bên cạnh bác gái theo hát đệm. Đúng thế, Chí quốc trong nhà cũng có tiền. Con trai trưởng mở nhà máy xi măng, còn thứ hai là đại học sinh. Làm sao có thể cùng Trương Dịch nhà vay tiền? Thì là thì là. Một đám đại gia đại mụ cười ha hả, sau đó quay người hướng nam đi tản bộ đi. Đi không bao xa, một đám đại gia đại mụ trên mặt đều lộ ra chăm chọc nụ cười. Lý Chí Quốc thật không muốn một chút mặt, vừa nghe nói lão Trương Gia Nhi tự kiếm ít tiền, thì mỗi ngày chạy tới vay tiền. Còn há miệng ra liền muốn 30 vạn. Ta cái ai ra, hắn cái này miệng làm sao Trương đến mở. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hắc hắc. Trương Gia làm sao có thể cho hắn mượn, mượn hắn lúc nào có thể trả lên a? À? Còn. Ngươi nghĩ gì thế, hắn phàm là mượn tiền liền không khả năng còn. Cái này lý chí quốc lão vô lại, thôn bọn họ người nào không biết. Trước kia hắn mượn Tam đệ 10 vạn tiền, đều 20 năm cũng không trả a. À. Cả nhà không biết xấu hổ. Chúng ta chờ sẽ đi qua nhìn một chút trò vui a, à, khẳng định có ý tứ. Đại gia đại mụ nhóm lời đàm tiếu, chậm rãi đi ra. Bất quá không bao lâu bọn họ liền sẽ trở về, nhìn xem cái này ra trò vui. Trương Đại Dân đi ra, nhìn đến Nhị Cửu ca cùng lão bà hắn một bộ đại nhân vật giống như đứng tại cửa ra vào, không khỏi nhíu mày, trong nội tâm phiền ghê gớm. Không chỉ Trương Dịch không thích bọn họ, Trương Đại Dân kỳ thật đáng ghét hơn hai người này nhưng khi cô gia tại lão bà nương nhà người trước mặt không tiện biểu hiện ra ngoài bằng không nói ra không dễ nghe trước kia trương dịch nhị cửu không số ít trời hắn nói hắn chỉ biết là trồng trọc làm buôn bán nhỏ cũng không biết kiếm tiền bất quá bây giờ trương đại dân nghĩ đến chính mình có cái tiền đồ nhi tử lưng nhất thời đứng thẳng lên nhị ca tẩu tử như thế sáng sớm liền đến rồi trương đại dân cười ha hả đi qua các ngươi hôm qua không phải mới tới qua sao hôm nay tới lại có chuyện gì a à? hắn cũng là biết rõ còn cố hỏi hai người này vừa lên cửa rõ ràng chính là muốn tiền nhưng là hắn thì là muốn cho trương dịch nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nói ra xem bọn hắn vay tiền có thế có bao nhiêu lực lượng mười phần nhị cửu nhìn đến trương dịch ba hắn về sau lông mày nhướng lên à ta hôm nay vốn là đi chợ tới đi ngang qua chỗ này nghe nói ta cháu ngoại trở về làm cửu cửu làm gì cũng phải xem hắn năm sáu năm không gặp rất nhớ hắn trương đại dân tâm lý nâng lên một cái ngón tay cái chính mình nhị cửu ca bản sự khác không dám nói da mặt dạy hắn phải tính đến hai nhà cách không tính xa cũng liền năm sáu dặm đường hắn tốt ý tứ nói năm sáu năm không có gặp chính mình cháu ngoại còn muốn hắn ngươi là muốn hắn người vẫn là muốn tiền của hắn a à, trương đại dân ha ha cười một tiếng cái này hùng hài tử có cái gì tốt gặp hắn thì trong nhà đợi mấy ngày hai ngày nữa liền đi chờ qua năm ta để hắn đi cho ngươi chút tết đi nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nghe xong sang năm khó mà làm được. Đợi không được đợi không được, cái kia còn có hơn nửa năm đâu, nhi tử ta mở nhà máy xi măng chờ lấy dùng tiền đâu. Nhi cửu mẹ nóng nảy nói ra. Nhi cửu giật giật y phục của nàng, cho nàng một ánh mắt, sau đó đối trương đại dân nói ra. Có tiền hay không đều là chuyện nhỏ, cũng là muốn ta cháu ngoại. Có câu nói rất hay, ba bối không rời cậu gia môn, làm cửu cửu cũng là cùng cháu ngoại thân. Hắn nói, làm bộ sờ lên miệng túi của mình, ôi, khói hút xong. Đại dân ngươi cho ta cầm túi khói đi trương dịch ba hắn nghiêng mắt thấy nhị cửu hôm qua hắn vừa tới thời điểm trương dịch ba hắn cũng là khách khí mở ra một bao lợi nhóm cho hắn rút kết quả hắn một buổi chiều rút nửa bao trước khi đi còn thuốc lá đều thuận đi cũng là đúng dịp trong nhà không có khói tan trong tủ quầy cầm một bao thôi nhà người bán khói còn có thể không có sao trương dịch nhà mở ra quầy bán quà vặt xác thực có khói bán nhị cửu cũng không khách khí một bộ đến cửa làm khách bộ dáng muốn thuốc hút trương dịch ba hắn lường nhị cửu liếc một chút Ngươi mua cái gì khói A, có 13 lợi nhóm cũng là ngươi hôm qua rút, còn có 40 Trung Hoa. Nhị cửu nghe được cái này, mua, chữ, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Được rồi, được rồi, thiếu rút hai cái không có gì đáng ngại. Quay đầu, hắn thì thấp giọng oán trách lên. Đáng đời cả một đời nghèo. Hẹp hòi A. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 57. Mất mặt mũi. Nguồn. Mê truyện audio.com biết nhị cửu cùng nhị cửu mẹ tới trương dịch tuyệt không cuốn cuồng chậm rãi rời giường đánh răng rửa mặt nhị cửu cùng nhị cửu mẹ kéo hai đầu băng ghế an vị trong phòng bất quá hôm nay lại tới trương đại dân cùng lý tú hoa thì không giống hôm qua chiêu đãi nhiệt tình như vậy hạt dưa đậu phòng cùng thuốc lá một dạng không có thì trên bàn cho bọn hắn rót hai chén nước đại dân đến điểm lá trà a à, nước sôi để nguội uống vào có ý gì nhị cửu bất mãn nói trong nhà không có ngươi thích hợp uống trước đi hai ngày nữa ta đi mua trương dịch ba hắn xa cách nói hai ngày nữa lại mua hai ngày nữa ta còn không tới chứ nhị cửu buồn bực suy nghĩ đợi nửa ngày còn không có gặp trương dịch cái bóng nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đều có chút gấp không cần tiền nước sôi để ngồi uống ba ly lớn lại uống điểm cơm trưa đều không cần ăn tú hoa tiểu dịch còn không có lên sao nhị cửu bắt đầu thúc giục trương dịch mẹ hắn chỉ là thuận miệng nói câu không có cách hắn đứa nhỏ này quá lười lười trương dịch nhưng cho tới bây giờ đều không lười, không có tiền thời điểm hắn đi sớm về trễ tăng ca so với ai khác đều tích cực. Mà bây giờ chỉ là bởi vì không có kinh tế áp lực, cho nên buông lỏng tự mình thôi. Nhị cửu nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, chính mình dù sao cũng là hắn nhị cửu A, à, thật xa chạy tới nhìn hắn, hắn còn lầm bà lầm bầm. Nếu không phải vì vay tiền, hắn xoay mặt liền đi. Rốt cục, trương dịch rửa mặt hoàn tất đi tới phòng khách chỗ này. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đã trong mòn con mắt, nhìn đến trương dịch vội vàng đứng lên. Tiểu dịch, mấy năm không gặp ngươi làm sao? Không chờ bọn hắn nói xong, Trương Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn bên này, quay đầu đối với hắn mẹ nói ra. Mẹ, không cần cho ta cơm nóng. Ta gọi thức ăn ngoài. Lý Tú Hoa nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, nói mò, chúng ta trên trấn ở đâu ra thức ăn ngoài. Trương Dịch cười nói. Ta vừa mới gọi điện thoại để đường phố đầu đông dê canh cửa hàng cho ta đưa dê than hòa bánh bao hấp. Lý Tú Hoa nhìn không được nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, trong nhà làm có sẵn ngươi không ăn có phải hay không ghét bỏ tay nghề ta không tốt? Trương Dịch sờ lên cái mũi, nhân sinh đã như thế khó khăn, có một số việc ta vẫn là không phơi bày đi. Sao có thể a, à, ta tại thiên hải như thế ăn quen thuộc. Mẹ ngươi cũng thế, dậy sớm như thế nấu cơm làm gì? Về sau ăn cái gì trực tiếp để bọn hắn cho đưa. Chúng ta cũng không phải không có tiền. Trương Dịch cố ý ngay trước nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nó mặt nói như vậy. Hai mẹ con hàng huyên nửa ngày, để đứng lên muốn cùng trương dịch chào hỏi nhị cửu cùng nhị cửu mẹ một mặt xấu hổ, tiếp tục đứng đấy cũng không phải, ngồi xuống cũng không phải. khu khù, tiểu dịch, nhị cửu tới nửa ngày ngươi cũng không chào hỏi sao. Nhị cửu ho khan một tiếng, nỗ lực gây nên trương dịch chú ý, trương dịch không thể trang nhìn không thấy, lúc này mới cười quay mặt lại. Ôi, nhị cửu cùng nhị cửu mẹ à, ngươi không nói lời nào ta cũng không phát hiện cái này có ngươi. Sáng sớm, hai người các ngươi tới nhà của ta làm gì? Hả? ta và ngươi nhị cửu mẹ đi chợ. Nghe nói ngươi đến nhà, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Nhị cửu chắp tay sau lưng, một bộ trưởng bối bộ dáng ở trên cao nhìn xuống nói ra. Nhị cửu mẹ trên mặt chất đóng cười, tiểu dịch hiện tại sống đến mức không tệ a, à, ăn cơm đều phải để nhà hàng cho đưa. Xem ra ở bên ngoài dãy không ít tiền. Trương dịch xem thường khoát tay áo, thở dài một hơi nói. Này, tiền cái gì ta lười nhát nói. Trên thực tế sớm mấy năm nghèo thời điểm, ta vẫn rất đem tiền coi ra gì nhìn hiện tại cảm thấy tiền thứ này có cũng được mà không có cũng không sao ta đã đối với nó không có cảm giác lời nói này vừa nói ra khỏi miệng nhị cửu cùng nhị cửu mẹ trên mặt nếp nhăn đều kém chút chen một lượt đi gặp qua trang tất nhưng là chưa thấy qua như thế có thể giả bộ tất ngươi đến cùng là có nhiều tiền có thể giả bộ như vậy à đừng nói nhị cửu cùng nhị cửu mẹ thì liền trương dịch cha mẹ nghe đều khó tiếp thụ muốn không phải người này trước mặt là bọn họ con ruột bọn họ thậm chí có muốn đánh hắn một trận nổi kích động Nhị cửu hít sâu một hơi, sau đó miễn cưỡng gạt ra vẻ mặt vui cười, tiểu dịch a, à, đã ngươi đối tiền không cần thiết, vậy tại sao không đem tiền đặt ở hữu dụng địa phương đâu? Nhị cửu mẹ đã không nhịn được mở miệng nói. Thật sự là thật trùng hợp, biểu ca ngươi hiện tại đang định mở nhà máy xi măng đâu. Chúng ta nghĩ đến chuyện tốt không có thể để lại cho ngoại nhân, cho nên định đem cái này cơ hội kiếm tiền lưu cho ngươi. Ngươi móc 30 vạn đi ra nhập cổ có được hay không? Nàng đặc biệt nhấn mạnh nói. Nhà ta đại phong ngươi biết, làm ăn đầu kia não có thể liên quan về sau đi theo hắn cả nhà các ngươi đều có thể theo phát tài nhị cửu linh cơ nhất động nghe được lão bà của mình lời nói này trong lòng của hắn cũng có chút dự định mượn tiền về sau trương dịch nhà bọn hắn còn phải theo muốn cái kia nhiều phiền phức có thể nếu để cho hắn nhập cổ về sau hắn nhi tử là đại lão bản vậy làm sao chia tiền còn không là con của hắn định đoạt sau đó hắn cũng mỉm cười đối trương dịch nói ra ngươi xem một chút nhị cửu đối ngươi có được hay không vừa có cái này kiếm được nhiều tiền cơ hội cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi người khác đuổi tới muốn đến đầu tư, ta theo ngươi mợ cũng không nhìn hắn cái nào. Vì sao? Chỗ tốt kia ta phải cho chính mình cháu ngoại giữ lấy. Trương Dịch hướng trên bàn ngồi xuống, nghe được nhị cửu cùng nhị cửu mẹ vô liêm sĩ mà nói khóe miệng lộ ra khinh miệt cười lạnh. Làm đầu tư. Tiền này muốn là tiến vào bọn họ túi, đoán chừng chính mình một phần đều không cầm về được. Hắn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, vỗ tay một cái nói ra. Ôi, các ngươi nói lên đầu tư ta nhớ ra rồi ta nhớ được khi đó tam cửu cũng cho đại biểu ca đầu tư tới mười mấy năm trước chuyện cho hắn mười vạn hắn trong mắt chứa thâm ý nhìn lấy nhì cửu cùng nhì cửu mẹ tiền này ta làm sao ghi lấy còn không có trả đâu hắn cười khanh khách gõ bàn một cái nói lúc trước đại biểu ca nói tốt cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả có thể vài chục năm liền lúc trước mượn mười vạn đều không trả trở về bất quá đại biểu ca mình tại trên trấn mua lầu nhỏ thật không tệ a à. nói lên cái chuyện cũ này nhì cửu cùng nhì cửu mẹ liếc nhau một cái ánh mắt lập tức dời Ai nói với người đó là mượn. Lúc trước đó là hắn Tam Cửu chống đỡ hắn lập nghiệp, tài trợ 10 vạn tiền. Nhị cửu mẹ cũng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Đúng đấy, ngươi Tam Cửu chính mình mở công ty, làm lão bản người. Cái kia 10 vạn tiền còn có thể để ở trong lòng. Đừng nói cho chúng ta 10 vạn, coi như cho 100 vạn, với hắn mà nói cũng chính là mấy bữa tiền cơm. Chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ cho nhau. Người trong nhà tính toán nhiều như vậy thì xa lạ a. À? nhị cửu ngữ trọng tâm trường, giáo dục, lấy trương dịch. Trương dịch nhìn thoáng qua trước mặt hai người này, nhị cửu xấu xí, nhị cửu mẹ cùng hắn cũng là vợ chồng tướng, xem xét cũng là trọng gian dùng mánh lới bộ dáng. Không đúng sao? Năm trước cha ta tâm ngạnh, hỏi ngươi nhà vay tiền xem bệnh thời điểm, các ngươi cũng không cho a. À. Hắn nhất lên mấy năm trước phát sinh một việc, khí thì không đánh một chỗ tới. Khi đó ba hắn đột nhiên tâm ngạnh phát tác, làm một lần phẫu thuật đến hoa mấy chục vạn, trong nhà trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể bốn phía tiền bằng hữu thân thích mượn. Kết quả khi đó mẹ hắn trở về nhà mẹ để tìm mấy cái huynh để vay tiền. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ trực tiếp một miệng từ chối, con trái lại cùng với nàng khóc than. Hiện tại nghĩ tới sự kiện này, trương dịch thì nghiến răng. Cái gì thân thích, cần dùng tới ngươi thời điểm là thân thích, không cần đến ngươi thời điểm chả là cái cốc khô gì. Nhị cửu mẹ sầm mặt lại, lập tức nói ra. Nhà các ngươi khi đó còn chưa tới đập nồi bán sát cấp độ, chỗ nào cần phải cùng chúng ta mượn nàng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng không có chút nào cảm thấy nói ra những lời này đến có cái gì xấu hổ trương dịch cười lạnh hai tiếng ha ha nói đúng a à, nhà các ngươi cũng không tới đập nồi bán sát cấp độ chỗ nào cần phải cùng chúng ta mượn làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 58. Ngươi thì xem là cái gì? Nguồn Mê truyện audio.com. Nhị cửu mẹ chanh chua, cho tới nay đều xem thường Trương Dịch bọn hắn một nhà, cho nên hiện tại cho dù là đến vay tiền, nói chuyện vẫn như cũ là không chút khách khí. Trương Dịch cũng không khách khí với nàng, trực tiếp thì dỗi trở về. Ngươi thì tính là cái gì, chạy đến nhà chúng ta đến dương oai. Thật đem mình làm người nhị cửu nhìn đến trương dịch một bộ bất cận nhân tình bộ dáng vội vàng giật giật y phục của lão bà mình nhị cửu cho nhị cửu mẹ một ánh mắt tiền còn không có đoạt tới tay đâu đừng đem hắn làm mất lòng nhị cửu mẹ lạnh hừ một tiếng quay đầu không nói thêm gì nữa trang cái gì trang kiếm hai tiền không biết mình là người nào tiền này tới tay về sau ngươi nhìn ta có trả hay không ngươi đến lúc đó ta để ngươi khóc đều không chỗ để khóc nhị cửu mẹ tức giận nghĩ đến nhị cửu ho khăn hai tiếng lôi kéo cuốn họng cố làm ra vẻ đối trương dịch nói ra tiểu dịch a ngươi cái này làm vãn bối sao có thể như thế cùng chúng ta nói chuyện chúng ta là trưởng bối ngươi cần hiểu lễ phép biết không lễ phép là lẫn nhau ta xem các ngươi đối với ta cùng nhà ta người cũng không thế nào khách khí a trương dịch không có chút nào nung chiều hắn ai ngươi đứa nhỏ này lớn như vậy vẫn là không hiểu sự tình bất quá được rồi ta dù sao cũng là cửu cửu ngươi cũng không so đo với ngươi nhưng là ngươi phải biết tốt xấu, ta có thể tới hại ngươi sao? Để ngươi qua đây đầu tư, đó là cho ngươi chỉ rõ tài lộ. Thì biểu ca ngươi cái này nhà máy xi măng, chỉ cần là làm, về sau trên trấn lưu truyền võ cũng không tính là cái gì. Chỉ cần ngươi ra 30 vạn, chuyện gì cũng không cần ngươi làm, hàng năm chờ lấy phân hoa hồng là được rồi. Chuyện tốt như vậy ngươi đi đâu mà tìm đây? Nhị cửu một mảnh tận tình khuyên. Hả, thật sao? Trương dịch quể oải ứng phó, cũng đã tự mình móc điện thoại di động đang chơi trò xếp hình Tetris. Lúc này thời điểm, cửa truyền đến xe gắn máy thanh âm, đông đường phố thịt dê quán tiểu nhị mang theo Trương Dịch muốn canh dê cùng bánh bao hấp đến đây. Trương Dịch có ở đây không? Người muốn dê canh cùng bánh bao hấp. Tiểu nhị hỉ khí dương dương mang theo thực vật đi vào cửa đến, nhìn đến Trương Dịch về sau nhìn không được nhiều đánh giá hai mắt. Hiện tại lão Trương gia nhi tử phát tài sự tình trên thị trấn truyền khắp, người nào đều hiếu kỳ muốn xem hắn hai mắt. Trương Dịch trực tiếp từ trong túi móc ra 100 khối tiền đưa cho hắn. Vất vả ngươi chạy một chuyến a. Tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay, vất vả cái gì nha? Khách khí. Hết thảy 16 khối tiền, tìm ngươi. Nói hắn thì thân thủ hướng trong túi eo đi lật tiền lẻ, buổi sáng còn tại bốc hơi bánh bao, cho nên hắn một tay đều là mở dê. Trương Dịch chỉ nhìn thoáng qua, thì nhàn nhạt nói câu: "Không cần thối lại, còn lại tính toán tiền qua." Hắn một bộ quần áo đều mấy trăm ngàn, làm bẩn không đáng. Tiểu nhị người đều nghe dại, hơn 80 đồng tiền tiền qua ta bán bao nhiêu bát dê canh mới có thể kiếm số tiền này a à, nhị cửu cùng nhị cửu mẹ càng là nhìn ánh mắt bốc lên lục quan hơn 80 khối tiền a à, nhà bọn hắn một tuần đồ ăn tiền cứ như vậy cho người ta rồi ngươi cho chúng ta cũng tốt a à, chúng ta là ngươi thân thích làm sao cho hắn một ngoại nhân a à, trang thứ gì hư thì ngươi có tiền nhị cửu mẹ ghen tị muốn chết nhưng là ngoài miệng lại tràn đầy khinh thường tiểu nhị sướng đến phát rồi rồi ca ngươi thật tốt lần sau muốn ăn cái gì nói với ta a à, ta chuyên môn làm cho ngươi hắn hỉ khí dương dương cưỡi xe gắn máy đi trương dịch mở ra túi nhựa bắt đầu ăn cơm nhị cửu cùng nhị cửu mẹ cọ một chút thì vây quanh tiểu dịch ngươi đây là làm gì tiền là như thế hoa sao không có chút nào biết tiết kiệm nhị cửu mẹ nhìn lấy trương dịch phong phú bữa sáng nâng lên giọng nói ra đúng đấy chúng ta bây giờ vì tiết kiệm một chút tiền điểm tâm cũng chưa ăn thì tới tìm ngươi ngươi quá lãng phí a à? hai người nhìn chầm chầm trương dịch điểm tâm quá có muốn ăn hai người bọn hắn bình thường keo kiệt đã quen, chính mình ăn cơm thì bánh bao bát cháo thì dưa muối. Nhìn đến Trương Dịch uống vào canh thịt dê, trên bàn còn có hai lòng bánh bao hấp, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hai người trong lòng tự nhủ. Ta đều tối như vậy bày ra ngươi, ngươi cũng không mở miệng để cho chúng ta cũng theo ăn chút sao. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn chầm chầm hai người, hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, chuyện tốt a à, cửu, nhì cửu mẹ, buổi sáng thanh đạm điểm đối dạ dày tốt. Nói, hắn cắn một cái phá bánh bao hấp da, xì xì ra bên ngoài bốc lên dầu nhị cửu cùng nhị cửu mẹ hận hận nhìn lấy hắn, khí muốn chết, cũng thèm gần chết. Bọn họ thân là trưởng bối lại bị một tên tiểu bối khi dễ như vậy, thật sự là thật mất thể diện. Đổi lại bình thường muốn mặc người lúc này thời điểm sớm đã đi, thế nhưng là nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nó ra mặt cũng là đủ dày. Tiểu dịch, ta lời nói đều nói đến phân thượng này, cái này đầu tư ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cho chúng ta một thống khoái lời nói. Cửu cửu ngươi mặt mũi này ngươi còn có thể không cho sao? Nhị cửu mặt vốn là vừa gầy vừa dài, cái này một giận tái mặt đến càng giống là một đầu con la. Trương Dịch trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt lại lộ ra khó xử biểu lộ. Lời nói này, nhị cửu ngươi đều tới, ta có thế không nể mặt mũi. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ sắc mặt vui vẻ, tính toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Trương Dịch lời nói xoay chuyển, nhưng mà. Ta tại Thiên Hải cũng mở nhà công ty, hiện tại lớn nhỏ là cái lão bản. Cho nên làm ăn ta không thích tại hạ nhân một bên. Như vậy đi, cái này 30 vạn ta rút, nhưng ta muốn 51% cổ phần nhị cửu cùng nhị cửu mẹ vừa mới chuyển trời trong xanh sắc mặt lập tức lại âm chuyển nhiều mây nhị cửu mẹ khí trực tiếp chỉ trương dịch cái mũi trách móc lên người đứa nhỏ này làm sao như vậy lòng tham biểu ca ngươi nơi buôn bán đầu tư đến hơn 100 vạn ngươi chút tiền ấy còn muốn chiếm 51% cổ phần đúng sao nhị cửu thậm chí đập lên cái bàn tiểu dịch làm người muốn làm ra làm chơi ra chơi không muốn si tâm vọng tưởng có người như thế chiếm tiền nghi sao trương dịch nhíu mày lôi kéo cuốn hồng nói ra ngươi xem các ngươi hai nói đây là lời gì? Là các ngươi tới tìm ta để cho ta đầu tư, ta cũng xác thực muốn giúp đại biểu ca một thanh. Ta hảo ý, mới phải như vậy điểm cổ phần các ngươi cũng không cho. Hắn một mặt tức giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái hướng về phía nhị cửu treo lên. Nhị cửu, ta vẫn là ngươi thân ngoại sinh đâu. Mặt mũi này ngươi cũng không cho ta. Ngươi còn có làm hay không ta là người trong nhà rồi. Bị trương dịch như thế một lần sặc, nhị cửu kém chút không có ngất đi hắn người này tuy nhiên vô sĩ nhưng lại thích sĩ diện, hôm nay nghĩ không ra bị trương dịch cái này cháu ngoại cho dỗi, cảm giác kia tự như là bị đánh mặt đồng dạng. Ngươi! Ngươi! Hắn chỉ trương dịch, tức giận đến run rẩy nói không ra lời. Nhị cửu mẹ lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, tức giận đến không nhẹ. Bình thường đều là nàng không thèm nói đạo lý, hôm nay vậy mà gặp phải so với nàng còn không thèm nói đạo lý người. Tiền này xem như ta hướng ngươi mượn còn không được sao? nhị cửu đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra hắn vẫn không muốn từ bỏ theo trương dịch bên này kiếm tiền ý nghĩ dựa theo thói quen của hắn liền xem như ngỗng trời theo nhà hắn nóc nhà bay qua còn muốn nắm chặt xuống ba cái lông tới nhị cửu tâm lý cho rằng trương dịch là hắn cháu ngoại hiện tại phát tài làm cửu cửu bắt hắn ít tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa cho ngươi kiếm tiền cơ hội ngươi không trân quý vậy coi như ta mượn tốt về sau ta có tiền trả lại ngươi nhị cửu căm tức nhìn trương dịch tự hồ mình bị hắn tức giận không nhẹ lại hết sức tại nguyên lượng hắn mạo phạm. Trương Dịch bưng lên dây canh đến uống một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lời nói này, nhị cửu muốn mượn tiền ta khẳng định cho A Ân, đem các ngươi nhà chỗ ở khu vực chứng cùng bất động sản chứng lấy ra nhìn một chút đi, mình làm thế chấp. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 59 Mặt mày xám xịt Nguồn Mê truyện audio com Vừa nghe đến trương dịch để cho mình cầm nhà làm thế chấp, nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nhất thời tức giận đến dơ chân. Người đứa nhỏ này nói cái gì hỗn trướng lời nói. Nhà là ta theo ngươi mợ dưỡng lão, ngươi cũng không cảm thấy ngại để cho chúng ta thế chấp. Vẫn là thân thích đâu. Nói loại lời này đều không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Trương dịch cha mẹ thì ở bên cạnh nhìn lấy, vẫn luôn không nói gì. Dù sao hôm qua bọn họ đều đề, tiền là trương dịch đánh trở về, cho nên xử lý hắn như thế nào định đoạt. Lúc này nhìn đến nhi tử như thế tiêu khiển nhị cửu cùng nhị cửu mẹ, trương đại dân vui vẻ vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải là bởi vì cảm thấy cười quá lớn tiếng không tốt, hắn đã bật cười. Lý Tú Hoa thở dài, nhìn đến nhi tử cùng nhị ca còn có nhị tẩu nhau nhau thành dạng này, trong nội tâm nàng lại sảng khoái lại xoắn xuýt thống khoái là bởi vì nàng và nhị tẩu tử vô cùng không hợp nhau xoắn suýt là bởi vì nhị cửu dù sao cũng là người nhà mẹ nàng về sau về nhà quét mộ phần còn phải cùng nhau đi dễ dàng xấu hổ bất quá may ra việc này là trương dịch làm hắn ngày bình thường cũng không cần đến cùng nhị cửu bọn họ liên hệ làm mất lòng cũng không quan trọng nhị cửu nhìn đến trương dịch thờ ơ lại quay đầu đi tìm hắn mẹ tú hoa ngươi xem một chút con trai ngoan của ngươi cũng là đối với hắn như vậy cậu sao lý tú hoa nguyên bản nhìn lấy nhi tử giáo huấn anh của nàng tẩu cảm thấy rất hả giận hiện tại không nghĩ tới nhị ca tìm đến nàng phân xử nói đùa anh ruột cùng con ruột cái nào quan hệ thêm gần vấn đề này còn cần đến hỏi sao nhị ca ngươi là đến cùng tiểu dịch vay tiền vẫn là đến đòi nợ lý tú hoa nhẹ nhàng một câu ném ra ngoài đây là tại nhắc nhở hắn cầu người phải có cầu người thái độ nhị cửu giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu tâm lý tức giận đến không được Ta tìm các ngươi vay tiền đó là để mắt các ngươi, ngươi bây giờ có hai tiền đi theo ta bộ này." Trương Dịch thoải mái nhàn nhã ăn bánh bao uống vào dây canh, nhìn lấy tức hỗn hển nhị Cửu cặp vợ chồng, thẳng nhiên nói: "Nhị Cửu, nhị Cửu mẹ, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu? Hai chúng ta nhà quan hệ tốt như vậy, cùng người một nhà giống như, ta cũng chính là đi cái tình thế mà thôi." Lại nói: "Các ngươi chẳng lẽ còn sẽ tiền cho ta mượn không trả sao?" Chính hắn thay nhị Cửu cùng nhị Cửu mẹ trả lời vấn đề này. "Đương nhiên sẽ không." nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy, cùng ta vay tiền cũng chính là quay vòng một chút. Hắn trực câu câu nhìn chầm chầm hai người, trong ánh mắt mang theo trêu tức còn có nghiền ngẫm. Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đều chạy 60 tuổi người, hiện tại cũng liền làm chút ít sinh ý, 30 vạn. Bọn họ lấy gì trả? Bọn họ coi như đi bán bộ phận người ta đều ghét bỏ mài mòn nghiêm trọng không chịu thu đâu. Nhị cửu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta làm sao lại không trả nổi? Ta là sinh khí ngươi không tín nhiệm ta. Đây là đối trưởng bối không tôn trọng nhị cửu mẹ cũng chống nạnh nói ra đúng đấy chớ xem thường người nói không chừng ngày nào ngươi đến tới tìm chúng ta vay tiền đâu ha ha trương dịch nở nụ cười lạnh không biết bọn họ là từ đâu tới tự tin ta lại không để cho các ngươi bán nhà cửa chỉ là làm thế chấp các ngươi vội cái gì có phải hay không tâm hỏng a à? một câu đâm xuyên nhị cửu cùng nhị cửu mẹ tâm tư để sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi nhà bọn hắn trong thôn điều kiện coi như không tệ số tiền này là từ đâu tới rất lớn một bộ phận đều là thông qua vô lại có được trương dịch ta thì hỏi ngươi một câu cuối cùng ngươi mượn vẫn là không mượn hôm nay tiền này ngươi nếu là không mượn về sau hai chúng ta nhà cũng không cần lại có lui tới nhị cửu nảy sinh ác độc hắn cũng nhìn ra trương dịch khó chơi căn bản không có ý định mượn hắn tiền cho nên hắn nói thẳng ra tối tuyệt ta cũng không tin ngươi trương dịch liền thân tình cũng không để ý coi như không để ý thân tình cùng cậu đoạn tuyệt hướng đến mất mặt như vậy sự tình ngươi cũng làm được sao vì tiền nhị cửu chuyện gì đều làm ra được dù sao cũng là cái ngay cả mình thân huynh đệ đều hố người cái này cũng không kỳ quái nhị cửu lúc nói lời này còn ác hung hăng trận mắt nhìn liếc một chút trương dịch mẹ hắn phản phất tại nói ngươi nhi tử nếu là không mượn ta tiền về sau ta thì không nhận ngươi cô mùi mùi này nhìn ngươi làm sao có mặt đi gặp lòng đất cha mẹ trương dịch mẹ hắn khí mặt mũi trắng bệch Nàng cũng biết mình nhị ca là tính tình kẻ rất xấu, nhưng trước đó một mực nhớ anh em ruột cảm tình, đối với hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vì tiền, liền đoạn tuyệt tới lui loại lời này đều nói được. Nguyên bản trương dịch mẹ hắn còn nghĩ đến chính mình móc hai vạn khối tiền cấp cho nhị ca, hiện tại nàng hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới. Mà trương dịch nghe được nhị cửu, ánh mắt giống như là một trăm ngói tiết kiệm năng lượng đèn giống như phát sáng lên. Thật sao? Nhị cửu. Nhị cửu chấp tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng nói. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Ngươi muốn là còn muốn nhận ta cái này nhị cửu, liền lấy tiền. Nhị cửu mẹ cũng coi là trương dịch bị hù dọa, vẻ mặt đắc ý hô. Không lấy tiền về sau cũng đừng phía trên chúng ta lão lý gia cửa. Trương dịch đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kích động từ trong túi móc ra một bao hơn 200 khối hoàng hạt lâu hút. Nhị cửu, nhị cửu mẹ. Trương dịch kích động nhìn bọn họ, vô cùng chân thành nói ra. Muốn là nói như vậy ta rất cảm tạ các ngươi có các ngươi dạng này thân thích ta đều nhanh buồn nôn chết đa tả chính các ngươi sách đi ra a à, bớt nhà chúng ta tới làm cái này ác nhân hắn móc ra một điếu thuốc đưa về phía nhị cửu gương mặt cảm kích cùng thoát khỏi đồ bỏ đi đồng dạng như trút được gánh nặng nhẹ nhõm nhị cửu cùng nhị cửu mẹ người đều mộng cái này phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a à, lý tú hoa cặp vợ chồng đều là phúc hậu người Đối thân bằng hảo hữu đều phi thường tốt ngày bình thường rất ít cùng người khác phát sinh tranh chấp dựa theo nhị cửu ý nghĩ chỉ cần hắn dùng đoạn tuyệt quan hệ uy hiếp lão trương gia người khẳng định sẽ bận tâm thân tình cùng mặt mũi mà thỏa hiệp làm sao trương dịch dám nói thế với người người cái này nhị cửu chỉ trương dịch không biết nói cái gì cho phải nhưng là ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm trương dịch đưa qua cái kia khói vô ý thức vẫn là vương tay ra tiếp hắn đời này đều không rút qua đắt như vậy khói a à? thế nhưng là cái kia đen nhánh lão thủ đưa tới trong nháy mắt trương dịch liền đem hoàng hạt lâu thu vào vẫn là thôi đi tốt như vậy khói cho ngươi lãng phí trương dịch bình tĩnh thuốc lá cho lắp trở về nhị cửu lần này triệt để bạo phát tốt 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 ngươi có bản lĩnh từ nay về sau ngươi theo chúng ta lão lý gia không còn có một hào tiền quan hệ cầu còn không được cút nhanh lên xa một chút nhà chúng ta còn không chào đón các ngươi đâu trương dịch ngầm lấy điếu thuốc một bộ vô lại sắc mặt nhưng mắt nói ra nhị cửu không có cách lại chỉ lý tú hoa hô ngươi xem một chút ngươi nuôi con trai ngoan hắn muốn tức chết ta rồi Lý Tú Hoa lúc này nhìn thấu cái này chiếm tiện nghi không có đủ nhị ca, hắn vô sĩ cũng coi là đổi mới Lý Tú Hoa trong lòng hạng cuối. Nhi tử ta thế nào? Nhi tử ta có tiền độ vô cùng. Ngươi cút nhanh lên đi, về sau đừng tới nhà ta. Lý Tú Hoa trực tiếp qua lấy một cây chổi liền muốn đuổi người. Nói nàng thì cũng thôi đi, nhưng là nói con trai của nàng tuyệt đối không được. Trương Đại Dân cũng bộ mặt tức giận đi tới, nhìn chầm chầm nhị cửu cùng nhị cửu mẹ nói ra. Tranh thủ thời gian cút cho ta đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ về sau các ngươi còn dám đến tới một lần ta đánh một lần trương đại dân tuy nhiên vóc dáng không cao nhưng trước kia cũng là dân binh xuất thân thân thể khỏe mạnh như đầu lão hoàng ngưu hắn tức giận ánh mắt kia đều khiến người ta nhìn lấy bỡ ngỡ trước kia trương dịch khi còn bé nghịch ngợm bà hắn chỉ cần vừa trừng mắt là có thể đem hắn dọa đến không dám nhúc nhích nhị cửu cùng nhị cửu mẹ cũng giật mình kêu lên thật đánh lên hai người bọn họ đều đánh không lại trương đại dân một người hừ không lui tới thì không lui tới ai mà thèm giống như. Về sau dính không đến nhà chúng ta hết, các ngươi liền đợi đến hối hận đi thôi. Hai người trong miệng niệm niệm lãi nhãi, mặt mày xám xịt trời đi. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 60 Vẽ xe Nguồn Mê truyện audio com Nhị cửu cùng nhị cửu mẹ sắc mặt tái xanh ra trương dịch gia môn. Hai người đi nhanh chóng, sợ trương dịch ba hắn thật tới đánh người. Ta thì đã nói với ngươi không nên tới, cái này cả nhà quỷ hẹp hỏi cái nào bỏ được cho vay chúng ta. Nhị cửu mẹ trong miệng oán giận nói. Nhị cửu sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nghiến lợi nói. Trương dịch cái này tiểu hỗn đảng, không biết ở bên ngoài làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài kiếm hai tiền, thì không biết mình họ gì. Hừ, sớm muộn có hắn hối hận ngày nào đó. Còn có ngươi mùi mùi cũng không phải vật gì tốt. Nhìn lấy anh của nàng bị con trai của nàng mắng cũng không ra nói chuyện. Nhị cửu nhíu mày, dù sao cũng là gã đi, không phải là chúng ta lão người của Lý Gia, về sau nàng lại về mình thôn đem cửa lớn cho ta quan chết rồi tuyệt đối không cho nàng vào cửa trương gia cửa chính đã có không ít hàng xóm ở chỗ này xem náo nhiệt dân quê không giống người thành phố bận rộn như vậy ăn cơm xong nếu là không đi chợ bình thường đều sẽ ra ngoài top năm top ba nói chuyện phím đánh bài trương dịch hắn nhị cửu cùng nhị cửu mẹ đến chuyện mượn tiền đi qua lưu đại gia bọn họ một truyền nhất thời đưa tới không ít người vây xem đều chờ đợi xem bọn hắn có thể hay không theo trương gia đem tiền mượn đến muốn là liền cái này thanh danh không tốt lý chí quốc đều có thể mượn đến, cái kia trong thôn lão trương gia bản gia các thân thích thì đều phải đến tìm trương đại dân nói một chút chuyện mượn tiền. Vừa nhìn thấy trương dịch nhị cửu cặp vợ chồng đi tới, trương dịch một cái bản gia thúc thúc đứng tại đường lệ đường phía trên cười hì hì hỏi. Lý chí quốc, ngươi tiền mượn tới rồi sao? Hàng xóm cố đại tẩu cùng mấy cái người phụ nữ tại một khối, cũng vừa cười vừa nói. Cái này trương dịch thân cậu đến vay tiền, trương dịch có thế không cho sao? Đừng nói mượn, chính là cho hắn đều là cần phải một đám người cố ý nói ngồi chăm chọc, sau đó cười hiếp mắt nhìn lấy nhị cửu. Bởi vì lúc này nhìn đến cái đôi này sắc mặt, tiền này có hay không mượn tới mọi người tâm lý đều nắm chắc. Nhị cửu sắc mặt tái xanh, nhưng khi lấy nhiều người như vậy không thể mai một mặt mũi. Hắn nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nói. Mượn tiền gì? Chúng ta lão lý gia khinh thường tại cùng loại này nhà giàu mới nổi vay tiền. Làm người muốn có khí tiết. Nhị cửu mẹ vừa mới trong phòng sợ hãi bị đánh không dám ồn ào, vừa thấy được nhiều người như vậy lập tức đi tới ồn ào mở ta nói với các ngươi a, à, hắn người nhà đều không tử tế. Hai tử thân nương cậu cùng mở đến, đều bày biện một trương mặt lạnh, uống miếng nước liền lá trà đều không nở phóng. Về sau các ngươi cùng bọn hắn nhà ít đến hướng. Trương dịch bản gia một cái thẩm một bên gặm lấy hạt dưa, vừa cười hỏi. Không phải đâu. Ta nghe Tú Hoa nói, hôm qua nhà ngươi cái kia người trước khi đi còn ước lượng bao lợi nhóm đi đâu. Nói thế nào còn nhỏ khí. Người trương gia cùng hàng xóm ở giữa quan hệ đều so sánh hòa thuận, Láng giềng láng giềng nói chuyện đương nhiên là hướng lấy bọn hắn, nhị cửu mẹ muốn muốn đi qua chăm ngòi ly gián, chỉ làm cho mọi người cảm thấy người này buồn cười lại ngu xuẩn. Nhị cửu mẹ nghe vậy sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao các ngươi chờ coi đi. Cái gia đình này người không phải vật gì tốt. Nhị cửu mẹ mạnh miệng mắng một câu, sau đó quay đầu muốn đi. Nhị cửu tâm lý không thoải mái, hôm nay tới bị trương dịch mắng một trận, đừng đề cập nhiều bị khuất, chuyển một cái mặt nhìn đến trương dịch chiếc kia benly muôn sang ngừng tại cửa ra vào, nhất thời lên ý đồ xấu, hắn từ trong túi móc ra chìa khóa, đi qua tại trên cửa xe hung hăng quẹt cho một phát con, cái này cuối cùng là giải một chút khí. Để ngươi nhớ lâu một chút. Nhị cửu hừ lạnh một tiếng, vội vàng lôi kéo nhị cửu mẹ lên xe rời đi. Một đám hàng xóm trơ mắt thấy cảnh này, toàn đều không còn gì để nói. Nhìn lấy bọn hắn hai mở ra chạy bằng điện ba bánh một đường hướng Tây mà đi, lúc này mới lao nhau nghị luận lên cái này nhân phẩm ra sao, vay tiền không có mượn đến để người ta xe cho ngượng nhiều dài như vậy một đường vết trách. Đúng đấy, dạng này người về sau khẳng định gặp báo ứng, quá xấu rồi. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, trương dịch bản gia thúc thúc đập điếu thuốc, bỗng nhiên rất xấu tính nở nụ cười. Cái này hắn báo ứng liền đến rồi. Trương dịch chiếc xe này hơn mấy trăm vạn đâu. Cái này cọ rơi điểm sơn, quan sử chữa liền phải không ít tiền. Đại gia hỏa nghe xong lời này, nhớ tới trương dịch chiếc xe này thế nhưng là quý muốn chết xe sang trọng, nhất thời tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác lên. Dân quê bình thường không có gì sở thích đặc biệt, thì ưa thích trò chuyện điểm ông chủ dài lý gia ngắn, nếu có thể có cái gì kéo bức chuyện đánh nhau phát sinh, đại gia hỏa càng là vui vẻ ghê gớm. Bác quái, là nhân loại quần thể bên trong phổ biến tồn tại một loại yêu thích. Cái này nhúc nhát đồ vật cái này bày ra chuyện. Hắn lá gan thật to lớn, cũng không hỏi xem xe này bao nhiêu tiền thì dám hoa. Cố đại tẩu đùa vừa cười vừa nói. Trương Dịch khẳng định không thể bỏ qua hắn, Phí sửa chữa không ít tiền đâu. Chờ lấy xem náo nhiệt đi. Trương gia nhị thúc trên mặt mang cười thì chạy trương dịch nhà trong phòng chạy tới. Mà Trương gia bên này, tức khí mà chạy nhị cửu cặp vợ chồng về sau, Trương dịch thoải mái thở dài ra một hơi. Không biết xấu hổ lão già kia, muốn đến gạt ta, muốn mù tâm. Trương đại dân cũng là vui vẻ ha ha cười to. Hắn loại này người liền phải như thế đối phó hắn. Còn cùng hắn nhà lui tới, ai mà thèm giống như trương dịch mẹ hắn tâm tình không tốt lắm dù sao mất mặt là nàng thân nhị ca từ nhỏ hắn thì thích chiếm tiện nghi người càng già tâm địa càng hỏng về sau nhà chúng ta cũng không cùng bọn hắn lui tới bớt mất mặt xấu hổ trương dịch an ủi mẹ hiện tại sớm một chút thấy rõ nhà bọn hắn nhân phẩm là chuyện tốt muốn là cho hắn biết ngươi nhi tử là đại lão bản về sau vậy còn không cùng một đầu giò giống như dáng chúng ta trương dịch mẹ hắn tâm lý vừa nghĩ hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này về sau lão trương gia có tiền loại này thân thích giữ lấy cũng là phiền phức còn không bằng sớm một chút gãy mất trong lòng nghĩ mở lý tú hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui cười một cái chán ghét người ca ca không có cũng liền không có nhi tử không chịu thua kém cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt làm gì không vui đến mẹ ăn bánh bao hấp nhà bọn hắn cái này thịt dây nhân bánh bánh bao hấp vị đạo coi như không tệ trương dịch cầm lấy một cái bánh bao đưa tới trương dịch mẹ hắn đem bánh bao nhận lấy nếm nếm ừm, ngươi đừng nói, vị đạo xác thực còn có thể. Đại dân ngươi cũng nếm thử. Trương dịch ba hắn lúc này tâm tình thư sướng, không cần Lý Tú Hoa bắt chuyện thì lấy tay nắm một cái ném vào trong miệng. Về sau muốn ăn tùy thời khiến người ta cho đưa tới. Vốn là nông thôn tiêu phí thì thấp, các ngươi đừng nghĩ lấy cho ta tiết kiệm tiền. Trương dịch cười đối nhị lão nói ra. Lúc này thời điểm, cửa bản gia thúc thúc đi vào phòng tới. Nhìn đến lão trương gia ba miệng ngay tại cái kia ăn bánh bao đâu, vị này gọi trương đại hải thúc thúc vỗ đùi, đại dân ca. Mau đi xem một chút đi, ngươi nhi tử chiếc xe kia khiến người ta cho vẻ. Trương Dịch ánh mắt lóe lên. Nhị cửu cặp vợ chồng vừa đi, xe của ta liền bị người vẽ. Thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình. Đại hải thúc, có phải hay không ta nhị cửu làm? Trương Dịch vô cùng bình tĩnh hỏi. Còn không phải sao? Cũng không biết đặt nhà các ngươi nói cái gì, vừa đi ra ngoài mặt buồn rầu, dùng chìa khóa trên xe vẽ thật dài một cái lỗ hổng. Trương Đại Hải nói ra. Trương dịch cha mẹ sắc mặt nhất thời thay đổi, nhi tử xe kia đáng ngưỡng mộ đây. Hơn nữa còn là mới. Cái này ngượng nhiều điều lỗ hỏng bọn họ đau lòng gần chết, có thể trương dịch lại xem thường, chỉ là khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vệt trào phúng cười. Cái này là mình tìm đường chết a à? Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 61 Ngươi tự tìm Nguồn Mê truyện audio.com Trương Dịch chiếc xe kia cha mẹ hắn vụng trộm hỏi qua bao nhiêu tiền, Trương Dịch cũng không có gạt, trực tiếp nói cho bọn hắn không sai biệt lắm 500 vạn trên dưới. Cái này khiến hắn mẹ giật nảy mình, nửa đêm còn đứng lên nhiều lần đi xem một chút xe có hay không ném. Bây giờ nghe nói xe bị vẽ, có thể đem hai người cho tức giận đến quá sức. Cái này không biết xấu hổ đồ chơi, sao có thể làm thứ chuyện thất đức này đâu. Lý Tú Hoa khí đập thẳng bắp đùi. Trương Đại Dân cũng là trầm mặt nói ra. Nhất định phải tìm hắn đi, để hắn bồi. Trương Dịch trót chén nước, không nhanh không chậm uống vào. Vừa ăn hai lòng bánh bao, hiện ở trong miệng còn có chút đầy mỡ. Đừng nóng vội, xe hắn vẽ, người thì chạy không được. Hắn nuốt miệng nước trắng, ánh mắt hơi hiếp. Mang trên mặt cười, lửa giận trong lòng cũng dâng lên. Thật coi ta dễ khi dễ. Lần này không cho hắn thật tốt ra điểm huyết, hắn không nhớ lâu. Hắn xoay người lại đối cha mẹ nói ra. Cha, mẹ, việc này các ngươi cũng đừng quan tâm. Để ta giải quyết. Nhị cửu đi về nhà, Trương Dịch khẳng định đến đuổi tới nhà hắn đi phải bồi thường. Chính mình lão mụ đi theo, đối mặt lão người của Lý Gia cũng không tiện vạch mặt, nhưng là hắn Trương Dịch không quan tâm. Lý Tú Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, được thôi, ta phải đi xem một chút xe thế nào. Nàng đau lòng chiếc xe kia, à, Trương Dịch bọn họ ra cửa xem xét, hàng xóm láng giềng đều vây quanh xe chỉ rõ. Trương Dịch cùng cha mẹ hắn đi qua xem xét, trước trên cửa xe một đạo chìa khóa vạch ra tới dấu vết, chừng dài hơn 30cm. Trương Dịch cha mẹ đau lòng hỏng tốt như vậy xe có cái sẹo nhiều khó khăn nhìn, Lý trí Quốc đúng là không phải người. Trương Đại Dân hung hăng mắng. Trương Dịch lại cười, hắn nhị cửu căn bản không hiểu cái gì gọi Bentley muôn sang, đoán chừng còn tưởng rằng là quốc sản xe. Bằng không, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám hoa. Cha mẹ đều đau lòng hỏng, Trương Dịch lại không có chút nào quan tâm, giống như xe không phải hắn một dạng. Bất quá cũng thế, xe này cũng liền về nhà để cho tiện mở. Bình thường tại Thiên Hải thành phố, trong nhà còn có thật nhiều chiếc ngàn vạn cấp xe sang trọng có thể lựa chọn. Hắn từ trong túi đem túi kia hoàng hạt lâu móc ra, sau đó cười cho chung quanh các hàng xóm khói tan. Mọi người vừa mới đều trông thấy Lý Chí Quốc vẽ xe đúng không? Đại gia hỏa tự nhiên có người hô. Đúng vậy, mắt nhìn thấy làm chúng ta mặt hoa. Vậy thì dễ làm rồi, trương dịch nghĩ đến. Có hiểu có không hiểu, nhưng nhìn đến khói bao trang đều biết không tiện nghi. Một cái tại đại thành thị dời qua gạch đại thúc thấy được hộp thuốc lá, nhìn không được hô một tiếng. Nhà, hoàng hạt lâu. Thuốc lá này đến hơn trăm một bao đâu. Người chung quanh nghe xong giật mình kêu lên, cảm giác trong tay cái kia không đủ một lạng đồ chơi nhỏ bỗng nhiên đắt như vàng lên. Trương Dịch cười cho hắn thấp một cái đi qua, cái kia đại thúc vui vô cùng nhận lấy, vậy mà không có bỏ được trực tiếp rút, mà chính là cẩn thận nhét vào hộp thuốc lá của chính mình bên trong. Bên cạnh có người treo ghẹo nói. Lão Tôn, ngươi giữ lấy chợ qua năm rút sao? Tôn đại thúc, hắc hắc, cười một tiếng. Ta giữ lấy ngửi nhiều ngửi vị này. Tán xong khói, trương dịch đối mọi người nói ra xe của ta bị vẽ khẳng định không thể đơn giản như vậy ta à, cái xe này sửa chữa một lần rất đắt đến lúc đó ta sợ lý chí quốc không nhận nợ muốn là báo cảnh sát lời nói còn phiền phức lớn nhà làm nhân chứng đều là hàng xóm láng giềng cầm trương dịch khói tự nhiên không thể cự tuyệt việc nhỏ việc nhỏ nhiều người của chúng ta như vậy nhìn lấy đâu sợ gì mà không tìm ra trương dịch gật đầu cười vậy là được rồi trương dịch mẹ hắn nghe nói như thế có chút không yên lòng nói chớ vội báo cảnh sát, đi trước tìm hắn, nhìn hắn có thường hay không tiền. Muốn là hắn không nhận lại báo cảnh sát. Lão gia nhân khái niệm, luôn cảm thấy xảy ra chuyện báo cảnh sát không quá hào quang. Trương Dịch cũng minh bạch mẹ tâm tư, chỉ là cười nói với nàng. Mẹ, xe ta đây muốn là muốn sửa không có mười mấy, hai mươi vạn sượng mặt. Không báo cảnh sát hắn có thế bồi sao? Trương Dịch mẹ hắn cũng không hiểu chuyện xe, chỉ coi là muốn tốn mấy trăm khối tiền bổ điểm sơn sự tình. Cái này nghe xong Trương Dịch nói giá tiền, nhất thời trong mắt đều trợn tròn. Cái gì? Muốn tiêu nhiều tiền như vậy đâu? Báo cảnh sát, cái kia nhất định tranh thủ thời gian báo cảnh sát, không thể để cho hắn chạy. Trương dịch một chút cũng không có khuếch đại, tuy nhiên cụ thể giá cả hắn cũng không rõ ràng, nhưng là loại này định phối xe sang trọng sửa chữa giá cả cũng không phải phổ thông xe có thể so sánh. Muốn là gia dụng xe, chỗ đó sơn xe phá đơn giản bổ một chút, tốn mấy trăm hơn ngàn thì xong việc. Nhưng là giá trị hơn 500 vạn Bentley muôn sang, bổ sơn cũng không phải là đơn giản như vậy bởi vì nhất định phải cân nhắc tổng thể tính không cho phép một chút không cân đối xuất hiện bình thường đều là trở lại bản gốc sau đó xe hơi tổng thể bảo hành lại toàn diện xì sơn hoa này phí nhưng lớn lắm trương dịch để ba hắn gọi điện thoại trực tiếp báo cảnh sát nhà bọn hắn tại trên trấn cảnh sát rất nhanh liền có thế tới chuyện này kỳ thật không khó giải quyết hắn nhị cửu là rõ như ba ngày ngay trước một đống hàng xóm hoa xe chung quanh hàng xóm đều là người chứng kiến cho nên trương dịch một cáo một cái chuẩn cái này chí quốc phải xui xẻo rồi chính hắn làm có thể trách ai. Không mượn được tiền thì hoa người ta xe, loại này lão lưu manh liền nên thật tốt trị trị hắn. Trương gia hàng xóm láng giềng ở một bên mồng năm miệng mười bắt đầu nghị luận, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Dù sao giá trị 500 vạn xe bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy qua mấy lần, mà loại xe này bị vẽ, nghĩ như thế nào đều là kiện khiến người tâm động bát quái. Căn cứ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tâm lý, chung quanh cũng không có việc gì hàng xóm láng giềng đều đến đây, giống như là đi dạo miếu hội một dạng náo nhiệt. Trương Dịch thì là đi vào hậu viện, sau đó bấm tô Minh Ngọc điện thoại. Tô Minh Ngọc lúc này ngay tại trong tập đoàn, Nạn và Tô Vân Phạm nói chuyện với nhau sau một đêm, đối với hắn nâng lên kiểu mới điện thương nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì có thể tốt hơn đem phương án áp dụng, nàng đang khẩn trương làm lấy kế hoạch phương án trên bàn điện thoại di động một vang, Tô Minh Ngọc tiện tay cầm tới. Vừa nhìn thấy là Trương Dịch đánh tới, nàng hiếm thấy nhếch miệng, trong lòng nghĩ lên khuyên ngày hôm trước cùng Trương Dịch phát sinh mập mờ, tâm lý hơi khác thường ngọt ngào cùng xấu hổ có điều nàng vẫn là rất nhanh nhận nghe điện thoại, dù sao trong công tác song phương là cấp trên cấp dưới quan hệ, Tô Minh Ngọc đối tại công tác của mình luôn luôn cực kỳ dụng tâm, không dám có chút trì hoãn. Quy, Trương Dịch. Minh Ngọc, ta lại tới đã làm phiền ngươi, ha ha ha. Trương Dịch cười nói. Chuyện này là cá nhân hắn việc tư, theo đạo lý không cần phải một mực để Tô Minh Ngọc đến xử lý, dù sao nàng cũng rất bận. Bất quá không có cách, trước mắt tập đoàn những cao tầng này, thì Tô Minh Ngọc dùng đến thuận tay. Qua một thời gian ngắn, xem ra cần phải cân nhắc tìm tiếng áp sát người trợ lý, chuyên môn giúp tự mình xử lý những thứ này việc vặt. Tô Minh Ngọc cười, ngươi là lão bản, có phiền toái gì không phiền phức. Nói đi, có dặn dò gì? Trương Dịch nói ngắn gọn. Là như vậy, ta tại quê nhà gặp điểm phiền phức, ngươi cho ta đem công ty pháp vụ bộ luật sư phái một cái tới. Xe của ta bị người vẽ, cần để cho 4S cửa hàng phát hành một phần kiểm tra báo cáo. Tai nạn giao thông. Tô Minh Ngọc nhíu mày, liền vội vàng hỏi, là trên đường xảy ra vấn đề gì sao ngươi người có sao không trương dịch nghe được nàng đối với mình quan tâm trong lòng cũng là ấm áp tốt một cái ôn nhu quan tâm cô nương không có việc gì là xe dừng ở ta cửa nhà bị người cho vẽ vấn đề không lớn cũng là cần chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ta giải quyết tô minh ngọc lúc này mới thở dài một hơi tốt tập đoàn chúng ta tại hoài hưng thành phố có công ty con khoảng cách ngươi lão gia tương đối gần ta cái này để nơi đó pháp vụ đi qua một chuyến mặt khác bốn ép cửa hàng người ta cũng sẽ để bọn hắn tận mau đi tới. Được rồi, vất vả ngươi. Trương Dịch cúp xong điện thoại, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Sự kiện này hắn không có khả năng thiện, bởi vì buông tha một cái không thèm nói đạo lý nhị cửu, người ta liền sẽ cho là hắn Trương Dịch dễ khi dễ. Mà lại, hắn cũng muốn thật tốt thu thập một trận cái này đã sớm thấy ngứa mắt nhị cửu một nhà. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 62 Ta sợ ngươi đền không nổi Nguồn Mê truyện audio com Trương dịch bên này đem có thể gọi người một chiếc điện thoại thông báo đến, hắn nhìn một chút điện thoại di động, bỗng nhiên sinh ra điểm ác thú vị. Dù sao đều đã vạch mặt, dứt khoát lại tiêu khiển một phen nhị cửu bọn họ sau đó hắn đi đến trong phòng, lúc này thời điểm ba hắn vừa mới gọi điện thoại báo xong cảnh. Nhìn thấy Trương Dịch tiến đến, Trương Đại Dân thở phì phò đối với hắn nói ra. Yên tâm, cảnh sát lập tức liền tới đây. Không có khả năng để hắn chạy. Chiếc kia Bentley muôn sang đối Trương Dịch tới nói cũng không tính là gì sự tình, thế nhưng là tại Trương Đại Dân trong suy nghĩ ý nghĩa lại không tầm thường. Hôm qua Trương Dịch đem lái xe về nhà về sau, không biết nhiều người láng giềng láng giềng qua đây xem. Hắn ăn cơm xong ra ngoài đi tản bộ, mọi người đối với hắn hâm mộ hỏng tại nông thôn, xe cùng nhà đều là mặt mũi. Trong nhà ai mua chiếc xe tốt, đó là có thế thổi đã nhiều năm sự tình. Thì bắt bọn hắn bản gia mở rửa xe cửa hàng Tứ Thúc tới nói, năm trước cho vay mua chiếc 20 vạn .000 SUV. Tứ Thúc mỗi ngày đến nhà bọn hắn mua bao thuốc, hai nhà thì ngăn cách mấy trăm mét, đều phải đi lái xe tới đây khoe khoang một phen. Trương Dịch mua chiếc toàn bộ thôn trấn đắt nhất xe sang trọng, Trương Đại Dân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng là ngày thứ hai, Trương Dịch hắn nhị cửu thì đem chiếc xe cho vẽ, cái này trong thôn chẳng khác nào nói là ở trước mặt đánh mặt a à. trương dịch nhẹ gật đầu cha nhị cửu nhà điện thoại cho ta một chút ta gọi điện thoại cho hắn trương đại dân nhíu mày cái này thứ hèn nhát khẳng định không nhận ngươi gọi điện thoại cho hắn có làm được cái gì trương dịch nhị cửu cả nhà có bao nhiêu vô lại hắn lại biết rõ ranh ranh việc này trừ phi là báo cảnh sát thậm chí thư kiện nếu không lấy nhà bọn hắn phẩm tính là không thể nào bồi thường tiền huống chi đây là một khoản rất lớn bồi thường ta chính là tiêu khiển một chút bọn họ trương dịch hì hì cười nói trương đại dân nhìn con mình xấu tính biểu lộ trên mặt cũng lộ ra xấu xa cười tới chính mình nhi tử chính mình hiểu rõ trương dịch từ nhỏ đã không phải người chịu thua thiệt điểm này trương đại dân cái này người làm cha lại biết rõ rành rành được vậy ngươi đánh tới nhìn xem cái này không biết xấu hổ nói thế nào trương đại dân móc ra điện thoại bổn trương dịch cứ dựa theo phía trên điện thoại cho nhị cửu đánh qua lúc này thời điểm nhị cửu cùng nhị cửu mẹ chính mở lấy bọn hắn tiểu chạy bằng điện ba bánh trên đường về nhà nhớ tới hôm nay tao ngộ sự tình, cặp vợ chồng một đường lên hùng hùng hổ hổ, đem lão trương gia xấu lời nói mấy lần. Hừ, thì vẽ xe của hắn một đầu lỗ hổng lợi cho hắn quá rồi. Ta hận không thể đem xe của hắn đập. Nhị cửu mẹ cắn răng nghiến lợi nói ra, hiển nhiên chỉ là đem xe vẽ nàng cảm thấy còn chưa hết giận. Nhị cửu hít sâu một hơi, một mặt tức giận nói ra. Đích thật là tiện nghi hắn. Bất quá cái kia hỗn tạp xe nhìn lấy vẫn rất mới, đoán chừng cũng phải hơn 10 vạn muốn là đập hắn khẳng định còn phải tìm mình bồi thường tiền, chớ chọc vậy phiền phức. Hắn suy nghĩ trương dịch mua xe kia là tạp bài hóa, muốn không thế nào logo hắn đều chưa thấy qua. Thì vẽ cái lỗ hổng, đi sửa đại lý xe làm điểm sơn xe bổ sung không cần mấy đồng tiền. Có bản lĩnh hắn thì náo đi, vì mấy cái 10 đồng tiền, coi như báo cảnh sát người ta cũng sẽ không lập án. Tại trong lòng của ngươi, tự do bay lượng, nhị cửu chính suy nghĩ, trong túi điện thoại di động rất lớn tiếng vang lên. Đây là hắn lúc trước mua hàng nhái, khác công năng không dám nói, âm hưởng tuyệt đối ra sức nhị cửu lái xe thì đối nhị cửu mẹ nói ngươi xem xuống người nào gọi điện thoại tới nhị cửu mẹ một vừa đưa tay đi móc điện thoại di động một bên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra hẳn là trương dịch cái kia đáng dết ngàn đau cầm quá điện thoại di động xem xét là cái số xa lạ thiên hải số điện thoại có phải hay không là trương dịch a à? nhị cửu mẹ không xác định hỏi nhị cửu nhị cửu nở nụ cười lạnh đồ chó hoang còn thật dám gọi điện thoại cho ta vừa mới muốn không phải nhìn lấy trong nhà hắn, ta sớm đánh hắn. Nhị cửu cảm thấy, ngươi chọc ta cái này làm cửu cửu không cao hứng, ta vẽ xe của ngươi là dạy cho ngươi một bài học. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta lấy thuyết pháp, cái kia chính là đại bất kính. Ta ngã nhìn hắn có thế vậy ta làm gì? Nhị cửu cắn răng một cái đem ba bánh tại ven đường ngừng, theo nhị cửu mẹ cầm trong tay quá điện thoại di động nhận nghe điện thoại. Uy, người nào nha? Nhị cửu ngữ khí vô cùng bất thiện hô. Đầu bên kia điện thoại, Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Vừa mới xe của ta là ngươi vẽ đúng không? Nhị cửu hắn đều chẳng muốn kêu, cảm thấy buồn nôn. Vô nghĩa. Nhà ngươi cái kia xe nát cho ta vẽ ta đều không vẽ. Đừng đặt cùng ta ngậm máu phun người. Nhị cửu nổi giận đùng đùng nói ra. Không có việc gì, ta đã báo cảnh sát. Thôn chúng ta rất nhiều người mắt thấy là ngươi làm, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Trương Dịch vừa cười vừa nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận biểu lộ. Phi phi phi, cái nào đồ chó hoang nói là ta làm. Ngươi gọi hắn tới ở ngay trước mặt ta nói. Nhị cửu kêu la, dù sao bất kể như thế nào, hắn là sẽ không thừa nhận là mình vẽ trương dịch xe. Chơi vô lại nha, ngươi có thể làm gì ta? Nhưng là nghe được trương dịch nói báo cảnh sát, hắn trong lòng vẫn là lọc bộp, nói chuyện, cảm thấy có chút khẩn trương cùng sinh khí. Trương dịch ngươi thật không phải cái đồ chơi, liền vì một chiếc xe nát gọi cảnh sát đến làm ta đúng hay không? Ha ha, không có việc gì ta đã gọi luật sư tới, nhân chứng vật chứng đều có, đến lúc đó chúng ta cái kia tòa án gặp thì tòa án gặp. Nhị cửu nuốt nước miếng một cái, nhịp tim đập bắt đầu biến đến nhanh. Hắn cứng cổ reo lên. Có bản lĩnh ngươi cáo đi. Dù sao việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi muốn làm sao lấy làm gì. Từng ân, là, ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thừa nhận. Gọi cú điện thoại này thì là để cho ngươi biết, xe của ta hơn 500 vạn mua, một lần nữa xì sơn xem chừng mấy chục vạn đi. Ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nói xong câu đó, Trương Dịch trực tiếp thì đưa điện thoại cho dập máy. Còn dư lại, liền để cháu trai này chính mình sợ hãi đi thôi. Nhị cửu nghe Trương Dịch sau cùng nói câu nói kia, đầu tiên là giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Khoác lát cũng không làm bản nháp. Nhị cửu mẹ ở bên cạnh chi cạnh lỗ tai nghe, thấy thế không khỏi hỏi. Chuyện ra sao a? À, hắn nói cái gì? Nhị cửu giống như là làm chê cười giống như đem Trương Dịch mà nói nói cho hắn, nói hắn chiếc xe kia hơn 500 vạn, Ta phá cái kia một chút mấy chục vạn liền không có. Ha ha ha, thật sự là muốn tiền muốn điên rồi, coi ta ba tuổi tiểu hài tử đâu. Nhị cửu mẹ cũng một mặt khinh bỉ nói ra. Chuyện phím, trên thế giới này tại sao có thể có người mở đắt như vậy xe? Đừng để ý đến hắn, hù dọa người ai sẽ không a. À. Cặp vợ chồng một chút không có đem sự kiện này để ở trong lòng, lái lên âu yếm nhỏ mô tô, túc túc túc, hướng trong nhà lái đi. Trương gia bên này. Trương Dịch đánh xong mấy cái điện thoại về sau, người không việc gì một dạng trở về mở ra điện thoại di động nhìn trực tiếp. Cửa nhà bọn họ vây quanh một đám người, đều là tới xem náo nhiệt. Trương Dịch cha mẹ cũng là sinh khí, trước cửa nhà cùng hương thân hương lý đem chuyện này chân tướng đều nói một lần. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, trên trấn sở cảnh sát dân cảnh thì lái xe hơi chạy tới. Dân cảnh Trần Sư Phó mang theo hắn đồ để tiểu thái hai người ra cảnh, tại trương gia trấn, có thể kinh hải động đến bọn hắn cũng là chuyện hiếm lạ. Nông thôn dân phong thuần phát, mọi người đồng dạng không có cái gì đại mâu thuẫn, cho dù có ma sát đồng dạng cũng đều là tự mình giải quyết. Nam vén tay áo đánh một trận, phụ nữ có thể ngồi tại đại mã đường phía trên làm bừa đánh lăng mắng cả một ngày. Thế nhưng là, trừ phi thực tại không giải quyết được đại sự còn thật sẽ không báo cảnh sát. Cho nên, hai vị cảnh sát cũng là cảm thấy hiếm có, rất nhanh liền chạy tới hiện trường. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 63 4S cửa hàng tổng giám đốc Nguồn Mê truyện audio.com Trần sư phó cùng tiểu Thái mở ra mì sợi bao đuổi tới trương gia xa xa đã nhìn thấy vây quanh một đám người tiểu Thái còn thật cao hứng bọn họ 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể đi ra một chuyến hắn lái xe hơi đối ngồi ở bên cạnh sư phụ nói ra sư phụ đồng tỉnh này huyên náo rất lớn a à? lão Trần sư phó trong tay bưng một cái đại dự ấm ly bên trong năm đỏ cẩu kỹ Đảng sâm còn có cây kim ngân nghe được đồ để nói như vậy trên mặt của hắn lộ ra cao thăm mặt chắc nụ cười tiểu thái, ngươi vẫn là tuổi trẻ, không có kinh nghiệm gì a. À, tại chúng ta trên thị trấn, liền xem như hai đồng tiền mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần náo lên đều có thể vây một đám người. Tiểu thái nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Hay là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại a? À. Báo cảnh sát là trong thôn trương đại dân, nghe nói hắn nhi tử gần nhất phát tài, vừa mua chiếc xe mới. Kết quả bị người ngượng nhịu một đường vết trách, có thể không đau lòng sao? Đoán chừng không có ngàn thanh khối tiền sượng mặt lão trần vặn ra cái nắp uống một ngụm nước sôi trên mặt cười ha hả loại sự tình này tại nông thôn đã tính toán đại sự bất quá vấn đề cũng dễ giải quyết nói trắng ra là cũng là kinh tế tranh chấp bọn họ chỉ muốn ra mặt điều giải một chút vấn đề bình thường đều có thể giải quyết chúng ta mau chóng tới đi chỉnh xong về nhà ăn cơm lão trần cười ha hả nói các thôn dân nhìn đến xe cảnh sát đến đây vội vàng nhường đường ra cái này cũng đem dựng ở cửa trương gia chiếc xe kia cho lộ ra đợi đến xe cảnh sát tới gần, lão Trần thấy rõ ràng chiếc xe kia tiêu chí lúc, cả kinh trong tay nước sôi đều đổ một nửa. Trời ạ, à, Bentley. Tiểu Trần trên mặt nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm cũng cứng đờ, cái này mẹ nó. Tại Trương gia trấn tại sao có thể có Bentley sự cố? Một già một trẻ hai cảnh sát liếc nhau một cái, biểu lộ cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc lên. Xe sang trọng ra một chút vấn đề, vậy cũng là đại sự cố. Muốn là người trong thôn mở nông dụng ba bánh còn một chút, tối đa cũng cũng là bồi cái tầm 10 khối tiền xong việc dù sao nông dụng xe cũng không coi trọng có đẹp hay không. Nhưng là loại này xe sang trọng có phá một chút da, cái kia tiền sửa chữa đều là giá tiền rất lớn, bọn họ bình thường cũng sẽ nhìn tin tức, như loại này xe sang trọng toát có sự cố tiếp xúc qua không ít. Hai người vội vàng đem xe nghe vào cửa trương gia, sau đó từ trên xe đi xuống. Trương đại dân cặp vợ chồng đi qua, một mặt nóng nảy đối lão Trần nói ra. Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể được cho chúng ta làm chủ A, nhà chúng ta vừa mua xe bị hài tử hắn nhị cửu cho trà xác Ngươi xem một chút bao dài một đường vết trách lão Trần cùng tiểu thái đi qua xem xét, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trương dịch chiếc này Bentley muôn sang kỳ thật cũng không phải là năm nay kiểu mới nhất, tại trong trang viên đại khái thả hơn một năm. Nhưng là trong ga chấm xe con trước đó không sao cả mở qua, mà lại được bảo dưỡng làm, cùng mới không có gì khác biệt. Cái này một đường vết trách ngượng nhịu đi qua, tại mới tin trên thân xe phá lệ chói mắt. Lão Trần lại bắt được một cái mang tính then chốt tin tức, là nhà ngươi hài tử hắn nhị cửu làm. Trương Đại Dân nói ra. Đúng vậy a, à, hắn tìm nhi tử ta vay tiền, nhi tử ta không chịu. Hắn liền cố ý trả thù. Có người thấy là hắn làm sao? Trương Đại Dân vội vàng nói. Đại gia hỏa lúc đó đều nhìn đâu, có thể làm chứng. Chung quanh hàng xóm cùng lão trương gia quan hệ cũng không tệ, không ít người đều cầm trương dịch khói, tự nhiên theo hát đền. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn đâu. Lúc đó hắn ngay trước nhiều người như vậy hạ thủ. Tiểu thái nhìn chầm chầm chiếc kia Bentley muôn sang, trong mắt lóe ra kích động cùng khẩn trương quan mang hắn tại Trương Gia Trấn làm hai năm cảnh sát, lần đầu gặp phải lớn như vậy số tiền vụ án. Nhìn lấy chiếc này tạo hình xa hoa xe sang trọng, ánh mắt của hắn đều nhanh na bất khai. Trên thế giới này không có mấy cái nam nhân không thích xe sang trọng. Thế nhưng là lại nhìn thấy cái kia thật dài vết sẹo, tiểu thái tâm lý đối trương dịch nhị cửu cảm quan thì không tốt lắm. Đây không phải trà đạp đồ vật sao? Lúc này thời điểm, trương dịch cũng đi ra, đi tới hai vị cảnh sát trước mặt. Hai vị cảnh sát đồng chí, xe ta đây tu một lần cũng không phải số lượng nhỏ, còn mời ngài hai vị giúp làm chủ a. Trương Dịch không phải thường khách khí nói, thân thủ thì từ trong ngực móc ra hoàng hạt lâu, quốc ra hai cái đưa tới. Lão Trần cùng Tiểu Thái vừa nhìn thấy Trương Dịch, ánh mắt cũng là nhìn không được sáng lên. Tại Trương Gia Trấn, thật là không có mấy cái giống Trương Dịch nhân vật như vậy. Bản thân dài đến thì tinh thần, đẹp trai tiểu tử một cái, mà lại một thân ăn mặc xem xét cũng là hàng cao đẳng, lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ. Trách không được lái nổi Bentley, khẳng định là cái thành công nhân sĩ lão Trần cùng tiểu thái thầm nghĩ đến. Đối mặt trương dịch đưa tới thuốc xịn, hai người cũng không khách khí đến đón lấy. Tại trương gia trấn, bọn họ cũng là nhân vật có mặt mũi, mặc kệ ngươi có nhiều tiền, tại trước mặt bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Vụ án cũng không phức tạp, trương dịch bên này nhân chứng vật chứng đều tại, vụ án một chút thì phá vỡ. Chỉ cần tìm trương dịch nhị cửu thẩm vấn một chút thì kết. Bất quá, lão Trần vẫn là đối trương dịch nói ra. Ta nghe nói chuyện này là ngươi nhị cửu làm, dù sao các ngươi là người trong nhà, sự kiện này chính mình trao đổi sao nếu có thể tự mình giải quyết cũng đừng làm đến cục cảnh sát bên trong đi dân quê đối cho gia đình quan hệ so sánh coi trọng nhất là gia đình nội bộ mâu thuẫn tùy tiện tới nói không hy vọng nói nhiều pháp luật giải quyết thậm chí có một ít lão nhân đem loại sự tình này làm thành chuyện mất mặt đối đãi làm cảnh sát tự nhiên cũng là lấy điều giải làm chủ trương dịch mỉm cười lắc đầu ta đã đánh điện thoại liên lạc qua hắn cự không thừa nhận muốn không phải thực sự không có cách ta cũng không hy vọng cho ngài hai vị thêm phiền phức. Lão Trần nhẹ gật đầu, thở dài một hơi nói: "Cái này xác thực không phải một con số nhỏ a, à, loại xe này tu một lần đến 2.3 vạn a." À. Hắn nhìn lấy chiếc kia Bentley muôn sang trên người lỗ hổng, cũng là một mặt tiếc hận bộ dáng. Trương Dịch sờ lên cái mũi, cười không trả lời thẳng vấn đề này. "Vừa vặn, hai vị dân cảnh đồng chí, ta đã liên hệ 4S cửa hàng người tới, ngài hai vị thì vào nhà trước uống miếng nước chờ một chút." Đến lúc đó 4S cửa hàng phát hành kiểm trách báo cáo xác nhận một chút tiền sửa chữa dùng, chúng ta bàn lại bước kế tiếp tốt a. À. Lão Trần nhẹ gật đầu, đây không phải vấn đề nhỏ, vẫn là đem số tiền xác nhận xuống tới sẽ giải quyết cho thỏa đáng. Bằng không xử lý như thế nào, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc được một vài. Bọn họ cũng không có phải đợi quá lâu, chỉ qua hơn một giờ, một chiếc màu đen Bentley thì chạy tới hiện trường. Theo Bentley phía trên vội vội vàng vàng chạy xuống nguyên một đám đầu hơi thấp hơi mập trung niên nhân, một đường chạy chậm liền đi tới cửa trương gia. Xin hỏi vị nào là trương dịch trương tổng? hắn vội vội vàng vàng hỏi chung quanh các hàng xóm. Mọi người xem xét người này, mặc đồ tây dày da mặt giả vờ giả việc, lái xe con cũng không tệ, cùng Trương Dịch chiếc kia một cái thẻ bài. Liền biết người này khẳng định cũng là có thân phận. Trương Dịch trong phòng đâu? Một cái đại thẩm chỉ trong phòng nói ra. Người lùng mập luôn miệng nói tạ, sau đó tranh thủ thời gian đi tới cửa. Trương dịch bọn họ chính bồi hai vị dân cảnh uống trà nói chuyện phím đâu, sau đó thấy được một cái âu phục bàn tử xuất hiện tại cửa. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm người nào? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Người lùng mập nhìn một vòng trong phòng, ánh mắt lập tức chăm chú vào Trương Dịch trên thân. Hắn ánh mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng tới, vô cùng cung kính nói. Trương Tổng, ta là Hoài Hưng thành phố Benly 4S cửa hàng Tổng Giám đốc Vương Lỗi, còn mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 64 Trương Dịch đến cùng cái gì thân phận? Nguồn Mê truyện audio.com vương lỗi nhìn đến trương dịch vui vẻ khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căng hôm nay vừa tiếp xúc với đến thiên hải thành phố tổng đại lý điện thoại hắn thì vội vã tự mình lái xe chạy đến đây chính là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc a toàn bộ thiên hải thành phố có tiền nhất xí nghiệp gia benly hoa hạ kim cương cấp người sử dụng muốn là bắt hắn cho chiêu đại tốt về sau hàng năm theo bọn họ cái này cầm mấy chiếc xe đây chính là một số lớn ổn định mà lại phong phú lợi nhuận lão trần cảnh quan cùng tiểu thái cảnh quan một mặt kinh ngạc nhìn lấy vương lỗi trong lòng tự nhủ không phải liền là một chiếc xe cọ sát phía dưới sao? 4S cửa hàng gặp phải loại tình huống này bình thường đều là nghiệp vụ nhân viên đến cửa phục vụ, tổng giám đốc không có khả năng như cái nghiệp vụ viên một dạng. Theo Hoài Hương chạy đến Trương Gia Trấn tới đi. Bọn họ nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt biến đến thận trọng rất nhiều, hiển nhiên cái này là hướng về phía Trương Dịch thân phận tới. Làm cho Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc tự thân lên cửa phục vụ, cái này Trương Dịch có thể không chỉ là kiếm lợi ít tiền đơn giản như vậy a? À. Trương Dịch đứng dậy đi tới, Vương Lỗi vội vàng chủ động đưa tay phải ra trên xã hội quy củ, lúc bắt tay đều là thân phận địa vị tương đối thấp nhân chủ động. Trương Dịch cùng hắn nắm tay, sau đó chỉ cửa chiếc kia Bentley muôn sang nói ra. Xe của ta bị người toát cỏ sát một chút, hiện tại cần xác định một chút cụ thể tiền sửa chữa dùng, ta tốt bắt đền. Làm phiền ngươi giúp đỡ kiểm trắc một chút. Vương lỗi vội vàng cười nói. Xin ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt kiểm trắc. Vương lỗi mặc dù là tổng giám đốc, nhưng hắn cũng là nghiệp vụ viên xuất thân, đối với xe các loại tình huống thuộc nằm lòng. Cùng Trương Dịch khách sáo còn về sau, hắn vẫn không quên cùng Trương Dịch cha mẹ nhiệt tình chào hỏi. Nhìn bộ dáng kia, liền tự như Trương Dịch cha mẹ mới vừa biết con nuôi giống như. Trương Dịch cha mẹ tự nhiên cũng là khách khách khí khí, nhìn lấy vị này Âu phục dày da 4S cửa hàng tổng giám đốc đều đối chính mình nhi tử khách khí như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên rất cao hứng. "Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi." Lão Trần cùng tiểu thái từ trên ghế đứng lên, theo Vương lỗi đi ra cửa, các hàng xóm còn không có tán, đều chờ đợi xem náo nhiệt muốn nhìn một cái xe này đến cùng xài hết bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa tốt. Ta trước đó đi làm công ty kia lão bản, có một chiếc hơn trăm vạn BMW cũng là trên đường đụng phải. Kết quả bỏ ra hết mấy vạn mới sửa chữa tốt đâu. Trương dịch xe này ngượng nghịu dài như vậy một đầu lỗ hỏng, đoán chừng cũng phải mấy chục ngàn mới có thể làm được. Đắt như vậy. Ta suy nghĩ nói bổ cái sơn không cần quá nhiều tiền a. À. Này, ngươi hiểu cái gì? Đây là xe sang trọng, dùng sơn vậy cũng là mấy ngàn khối tiền một thùng, ngươi cho rằng là nhà ngươi trên tường soát rõ ràng a. À. Một đám người nghị luận ầm ĩ, cho Vương Lỗi nhường đường ra, chờ lấy xem náo nhiệt. Vương Lỗi chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp đều biến đến dồn dập. Cái này, đây quả thực là phạm tội a. À. Hắn vô cùng đau lòng nói ra. Làm Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc, hắn cùng cái này nhãn hiệu đánh nhanh 20 năm quan hệ, đối mỗi một khoản Bentley đều rõ như lòng bàn tay, mà lại yêu xe như mạng. Trương dịch chiếc xe này cửa trước phía trên đầu kia lỗ hổng, tự như là tại tuyệt thế mỹ nhân trên mặt lưu lại một đầu khó coi sẹo, đối với hắn cái này chuyên nghiệp nhân viên tới nói càng là khó có thể tiếp nhận. Tiểu thái nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn giản, liền có chút gấp gáp hỏi. Cái kia, sửa bao nhiêu tiền? Vương lỗi thở dài một hơi, vô cùng tức giận nói. Cái này đều không phải là chuyện tiền. Hắn chỉ trương dịch xe nói ra. Cái này một cái là Bentley tập đoàn ra 30 năm hạn lượng khoảng mộ còn, toàn cầu xuất hàng lượng chỉ có 1.000 đài chỉ có mua sắm qua 6 chiếc Bentley kim cương VIP người sử dụng mới có thể mua sắm. Trên thân xe sơn là chế tạo thời điểm tổng thể phun thành, một khi hư hại một chút xíu đều sẽ đối tổng thể hình thành ảnh hưởng to lớn. Bên ngoài căn bản không có bán loại xe này sơn, chúng ta cũng tu không được. Chỉ có thể cầm lại bản gốc mới có thể sửa chữa. Chung quanh các hàng xóm nghe được như lọc vào trong sương mù, tuy nhiên cũng không biết vương lỗi nói là cái gì, nhưng là đều có thể minh bạch xe này rất đắt, mà lại sửa chữa lên cũng là giá trên trời thế nhưng là hai vị cảnh quan lại nghe rõ, nhất thời kinh ngạc hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Benly Kim Cương viết Mua sắm qua sáu đài trở lên Benly Loại nhân vật này cho dù phóng nhãn toàn bộ hoài hưng thành phố chỉ sợ cũng khó khăn tìm tới đi. Người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là ai? Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, ta liền muốn biết bao nhiêu tiền có thể sửa chữa tốt. Vương lỗi nghĩ nghĩ, Trương Dịch thế nhưng là khó gặp khách hàng lớn, muốn là cho hắn hầu hạ tốt, về sau từ nơi này lấy xe cái kia còn có thể thiếu, làm Hoài Hưng thành phố 4S cửa hàng tổng giám đốc, hắn vẫn có một ít đặc quyền, sau đó liền định cho Trương Dịch đem đơn cho miễn đi. Thế nhưng là lời nói không nói ra miệng, hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch sắc mặt. Chỉ thấy Trương Dịch trên mặt mỉm cười nhìn hắn, lượt ngậm thâm ý nói ra. "Xe này ta là muốn bắt đền." Vương lỗi trong đầu một đạo tinh quang xẹt qua, nhất thời minh bạch Trương Dịch ý tứ. "Đúng a, à, xe này không là chính hắn đụng hư, mà chính là người ta vẽ, cái kia mình coi như cho Trương Dịch miễn phí, người ta cũng sẽ không nhận tình của hắn." hơn nữa nhìn trương dịch ý tứ này rõ ràng là muốn đối vẽ xe người tiến hành truy trách chính mình muốn là nói có thể miễn phí nói không chừng ngược lại để trương dịch không cao hứng vương lỗi cũng là lão du điều trong mắt lăng lông lốc chuyển một cái tâm lý có chủ ý hắn cười đối trương dịch nói ra nếu như là dựa theo giá thị trường đến coi là phỏng đoán cẩn thận nhất sửa chữa tốt nó cũng phải tốn phí trên 50 vạn cái giá này vừa báo đi ra chung quanh các hương thân tất cả đều giật mình kêu lên hoắc thật hay giả Ngừng nhiều cái lỗ hổng thì đắt như thế. Liền xem như mấy trăm vạn xe, cũng không có khả năng phá điểm sơn thì hoa nhiều như vậy đi. Tất cả mọi người không quá tin tưởng vương lỗi nói lời. Vương lỗi nghe được mọi người nghị luận, trong ánh mắt lóe qua một vệt khinh thường. Bọn họ những người này làm sao lại minh bạch xe sang trọng phí tổn khủng bố đến mức nào? Trương dịch chiếc này bản số lượng có hạng Bentley muôn sang dù là chỉ là cỏ phá một chút, đều phải lần nữa trở lại nhà máy, sau đó đem toàn xe tầng ngoài tất cả đều mài rơi, tổng thể lại xì sơn một lần chuyến này quá trình xuống tới các loại nhân công, vận chuyển phí dụng, lại thêm bên ngoài tuyệt đối không mua được sơn xe, 50 vạn không có chút nào nhiều. Mà đứng tại bên cạnh yên lặng nghe hai cảnh sát, lão Trần Đồng Tử đột nhiên rút lại, theo cảnh chừng 30 năm, đây là hắn tiếp xúc đến có liên quan vụ án số tiền lớn nhất xe cộ sự cố. Mà tiểu thái càng là mờ mịt lúng cuốn, không biết như thế nào cho phải. Số tiền quá lớn, một cái xử lý không tốt đều lại biến thành vấn đề lớn. Cái này khiến vừa làm cái này không bao lâu tiểu thái chỉ có thể theo bản năng nhìn về phía mình sư phụ. Sư phụ, việc này làm sao xử lý? Lão Trần trầm mặt sau một lát, mới thấp giọng nói ra, chỉ có thể chiếu quy cũ làm. Bất quá không tốt lắm làm, nông thôn gia đình người nào móc nổi nhiều tiền như vậy, còn không phải cửa nát nhà tan a? À. Vẫn là câu nói kia, sự tình vừa xem hiểu ngay, điều tra kết quả rất đơn giản, nhưng khó khăn là về sau xử lý. Lão Trần từ trong túi móc ra một cái hồng mai đến, ngày bình thường nâng chén nước lớn cực kỳ vững vàng hai tay, lần này thậm chí ngay cả đốt thuốc đều có chút run run hắn lặng lẽ nhìn trương dịch liếc một chút trong lòng đối với trương dịch thân phận càng thêm hoài nghi có thế mở loại này có giá trị không nhỏ xe làm cho hoài hưng thành phố benly 4 s cửa hàng tổng giám đốc tự thân lên cửa phục vụ cái này cần là bao lớn mặt mũi nghĩ đến đây trên mặt hắn cũng đã phủ lên tràn ngập chính khí nụ cười trương tiên sinh xin, xin ngươi yên tâm bảo hộ công dân tài sản an toàn đó là chúng ta cảnh sát nhân dân nên tận trách nhiệm ngài xem chúng ta cái thời điểm đi tìm nghi phạm theo bản năng hắn liền ngữ khí cũng khách khí lên làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục. Nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 65 Đi, đòi tiền đi. Nguồn Mê truyện audio com Trương dịch cũng không phải thường khách khí, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, trong lòng cảm thán, hơn 1.000 vạn Vacheron Constantin chạy thời gian cùng 5 đồng tiền đồng hồ điện tử cũng không có gì khác biệt. Phiền phức chờ một chút, luật sư của ta rất nhanh liền đến. Hắn mỉm cười đối trần cảnh quan nói ra. Người chung quanh nghe xong lời này còn có thể nói cái gì? Phục. Thật phục. Đồng dạng trong thôn nhà ai có việc mời luật sư? Chỉ có lão trương gia. Trương dịch vừa dứt lời, theo thôn làng phía nam thì lái tới một chiếc màu trắng Mercedes-Benz, tại phía ngoài đoàn người mặc túc 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 tán lấy còi. Ôi uy, lại tới chiếc Mercedes. Khá lắm, hôm nay nhiều như vậy xe sang trọng, thật sự là mở rộng tầm mắt. Đã gia hỏa vội vàng nhường lối đường, cái kia chiếc Mercedes cũng đứng tại trương gia cửa. Khá lắm, trong cùng một ngày ba chiếc xe sang trọng, các hàng xóm trong mắt, dừng ở cửa trương gia, cái này phô trương so ra mà vượt huyện quan. Cũng không đúng, huyện quan xe kia đều không trương dịch Bentley tốt. Xe dừng lại vững vàng, lập tức theo xe bên trong đi ra tới một cái chừng 40 tuổi, mặc lấy âu phục, mang theo mắt kiến động vàng trung niên nam tử hắn hình vuông quốc tự mang trên mặt một vệt nghiêm túc cùng tự ngạo chỉnh tệ âu phục không có một tia nếp uống xem xét cũng là thân kinh bách chiến tinh anh luật sư chu lập không trực tiếp chạy trương dịch thì đi tới hướng hắn đưa tay phải ra theo trên mặt gạt ra nịnh nọc nụ cười nói ra trương tổng ta là tập đoàn chúng ta trú hoài hưng công ty con pháp vụ bộ quản lý chu lập khôn xin ngài phân phó trương dịch đánh giá một phen chu lập khôn đối với hắn bên ngoài hình tượng còn tính là tương đối hài lòng một luật sư năng lực sâu bao nhiêu thông qua hắn bên ngoài liền có thể nhìn ra một hai bởi vì ưu tú luật sư đều rất có tiền ăn mặc cũng nhất định tinh tế lần này đã làm phiền ngươi chu luật sư ta bên này có cái vụ án nhỏ cần một vị chuyên nghiệp cố vấn pháp luật cùng pháp luật có liên quan vấn đề thì nhờ vào ngươi trương dịch cùng hắn một bên nắm tay vừa nói xin ngài yên tâm ta nhất định vì ngài cung cấp lớn nhất chuyên nghiệp pháp luật viện trợ chu luật sư tự tin cười nói trong chớp mắt lại một vị mở ra xe sang trọng, áo mũ chỉnh tề người có thân phận đi vào trương gia, mà lại há miệng thì kêu trương dịch vì trương tổng. Trương gia thôn hương thân hương lý nhóm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trương tổng. Trương dịch hiện tại là đại lão bản A, ông trời của ta, hắn mới bao nhiêu lớn A. Năm nay mới 25, ta nhà nhị đảng cùng hắn đồng dạng lớn, bây giờ còn đang nhà máy trang phục cho người ta may y phục đâu. Ai, nhìn một cái người ta hài tử có nhiều tiền đồ. Người so với người làm người ta tức chết a. À, trương Dịch từ nhỏ đã thông minh, lại là trọng điểm đại học tốt nghiệp, đáng đời phát tài. Các hàng xóm nghị luận âm ỉ, rung động trong lòng không thôi. Bắt đầu bọn họ chỉ là coi là Trương Dịch phát điểm của Phi Nghĩa, thân gia có cái mấy trăm vạn, cao nữa là hơn một nghìn vạn mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn xem cục diện này, tay người ta cơ sở phía dưới một luật sư đều mở ra biết bên. Trong lòng bọn họ hiện tại tất cả đều có một cái nghi vấn, Trương Dịch hiện tại đến cùng là làm gì? Làm sao như thế có thân phận có địa vị? lão Trần Cung tiểu thái vừa tới thời điểm còn bày làm ra một bộ tương đối cao tư thái, dù sao tại cái này nho nhỏ trương gia trấn, bọn họ làm công vụ nhân viên rất có thân phận địa vị. Mặc kệ ngươi có nhiều tiền, nhìn thấy ta đều phải khách khách khí khí. Thế nhưng là, nhìn đến trương dịch luật sư đều mở ra đại chạy tới, hai người lập tức biến đến phi thường thành thật, thậm chí lời cũng không dám nhiều lời. Chu lập khôn người thế nào? Hắn là cả nước đứng đầu nhất luật sư sự vụ sở xuất thân, bị thịnh thế tập đoàn lương cao thuê tiến vào pháp vụ bộ, trước mắt phụ trách thịnh thế tập đoàn tại Hoài Hưng thành phố tất cả pháp vụ vấn đề. Người khác hướng nơi này vừa đứng, cái kia cổ kinh nghiệm xa trường thành thuộc luật sư khí tràng cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này đại luật sư xem xét thì có bản lĩnh. Cùng trong tivi diễn giống như. Lý chí quốc cái này không may rồi. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, ngược lại là huyên náo càng lớn bọn họ càng cao hứng. Bắt đầu lý chí quốc vẽ trương dịch xe thời điểm, đại gia hỏa cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, coi là trương dịch cùng cha mẹ hắn sẽ đi tìm lý chí quốc kéo bức chặn lấy cửa nhà mắng phía trên ba ngày ba đêm. Sau đó bọn họ thì xách băng ghế, tự chuẩn bị hạt dưa đậu phộng xem náo nhiệt. Nhưng ai có thể tưởng đến, trương dịch căn bản không cùng hắn đến cái kia một bộ, không đến ba giờ, bốn ép cửa hàng tổng giám đốc tự mình đến cho hắn làm giám định, thì liền luật sư cũng mang đến. Thì nhìn chiến trận này, lý trí quốc chạy không được. Ta liền muốn biết, thật nếu để cho lý trí quốc bồi 50 vạn hắn làm như thế nào bồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Trương Dịch Nhị Cửu bình thường làm người thì không quá mà nói, Trương Gia Thôn cũng có người cùng hắn sinh ra qua mâu thuẫn, lúc này nhìn đến hắn muốn gặp phải đại phiền toái tâm lý vui vẻ ghê gớm. Thường thế nào? Tán gia bại sản cũng đền không nổi. Nhà bọn hắn nhà kia tại nông thôn, liền nhà mang theo nền tối đa cũng liền đáng giá cái ba bốn mươi vạn. Hắn nhi tử không phải làm ăn thẳng có tiền sao? Ha ha, hắn nhi tử cùng hắn cha một cái đức hạnh. Muốn cho hắn bỏ tiền, coi như cha cũng không được dù sao cũng là trương dịch thân nương cậu, hẳn là sẽ không làm quá tuyệt a. À. Một vị lão nhân cao mày nói ra. Trương dịch nếu là thật để nhị cửu nhà bồi 50 vạn, vậy thì đồng nghĩa với là đem bọn hắn hướng tử lộ phía trên bức. Bên cạnh một cái a di ánh mắt thoáng nhìn, lý nải nải, lời này của ngươi thế nào nói? Còn không là chính hắn tìm đường chết, thật tốt đi vẽ người ta xe. Dạng này người đúng là đáng đời. Ai, dù sao cũng là thân thích, huyên náo quá tuyệt cũng không tiện. Lão nhân gia vẫn là như thế nói ra mà chu luật sư ở chỗ này biết một chút tình huống nghe rõ vụ án về sau trên mặt hắn lập tức lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười trương tổng ngài yên tâm đi vụ án này vô cùng đơn giản chúng ta nhất định có thể thắng nói đùa đường đường chu đại luật sư tại toàn bộ hoa hạ luật sư giới đều là nhân vật có tiếng tăm tiếp loại này kiện cáo cái kia chính là giết gà dùng đau mổ trâu bất quá nếu là chính mình tân lão bản để cho mình làm việc chu luật sư vẫn là rất để ý đây chính là một cái cùng lão bản tạo mối quan hệ cơ hội thật tốt a à, nhất định phải xử lý thật xinh đẹp trương dịch nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hai vị cảnh sát hai vị đồng chí chúng ta cùng đi lý chí quốc trong nhà một chuyến đi khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên trên mặt nụ cười nhẹ nhõm ngay trước mang theo một tia cổ quái dường như xe bị vẽ không phải chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt một dạng lão trần cùng tiểu thái đương nhiên tranh thủ thời gian gật đầu bọn họ hiện tại biết trương dịch thân phận địa vị không tầm thường mà lại bên cạnh còn đứng lấy một vị đại luật sư nào dám làm bộ làm tịch làm gì vậy thì tốt chúng ta lên đường đi hai cảnh sát nói thì tranh thủ thời gian bò lên trên chính mình xe tải nhỏ trương dịch mẹ hắn ở bên cạnh nhìn chiến trận này làm lớn lặng lẽ tại bên tai hắn nói ra dù sao cũng là ngươi cậu đừng cho hắn làm cho quá chết rồi nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu nhưng là tiền này hắn nhất định phải còn dù sao cũng là nàng anh ruột, liền xem như hiện tại náo tách ra cũng không đến mức đem lý trí quốc ép lên tuyệt lộ. Nhưng là 50 vạn phí sửa chữa, thiếu một phần nàng cũng không nguyện ý, trương dịch cười, chính mình lão mụ nói việc này cũng là cái vòng lập vô hạn, để nhà hắn bội 50 vạn liền phải bán nhà cửa mua đất, vậy còn không cũng là ép lên tuyệt lộ sao? Bất quá trương dịch quan tâm sao? Hắn tịnh không để ý, ta muốn cũng là ngươi cùng đường mạc lộ, hối hận chính mình lúc trước đối trương gia làm những phá sự kia. Trương dịch đối với hắn mẹ cười bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, mẹ. Cái kia chúng ta hắn một phần đều không thể thiếu. Trong lòng ta có chừng mực đây. Nói xong, hắn thì lên xe, cùng Trần Cảnh quan còn có bốn ép cửa hàng tổng giám đốc, chu luật sư xuất phát, cùng nhau đi tới Lý Gia Thôn đi. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 66 Bạn học cũ Nguồn Mê truyện audio.com Linh Cừ Huyện Thành vĩnh an công ty xây dựng tổng giám đốc từ khánh châu mang theo trong công ty kỹ thuật nồng cốt sáng sớm thì theo thiên hải thành phố xuất phát hướng linh cừ huyện chạy đến tại trong đội ngũ của hắn có toàn bộ công ty tốt nhất phòng ốc nhà thiết kế cùng kiến trúc đội người phụ trách chủ yếu ba chiếc xe mười mấy người hôm qua tiếp vào trương dịch điện thoại về sau hắn liền suốt đêm cho những người này đều gọi điện thoại nói cho bọn họ hành động lần này mục đích tân nhiệm tổng giám đốc nhậm chức về sau tuy nhiên còn không có chính thức đến tập đoàn tuyên bố nhận chức nhưng là tập đoàn các bên trong cao tầng quản lý đều đã sớm đạt được tin tức, biết tân nhiệm tổng giám đốc thân phận. Trương Dịch gọi tới một cú điện thoại, thì Từ Khánh Châu kích động hỏng. Vì cái gì? Bởi vì Trương Dịch để Từ Khánh Châu tới là giúp hắn xử lý việc tư. Lão bản để ngươi giúp hắn xử lý việc tư thời điểm, thì đại biểu cho hắn tín nhiệm đối với ngươi. Mặc dù Từ Khánh Châu cùng mới tổng giám đốc trước đó chưa từng có gặp nhau, thế nhưng là có thể cho mới tổng giám đốc nhà lập nhà vậy thì đồng nghĩa với là có một cái cơ hội tuyệt hảo có thể nịnh nọt tổng giám đốc a từ khánh châu ngồi tại hơi ghế sau xe phía trên kích động nụ cười một mực không có từ bên miệng tán đi khải lị lần này sống ngươi cũng phải tốn phía trên 12 vạn phần tâm tư nhất định phải làm cho chúng ta tổng giám đốc hài lòng mới được a từ khánh châu đối tay lái phụ phía trên một vị mang theo kính mắt mặc đồ trắng nghỉ dưỡng tay trang tóc ngắn nữ lãnh đạo nói ra vương khải lị nguyên bản đang cúi đầu tại trên máy vi tính xử lý một phần phức tạp canada đô la đồ vừa nghe đến từ khánh châu lời này vội vàng quay đầu khẽ cười nói từ tổng, ngài yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị mười mấy bộ phương án, tuyệt đối sẽ đem tổng giám đốc nhà nhà chế tạo đến hoàng mỹ. Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu, Vương Khải Lị là công ty bọn họ thủ tịch nhà thiết kế. Trước đó rất nhiều thiên hải thành phố cao tầng đại lâu thiết kế nhiệm vụ đều là nàng hoàn thành, lần này cho tổng giám đốc nhà lập nhà, để vị này đại tài đi làm tuyệt đối là không có sơ hở nào. Nông thôn căn phòng cũ cũng không so trong thành, nói không chừng tổng giám đốc người trong nhà ưa thích không giống nhau phong cách. Điểm này ngươi cần thiết phải chú ý. Vương Khải Lệ nhẹ gật đầu, sau đó đem máy tính đầu tới để Từ Khánh Châu nhìn thoáng qua. "Điểm này ta cũng có cân nhắc qua. Cho nên ta hôm qua liền suốt đêm làm một chút liệt kê điều tra, đem trung tây phương các loại phong cách thiết kế đều làm đồ bản thảo. Cam đoan có một cái có thể cho tổng giám đốc hài lòng." Từ Khánh Châu dương mắt kính nhìn kỹ một chút máy tính. Quả nhiên, tại Vương Khải Lệ trên máy vi tính tối thiểu có mấy chục loại lối suy nghĩ đồ. đen, cổ điển, ngắn gọn, cung điện thức, thậm chí còn có thế kỷ trước những năm 80 địa chủ đại viện đều tại dự thiết lập phương án bên trong. Đủ loại tạo hình đều đầy đủ hết. Như vậy cũng tốt. Từ Khánh Châu gật đầu cười, ngươi nhớ kỹ. Khải lỵ muốn là đem lần này hạng mục làm xong, về sau ngươi tại tổng giám đốc trước mặt đều có thể có mấy phần địa vị. Hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói. Dù sao theo hắn vì cho nhà lập nhà, thì để cho chúng ta vĩnh an công ty tự mình đến làm có thể mở ra, hắn là một cái vô cùng lo cho gia đình người. Vương Khải Lị trong mắt lóe ra một vệt mong đợi quan mang, nếu là có thể cùng tập đoàn tổng giám đốc nhờ và chút quan hệ, dù là chỉ là có lưu một cái ấn tượng, cái kia đối với nàng tiền đồ mà nói đều có cực lớn ý nghĩa. Chính lúc nói chuyện, xe bỗng nhiên điên một chút. Từ Khánh Châu một cái không có ngồi vững vàng, kém chút theo trên ghế ngồi bổ nhào vào phía trước. Tài xế vội vàng nói. Xin lỗi, từ tổng. Nơi này đường xá không phải đặc biệt tốt. Từ Khánh Châu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã đi tới một tòa nhìn qua có chút cũ cũ thành thị. Thành thị lộ diện cũng cũng không tính nhiều bằng phẳng, có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hầm động. Chúng ta đây là đến đâu rồi?" Hắn hỏi. Tài xế nhìn thoáng qua hướng dẫn, nói ra: "Đã đến Linh Cừ huyện, tiếp qua 50 km liền có thể đến chỗ cần đến." "À." Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu, sau đó lẩm bẩm: "Nghĩ không ra Trương tổng nhà vậy mà tại loại này nghèo khó địa phương a." À. Trương Dịch thân phận kỳ thật ngoại trừ Tô Minh Ngọc có chút hiểu rõ bên ngoài, những người khác hoàn toàn không biết gì cả dù sao cũng là trên xuống tới tổng giám đốc, đột nhiên liền được cả tòa tập đoàn tư sản, không biết còn tưởng rằng là cái nào đó tập đoàn tài phiệt công tử đâu. Tiến vào huyện thành về sau, trên đường xe cộ cũng biến thành chật chội lên. Tăng thêm đường xá không phải đặc biệt tốt, cho nên tài xế tốc độ xe cũng liền chậm lại. Bất quá, bọn họ loại này đội ngũ, ba chiếc xe đều là giá trị 100 vạn trở lên xe sang trọng, cho nên tại linh cừ huyện con đường phía trên hết sức dễ thấy. Bình thường giống như vậy xe sang trọng nếu như không ngừng một chiếc xuất hiện, hoặc là chính là có người kết hôn, hoặc là, cũng là kẻ có tiền ra hết rồi. Đi qua một cái ngã tư đường thời điểm, đội xe ngừng lại, ở nơi đó chờ đợi đèn đỏ đi qua. Con đường khác một bên có chiếc màu đen Audi A6, chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, từ đó dò ra một cái mép tóc tuyến có chút cao đầu. Hắn nhìn lấy cái này mấy chiếc xe, hiếu kỳ nói. Huyện chúng ta thành không nhớ rõ có ai xuất hành như thế phô trương a. À? Hàng trước tài xế Kim thư ký cười nói. Lãnh đạo, đây có lẽ là người bên ngoài tới đây a, à, huyện chúng ta thành dù sao tại xa lộ phía trên cái kia ngược lại là cũng có khả năng. Mép tóc tuyến nam tử nhẹ gật đầu, ánh mắt tùy ý tại cái kia chiếc Cadillac phía trên chăm chú nhìn thêm, luôn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra một người đến. Ôi, cái này có điểm giống lão từ xe A, năm ngoái học lớp ta gặp qua. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng thư ký nói ra. Tiểu ngô tiểu ngô, nhanh theo sau. Đừng để hắn đi. Bên kia đèn xanh sáng lên, từ khánh châu xe thì phát động. Tiểu Ngô một chân chân ga đi theo, hai chiếc xe một chiếc đi thẳng một chiếc rẽ phải, vừa tốt tại qua ngã tư đường về sau trước sau chân sự tình. Bá bá. Bá bá. Tiểu Ngô ấn lên còi, mép tóc tuyến nam tử ghé vào trên cửa sổ hướng bên ngoài hô. Là từ Khánh Châu từ tổng sao? Động tĩnh bên này đưa tới từ Khánh Châu chú ý, hắn nghiêng đầu lại xem xét, nhất thời vui vẻ. Đổ xe đổ xe. Hắn kêu gọi tài xế đem chiếc xe tại ven đường dừng lại, sau đó thì vui vẻ đi xuống. Bên kia Audi cũng theo dừng ở ven đường, mép tóc tuyến nam tử từ trên xe đi xuống. Hai người vừa thấy mặt thì cười nắm tay. Từ tổng, mấy hôm không gặp. Đúng vậy à, Vu huyện. Năm ngoái học lớp sau chúng ta cái này còn là lần đầu tiên gặp đâu. Từ Khánh Châu cười chào hỏi. Trước mặt vị này mép tóc tuyến rất cao, mặt lấy đường vân áo sơ mi cùng quần tây nam tử không là người khác, chính là linh cử huyện quan lớn Vu Phượng Cử. Hai người là bạn học thời đại học, tốt nghiệp về sau Vu Phượng Cử đi lên con đường tham chính, mà từ Khánh Châu thì là đi thịnh thế tập đoàn bạn cũ gặp mặt, khách sáo hàng huyên một phen. Vu Phượng Cử mặc dù là linh cừ huyện quan lớn, thế nhưng là nhìn thấy từ Khánh Châu thời điểm thái độ vẫn là vô cùng khách khí. Một cái huyện nghèo quan lớn, tại đối mặt từ Khánh Châu dạng này thình thế tập đoàn công ty con lão tổng lúc, cái kia thái độ nhất định phải khách khí. Lão Từ, lần này hiếm thấy ngươi có thể tới huyện chúng ta đến. Cái gì cũng đừng nói nữa, đợi chút nữa hai chúng ta có thể được thật tốt uống hai chén. Vu Phượng Cử lôi kéo từ Khánh Châu tay cười nói. Vĩnh An công ty xây dựng thế nhưng là thịnh thế tập đoàn vô cùng trọng yếu một cái công ty con, đem từ Khánh Châu lưu lại, nói không chừng thì có một cái chiêu thương dẫn tư cơ hội. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 67. Tức giận Lý Chí Quốc. Nguồn. Mê truyện audio com Vu Phượng cử cái gì ý nghĩ từ Khánh Châu lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì trương dịch yêu cầu, Hắn cũng sẽ không mang theo trọng yếu đoàn đội đến loại này bảy tám tuyến huyện thành nhỏ. Vốn là nếu là có điều kiện, giúp bạn học của một thanh cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hôm nay hắn còn có chuyện gấp gáp đâu, thật sự là không thể ở chỗ này trì hoãn. Sau đó hắn khoát tay áo, tiếc nuối nói: Lão Vu, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta hôm nay thực sự có vô cùng quan trọng sự tình phải đi làm. Như vậy đi, ngày khác ta mời ngươi có được hay không? Vu Phượng cử một mặt cười theo nói ra: Đừng a. À, Ta gặp ngươi một lần không dễ dàng, thì là bạn học cũng muốn theo ngươi uống chén rượu, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên là cao quý một huyện chi tôn, thế nhưng là Vu Phượng cử cũng có chính mình buồn khổ địa phương. Linh Cư huyện là cấp quốc gia huyện nghèo, chỗ đồng bằng khu vực, ngoại trừ nông nghiệp so sánh phát đạt bên ngoài, công nghiệp cùng ngành du lịch đều phát triển không nổi. Cho nên kinh tế của bọn hắn một mực không tốt, hàng năm đều phải ăn quốc gia cứu tế. Vu Phượng cử làm huyện quan, vẫn muốn làm ra chiến tích tới nhưng là không bột đố gột nên hồ không có tốt tư nguyên căn bản chưa nói tới phát triển kinh tế cho nên hiện tại hắn biện pháp duy nhất cũng là đưa vào đại hình xí nghiệp dùng chiêu thương dẫn tư phương pháp cải thiện địa phương ác liệt kinh tế hoàn cảnh cái này chiêu thương dẫn tư cũng không tốt làm hắn vu phượng cử chạy gãy chân đều không chiêu đến mấy cái một cái đại xí nghiệp tới người ta hoặc là ghét bỏ ngươi nơi này không có tư nguyên hoặc là cảm thấy cho phúc lợi không đủ còn không bằng đi những cái kia tư nguyên tốt khu vực đầu tư hôm nay vu phượng cử chính phát sầu đây vừa tốt thấy được từ khánh châu xe đi ngang qua không phải sao hắn cũng là nghĩ đánh một chút cảm tình bài để từ lão tổng giúp đỡ chính mình từ khánh châu nhìn đến vu phượng cử hết sức cầu khẩn bộ dáng trong lòng cũng là có chút không đành lòng đại học bọn họ thời điểm vẫn là một cái túc xá huynh đệ đó là cùng một chỗ suốt đêm đánh qua bài cùng một chỗ khảo thí treo qua khoa cùng một chỗ vượt qua sóng gió huynh đệ hắn cũng biết vu phượng cử khó khăn ở cái này địa phương cướp chim cũng không có vài chục năm tuy nhiên đến huyện quan vị trí, nhưng là lại muốn trèo lên trên cũng không đủ chiến tích cũng là không thể nào. Hắn thở dài một hơi, quyết định giúp hắn một chút. Lão Vu A, ta nói thật với ngươi đi. Công ty của ta là làm kiến trúc, đối với các ngươi nơi này phát triển không có gì trợ giúp. Bất quá lần này đừng nói bạn học cũ ta không giúp ngươi. Có một cái quý nhân ngay tại huyện các ngươi, ngươi muốn là đem hắn nắm chắc, bảo đảm chiêu thương dẫn tư không có áp lực. Từ Khánh Châu hết sức chăm chú đối Vu Phượng Cử nói ra. Vu Phượng Cử vừa nghe được từ Khánh Châu nửa câu đầu, ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là đợi đến hắn nửa câu sau nói xong, Vu Phượng Cử ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Lão Từ, ngươi nói người này là ai? Từ Khánh Châu vừa cười vừa nói. Người này là chúng ta thịnh thế tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc. Hắn bản thân liền là các ngươi linh cử huyện người, ta nghĩ ngươi đi cầu hắn, xem ở đồng hương phân thượng, chuyện này hắn hẳn là sẽ giúp ngươi. Vu Phượng Cử giật mình kêu lên, kinh ngạc nói, Thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc là chúng ta linh cừ huyện người ta chưa nghe nói qua linh cừ huyện ra nhân vật lợi hại như thế a à? hai năm này hắn chạy quan hệ đem tất cả linh cừ huyện bên ngoài phát tài rồi lão bản đều tìm khắp cả thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói thịnh thế tập đoàn lão bản là linh cừ huyện người a à? từ khánh châu kinh ngạc cau lại lông mày nhưng vẫn là rất kiên định gật đầu cái này tuyệt đối là thật thực không dám giấu dến ta lần này đến linh cừ huyện đến chính là chúng ta tổng giám đốc để cho chúng ta tới nói là muốn cho hắn nhà trọng xây nhà vu phượng cử cái này tâm lý tin tưởng đều tới lập nhà cái kia coi như không phải thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc nhà cũng phải là hắn thân thích gia đình chỉ cần có thể nhờ và chút quan hệ tìm hắn giúp đỡ thì không khó thịnh thế tập đoàn vu phượng cử trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng tại giang nam tỉnh người nào không biết thịnh thế tập đoàn a đây chính là liên quan đến nhiều cái ngành nghề thế lực bá chủ xí nghiệp còn không có lên sàn nghe nói thì có một nghìn ức đánh giá giá trị muốn là lên thành phố, cái này giá trị thị trường tối thiểu đến có 4 năm ngàn ức. Muốn là bọn họ có thể đi vào linh cừ huyện đầu tư, hắc hắc hắc. Cái kia vu phượng cử có thể vui vẻ ngủ đều cười ra tiếng. Lão từ, lần này thì làm phiền ngươi giúp ta dẫn tiếng. Vu phượng cử cười đối từ Khánh Châu nói ra. Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu, ta đã nói thì khẳng định là muốn giúp cho ngươi. Không qua. Hắn hơi khẽ cau mày, nhắc nhở cho phượng nâng nói ra chúng ta tổng giám đốc ta cũng là lần đầu tiên đi gặp hắn, đối với tính tình của hắn bản tính ta còn không có chút nào rõ ràng. Cho nên đến lúc đó ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng chọc hắn không cao hứng. Vậy khẳng định. Vu Phượng cử liên tục gật đầu. Từ Khánh Châu cười nói. Cái kia chúng ta đi thôi. Ta cũng phải đuổi mau qua tới mới được, dù sao ta còn có nhiệm vụ đâu. Vu Phượng cử nghĩ nghĩ, phân phó thư ký Tiểu Ngô nói. Nhanh đi bên cạnh siêu thị mua ít đồ mang lên. Tổng giám đốc tại quê nhà lập nhà, khẳng định là trong nhà có lão nhân. Vậy liền mua chút cấp cao đồ dinh dưỡng. Từ Khánh Châu thấy thế cũng không có cản trở, tuy nói Vu Phượng cử mua đồ vật tổng giám đốc chưa hẳn để ý, nhưng dù sao cũng là biểu đạt một cái tâm ý. Nhân tình thế thái, có chút quy củ là không thể thiếu. Tiểu Ngô vội vàng đi mua mấy cái hộp cấp cao đồ dinh dưỡng nhét vào cốc sau, sau đó Vu Phượng cử liền theo Từ Khánh Châu xe hướng Trương Gia Trấn đi. Lúc này, Trương Dịch xe của mấy người con cũng chạy đến Lý Gia thôn. Trương Dịch nhị cửu Lý Chí Quốc cặp vợ chồng sau khi về nhà, Ăn trước qua cơm trưa, buổi sáng tại trương dịch nhà bị tức còn không có tiêu tan Hai người ngoài miệng không yên tĩnh, đem trương dịch mắng cái út sắp Theo hắn một tuổi bắt đầu đái dầm, một mực mắng đến hắn sau khi tốt nghiệp đi làm việc Tiểu xuất sinh, từ nhỏ đã không biết lễ phép, lớn càng không phải thứ tốt Đối với hắn nhị cửu cũng dám già mồm, muốn là ta là cha hắn Sớm đã dùng dây lưng treo ngực lên quất hắn Nhị cửu ngồi ở trên ghế salon, một bên hút thuốc một bên thở phì phò nói trong tivi để đó thế kỷ trước thời năm 1970 cậu huyết ái tình kịch, nhị cửu một bên nhìn vừa mắng trương dịch. Tâm tình một không tốt, thuốc hút cũng nhanh. Rất nhanh trước mặt trong cái gạt tàn thuốc thì chất đầy tàn thuốc. Hắn thân thủ sẽ đi qua lấy, phát hiện hộp thuốc lá đã trống không. Khói vẫn là hôm qua theo trương dịch nhà thuận nửa bao lợi nhóm. Nhị cửu nhíu mày, thuốc lá này càng ngày càng không kiên nhẫn rút. Thúy Hà, đi cho ta cầm túi khói đi. Nhị cửu mẹ đứng dậy muốn đi cầm khói, bỗng nhiên tự nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói ra. Ngươi ngu rồi à, nhà chúng ta cho tới bây giờ đều không mua khói. Nhị cửu vỗ óc một cái, ta đều bị cái kia tiểu súc sinh cho tức đến chập mạch rồi. Đúng vậy à, hắn hút thuốc cho tới bây giờ đều không chính mình mua. Bình thường ra ngoài tản bộ xem ai hút thuốc liền đi qua còn một gốc. Hoặc là nói nhà bọn hắn vì sao sung túc a à, cũng là như thế đập đi ra. Nhị cửu mẹ ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới trương dịch gọi điện thoại sự tình. Nàng thọc nhị cửu, ngươi nói ngươi vẽ xe của hắn quay đầu có thể hay không đến tìm chúng ta à nhị cửu nghe vậy đắc ý cười một tiếng dường như bày mưu tính kế gia các lượng đồng dạng hắn không có lá gan kia đây là chúng ta lão lý gia địa phương hắn coi như tới đi đâu nói rõ lý lẽ đi một chiếc phá hỗn tạp xe mà thôi vẽ lỗ lớn nhiều nhất mấy trăm khối tiền sửa chữa tốt hắn coi như đi báo cảnh sát người ta đều chẳng muốn lập án nhị cửu mẹ vừa cười vừa nói vẫn là ngươi thông minh làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 68 Tìm tới cửa, cầu năm tin tốt bình luận. Nguồn Mê truyện audio com Lão Trần cùng tiểu thái xe phía trước đường dẫn đường, trương dịch xe của bọn hắn theo sát lấy, lái vào lý gia thôn đường nhỏ nông thôn phía trên. Lúc này chính là hơn 2 giờ chiều chung, tất cả mọi người vừa vừa ăn cơm trưa không lâu, đi ra hóng mát. Dạng này một chi đội xe xuất hiện tại lý gia thôn, rất nhanh liền đưa tới tất cả các thôn dân chú ý, cái này mấy chiếc xe nhìn lấy cũng không tệ a, à, là ai nhà cưới vợ sao? Một vị lão đại gia trong tay đông đưa cây quạt, chỉ chậm rãi lái qua đội xe nói ra. Bên cạnh một vị bác gái ngồi tại ven đường cuối nền đá phía trên, lắc đầu nói ra. Không giống a, à, chúng ta thôn không nghe nói nhà ai gả cô nương. Muốn ta nhìn a, à, tám thành cũng là đến xem mắt. Trong đó có một cái ai di mắt sắc, lập tức liền thấy chiếc xe đầu tiên còn là xe cảnh sát. Ôi uy, đó là xe cảnh sát. Sẽ không phải là phía trên tới đại lãnh đạo a. À? Đại gia hỏa nghe xong lời này ào ào đứng lên, dò xét lấy đầu nhìn chi kia mở hướng về phía trước đội xe. Thật là xe cảnh sát a, à, gây gớm, khẳng định là có chuyện. Chúng ta đi qua ngó ngó. Đại gia hỏa đều hưng phấn lên. Vừa vừa ăn cơm trưa không lâu, đang rầu một buổi chiều nên như thế nào đánh ra đâu. Cái này xem như có trò hay để nhìn sau đó, đại gia hỏa top 5 top 3 đi theo. Một đường lên có những thôn dân khác thấy cảnh này, liền mở miệng hỏi thăm. Vừa nghe nói có thể là phía trên đại lãnh đạo tới, cũng vội vàng thả xuống trong tay sóng chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong thôn bọn nhỏ nhìn đến những thứ này ngăn nắp xinh đẹp xe cũng là rất cao hứng. Bọn họ ngày bình thường gặp quá nữa là nông dụng xe ba bánh, tối đa cũng cũng là hơn 10 vạn FAVD. Như loại này dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra hào quang màu u lam, đẹp mắt ghê gớm xe hơi bọn họ rất ít có thể nhìn thấy cho nên, một đám thằng nhóc thì đuổi theo xe hơi chạy về phía trước. Xe một đường hướng phía trước, sau cùng tại thôn bắt một nhà cửa miệng ngừng lại. Nhị cửa nhà là thật không tệ, tầm 10 năm trước thì đóng tầng hai lầu nhỏ, phía trước còn có cái sân rộng, ăn cái màu đen cửa sắt lớn. Trên cửa dùng đồng thau làm hai cái hải thú nuốt miệng, nhìn lấy còn thật có mấy phần cổ đại hào môn đại trạch vị đạo, các thôn dân vây quanh, vừa nhìn thấy là dừng ở lý chí quốc cửa nhà, cũng đều mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Đây không phải lý chí quốc nhà sao? nhiều như vậy xe sang trọng ngừng cửa nhà hắn là ra chuyện gì? Ai biết đi, lão tiểu tử này bình thường gian xảo đây. Không biết có phải hay không là ở bên ngoài chọc chuyện gì? À, thì hắn nhân phẩm này, người nào nói đến chính xác a? À? Mấy chiếc xe sau khi dừng lại, cửa xe một cái tiếp một cái mở ra. Trương dịch mở ra chiếc kia Bentley muôn sang tới, trên cửa xe cái kia đạo khe vô cùng rõ ràng, tự như là lớn một trương xấu xí miệng rộng. Lão Trương cùng tiểu thái cảnh quan xuống xe, lúc này đi qua gõ lý chí quốc nhà cửa sắt lớn. Lý Chí Quốc, Lý Chí Quốc. Có ở nhà không? Cũng không lâu lắm, trong phòng xem tivi nhị cửu mẹ thì đi ra. Ai vậy? Giữa trưa không ngủ được đến nhà chúng ta nhau nhau. Trong miệng nàng rất không cao hứng oán trách, thế nhưng là vừa đi đến trong sân người thì choáng váng. Cửa hai cái mặt lấy cảnh phục cảnh sát đứng tại cái kia, đằng sau vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Nàng ở trong đám người thấy được cái kia đáng giết ngàn đau cháu ngoại, hắn lúc này chính là một mặt buồn cười nhìn mình cầm chầm. Nhị cửu mẹ tâm lý, lập bộc một tiếng, thầm nghĩ. Hỏng. Tên tiểu súc sinh này vậy mà báo cảnh sát. Mở cửa. Có chuyện cần muốn các ngươi phối hợp điều tra. Lão Trần Cảnh quan đối nhị cửu mẹ nói ra. Nhị cửu mẹ sợ choáng váng, cũng không có tới mở cửa, cũng quyết hướng trong phòng chạy. Nàng vừa chạy vừa hô. Chí quốc, chí quốc. Không xong, ngươi cái kia đáng chết cháu ngoại báo cảnh sát, cảnh sát tìm tới nhà chúng ta cửa đến rồi. Lý Chí Quốc ngay tại say sương ngon lành xem TV, nghe xong lão bà nói như vậy cũng là lấy làm kinh hãi. À, hắn báo cảnh sát. Lý Chí Quốc sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, phẫn nộ bay thẳng trán. Cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Mọi người đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn lại còn báo cảnh sát, cũng không ngại mất mặt a. À. Hắn không hiểu chuyện ba hắn mẹ hắn cũng không hiểu sự tình, liền tự lấy hắn làm bừa sao. Lý Chí Quốc khí run rẩy, cảnh sát chắn đến cửa tại nông thôn thế nhưng là đại sự trong thôn già trẻ nam nữ rất nhanh liền có thế truyền khắp đến lúc đó hắn lý chí quốc danh tiếng nhưng là xấu ân ừ, tuy nhiên vốn là cũng không phải đặc biệt tốt trương dịch a à, trương dịch ngươi làm sao lại như vậy không hiểu chuyện làm cậu vẽ ngươi cái xe nát thì thế nào ngươi khẽ cắn môi nhìn xuống đi không phải kết quả sự tình gây lớn như vậy mất mặt hay không cửa chính chỗ đó lão trần nhìn đến nhị cửu mẹ không mở cửa cũng có chút không cao hứng làm gì cảnh sát tới tra án ngươi còn cự không mở cửa đây chính là ác liệt hành động mở cửa mở cửa xin phối hợp chúng ta điều tra lão trần bành 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 lại đập vài cái cửa sắt lớn vang lên thanh âm phi thường lớn người trong phòng coi như ngủ chết rồi cũng nghe được đến chung quanh lý gia thôn các thôn dân xem náo nhiệt nhìn thật cao hứng có thể ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này thời điểm một cái mắt sắc đại thúc nhìn lấy trương dịch có chút nhận ra hắn ngươi có phải hay không tiểu dịch con a à? trương dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua vị đại thúc kia trong đầu rất nhanh hiện ra liên quan tới hắn trí nhớ Hệ thống mở ra về sau, hắn thông minh cũng đã nhận được đề cao, rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình hiện tại cũng có thể tùy tiện nhớ tới. Nhìn đến vị đại thúc này, hắn cười đi qua, thân thủ từ trong túi móc ra một bao hoàng hạt lâu. Đây không phải chí bảo cửu cửu sao? Đã lâu không gặp. Lý gia thôn bên này quan hệ đều là theo mẹ hắn bên kia đi luận, trước mắt vị đại thúc này là mẹ nhà hắn gần phòng anh em họ, ấn bối phận trương dịch cũng phải hô một tiếng cửu cửu. Trương dịch cười chào hỏi, thân thủ liền đem khói đưa tới. Lý Chí Bảo nhận lấy điếu thuốc đi, kinh ngạc nói. Nhà, tốt như vậy khói. Tiểu dịch, ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ a, à. Cũng tạm được. Trương dịch khách khí nói, sau đó lại đem khói cho chung quanh các hương thân đều phát một lần. Khi còn bé hắn thường xuyên sẽ tới Lý Gia Thôn đến, chung quanh đều là hắn cửu cửu, mợ hoặc là a di bối. Tuổi tác lại lớn một chút, hắn còn đến kêu một tiếng bà ngoại, ông ngoại. Đại gia hỏa nhìn đến trương dịch hiện tại tuổi trẻ tài cao, cũng không nhìn được mở miệng khen ngợi lên. Tiểu Dịch hiện tại thật có tiền đồ a, à, từ nhỏ thành tích liền tốt, ai, hiện tại cha mẹ ngươi hưởng phúc rồi. Ngươi xem một chút người ta mở chiếc xe kia, nhìn một cái thì đáng giá không ít tiền. Tạo hình thẳng độc đáo a, à, trên cửa còn có cái. Một vị a Di nhìn chầm chầm Trương Dịch xe kia, không xác định nhìn lấy cửa xe hỏi. Ta làm sao nhìn giống vẽ? Chí Bảo cửu cửu không xác định hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Cũng là người vẽ. Không phải sao, ta tới tìm ta nhị cửu tính sổ sách đến rồi đại gia hỏa nghe xong trương dịch lời này, tất cả đều hoắc một tiếng. Ông trời của ta, xe này là lý trí quốc vẽ. Người này thế nào có thể làm chuyện này? Hắn thân ngoại sinh xe vẫn là xe mới, cho chỉnh khó coi như vậy, là người làm sự tình sao? Sự tình hiện tại thì rất rõ ràng. Lý trí quốc vẽ trương dịch xe, sau đó trương dịch báo cảnh sát đến xử lý sự kiện này. Lý trí bảo khoanh tay nhìn về phía lý trí quốc nhà cửa lớn, vậy mà cảm thấy rất có ý tứ cười. Đúng vậy a, à, ngươi nhị cửu là có thể làm được loại sự tình này ngươi. Lý Gia Thôn các hương thân mang trên mặt rất có nội hàm nụ cười, nhưng lại đều vô cùng tán thành Lý Chí Bảo nói lời. Dạng gì chuyện thất đức đặt ở hắn Lý Chí Quốc trên thân, vậy liền đều không hiếm lạ. Kỳ thật quyển sách này lối suy nghĩ còn là mình nghĩ, bao quát nội dung cốt truyện, ngoại trừ bắt đầu có chút thói quen, đằng sau đều là bản gốc. Cho điểm có chút thấp, là thật khó coi. Hy vọng mọi người cảm thấy sách vẫn còn, cho cái năm tin tốt bình luận. Bái tả các vị Á, trước mắt vẫn là hai canh, bất quá tốc độ gõ chữ trở về, về sau sẽ tăng thêm lên giá bạo chương làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 69 Chơi xỏ lá Nguồn Mê truyện audio.com xe hư trương dịch không có chút nào cúng cuồng, ngay tại nhị cửu nhà cửa chính cùng Lý Gia Thôn các thân thích nói chuyện phím. Khi còn bé hắn thường xuyên cùng hắn mẹ một khối tới, cho nên Lý Gia Thôn không ít người đều biết hắn. Lý Gia Thôn không lớn, một chút gió thổi cỏ lây sự tình rất nhanh liền có thể truyền mọi người đều biết. Cũng không lâu lắm, Lý Chí Quốc nhà ngoài cửa lớn thì vây quanh tầm vài vòng người, ô vang xin, ô vang xin tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Trong thấy cửa hai tên cảnh sát, đại gia hỏa đều rất kích động nghị luận. Cái này Lý Lão nhị phạm tội vi phạm đúng không? khá lắm, cảnh sát đều tới cửa. Nghe nói vẻ hắn cháu ngoại xe, không nguyện ý bồi. Kết quả hắn cháu ngoại cho hắn cáo. Mất mặt ném về tận nhà cửa rồi. Trần cảnh quan tại cửa ra vào không ngừng gõ cửa, nhìn đến người ở bên trong chậm chạp không ra mở cửa về sau cũng là nghiêm túc. Lý Chí Quốc, mời ngươi lập tức mở cửa phối hợp chúng ta điều tra. Bằng không mà nói, phát sinh hết thảy hậu quả ngươi cần tự phụ. Hắn nghiêm nghị hướng về trong nội viện hô. Mà lúc này trong phòng, Lý Chí Quốc cũng là có chút lúng cuống bên ngoài liếu riếu đều là nghị luận âm thanh, không cần nghĩ cũng biết hàng xóm láng giềng đều đến đây. Lần này hắn mất mặt là tránh không khỏi, nhưng mấu chốt là vẽ xe sự kiện này hắn chắc chắn sẽ không nhận, cũng không có khả năng bồi thường tiền. Bộ cái sơn xe, tối thiểu nhất cũng phải hơn mấy trăm khối tiền đâu. Vẽ xe thời điểm hắn nhưng là không có chút nào đau lòng, nhưng là nếu để cho hắn móc số tiền kia, vậy hắn đến đau lòng phát hỏa mấy tháng. Đều do cái kia đáng chết trương dịch. Không phải chuyện lớn a, à, phải báo cảnh sát móc cái mấy trăm khối tiền ngươi có thể chết a à? nhị cửu mẹ hận hận mắng ngươi ăn người câm thua thì có thế làm gì rõ ràng có tiền mua xe lập nhà liền không có tiền sửa xe phải làm đến mọi người đều biết để tất cả mọi người xuống đài không được ngươi không biết xấu hổ nhà chúng ta còn muốn mặc đâu không có việc gì chúng ta thì không đi ra xem bọn hắn có thế làm gì lý chí quốc cắn răng hướng trên ghế salon ngồi xuống sau đó tiếp tục nhìn hắn hương thổ máu cho phim lão trần hô nửa ngày gặp bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm hưởng ứng cũng có chút phiền lý chí quốc cùng vợ hắn quyết định chủ ý trang làm cái gì sự tình cũng không biết ngươi gọi ngươi ta dù sao nghe không được chơi xỏ lá phương diện này lý chí quốc cặp vợ chồng đây chính là có một bộ dù sao ta chính là không thừa nhận ta cũng không thấy ngươi nhìn ngươi có thể đem ta làm gì tiểu thái có chút nóng nảy nhiều người nhìn như vậy đâu muốn là một mực liền cửa lớn còn không thể nào vào được cái kia nhiều mất mặt a à, sư phụ bọn họ không mở cửa chúng ta làm thế nào à tuổi trẻ tiểu thái nóng nảy hỏi lão trần nói lão trần làm mấy chục năm dân cảnh tại nông thôn cùng các loại lưu manh vô lại đã từng quen biết giống lý chí quốc loại này người hắn đối phó không phải lần một lần hai cho nên nhìn thấy lý chí quốc cặp vợ chồng một mực trong phòng giả chết hắn quả quyết nói ra không còn ra trực tiếp phá cửa hắn hướng trong phòng nâng lên thanh âm hô lý chí quốc ta biết ngươi ở bên trong lập tức mở cửa phối hợp cảnh sát điều tra bằng không mà nói Ta thì phá cửa. Tiểu thái, đi trong xe cầm cái cờ lê cho ta. Nói làm liền làm, đây cũng không phải là đùa với ngươi. Tiểu thái gật đầu một cái, được rồi, sư phụ. Trong phòng lý trí quốc cặp vợ chồng thật có chút ngồi không yên. Phá cửa. Nhà chúng ta cửa sắt lớn đập bể người nào tu a, à, khinh người quá đáng a. À. Nhị Cửu tức giận nói ra. Ngoài cửa lớn, tiểu thái đã đem trong hộp công cụ đại ban thủ đưa tới. Sư phụ, thật nịnh nha. Hắn còn có chút không yên lòng nói lão trần nhìn chằm chằm cửa sắt lớn phía trên thanh thép trầm giọng nói ra chúng ta là theo lệ sử dụng quyền lực hắn cự không phối hợp chúng ta có thể cưỡng chế gọi đến có điều hắn không có vội vã động thủ mà lại nhằm vào trong phòng nói ra lý chí quốc ngươi không còn ra ta nhưng là đập a hắn còn không có động thủ từ trong nhà thì truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm ta nhìn cái nào đồ chó hoang dám nện nhà ta cửa lý chí quốc cặp vợ chồng hấp tấp chạy ra đến bộ mặt tức giận nhìn chầm chầm cửa hai cảnh sát Lý Chí Quốc người vừa đến thì chỉ hai tên cảnh sát cái mũi mắng lên. Các ngươi là làm cái gì? Dựa vào cái gì nện nhà chúng ta cửa? Lão Trần trầm giọng nói ra. Ta là Trương gia trấn sở cảnh sát cảnh sát Trần Chính, tiếp vào báo cảnh sát các ngươi vẽ trương dịch xe. Hiện tại mời các ngươi phối hợp điều tra. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng nhìn đến cửa chính thoải mái nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn trương dịch, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy đều là oán độc, hận không thể đem trương dịch xé nát ăn. Nói bậy hắn xe bị vẽ có quan hệ gì với ta? Lý Chí Quốc hất lên mặt hô. Chúng ta đi qua hiện trường lấy chứng, có mấy chục người chính mắt thấy là ngươi vẽ xe. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lão Trần trầm giọng nói ra. Người nào nhìn thấy ngươi gọi hắn tới, trước mặt ta nói. Lý Chí Quốc hung tận gầm thét lên. Nói mê sản không làm bản nháp, vậy cũng là nói xấu. Tiểu Thái mí mắt giật một cái, như loại này mở mắt nói lời bịa đặt vô lại, hắn còn là lần đầu tiên gặp lão trần hiển nhiên là thường thấy loại này người hắn cũng không nóng nảy chỉ nói là nói ngươi đem cửa mở ra cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra đến cùng có phải là ngươi làm hay không chúng ta khẳng định trả lại ngươi một cái công đạo nhị cửu mẹ chỉ một ngón tay cách đó không xa trương dịch ác độc mắng khẳng định là cái vật nhỏ này để các ngươi tới ta nói với các ngươi các ngươi đừng tin hắn hai nhà chúng ta có thù hắn thì là cố ý trả thù lão trần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc chỉ cửa lớn nói ra một lần cuối cùng cảnh cáo, mời các ngươi phối hợp cảnh sát công tác. Đem cửa mở ra. Bằng không chúng ta liền sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cùng loại này người liên hệ liền không thể khách khí, nhất định phải để bọn hắn biết lợi hại. Điểm này, Lão Trần không thể quen thuộc hơn được, Lý Chí Quốc chỉ có thể đem cửa từ bên trong mở ra, đi ra đến bên ngoài tới. Trương Dịch ngay tại các đồng hương trước mặt, vừa mới cùng bọn hắn trò chuyện đâu, hiện ở trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không hề giống là bởi vì xe bị vẽ mà cực kỳ bại hoại bộ dáng ngược lại là nhị cửu người gây ra họa này cặp vợ chồng, gương mặt hung ác, dường như bọn họ mới là ăn phải cái lỗ vốn phía kia. Nhị cửu chỉ trương dịch cái mũi thì mắng lên. Trương dịch, ngươi một chút việc cũng đều không hiểu. Chính mình sự tình trong nhà phải báo cảnh sát, ngươi không ngại mất mặt sao? Trương dịch, ha ha, nở nụ cười, ngươi hôm nay tại nhà ta không phải nói đoạn tuyệt quan hệ sao? Ai là ngươi người trong nhà? Sắc mặt của hắn lập tức biến đến lạnh lên, nhìn chầm chầm lý chí quốc nói ra. Vẽ xấu xe của ta ngươi liền phải cho ta bồi thường, thiếu một phần tiền ta đều sẽ không đồng ý. Lý Chí Quốc một vung tay, liên quan ta cái rắm. Ta không biết, dù sao không quan hệ với ta. Trần Cảnh Quan cho Tiểu Thái một ánh mắt, Tiểu Thái liền đem tại Trương Gia Thôn làm ghi chép đem ra. Trần Cảnh Quan đối Lý Chí Quốc nói ra. Trương Gia Thôn 36 vị thôn dân có thể làm chứng, xe cũng là ngươi vẽ. Ngươi bây giờ còn có cái gì tốt vô lại? Hắn hướng Lý Chí Quốc khẽ vương tay. Bằng không hiện tại đem ngươi nhà chìa khóa xe lấy ra, chúng ta đi làm cái giám định, nhìn xem trên xe cái kia vết cắt có phải hay không là ngươi nhà chìa khóa xe lưu lại. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục. Nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 70 50 vạn Nguồn Mê truyện audio.com Trương dịch xe bị vẽ là cái rõ ràng vụ án, thậm chí có thể nói là tranh chấp. Bởi vì nó quá mức rõ ràng, không cần phá án thì chân tướng rõ ràng. Cho nên, Lão Trần cảnh quan gọn gàng dứt khoát khuyên lý trí quốc nhận, việc này hắn cũng vô lại không được. Đổi lại những người khác tranh chấp, hắn thì khuyên hai người trong âm thầm hòa giải, bồi cái tiền sự tình. Hương thân hương lý, không cần thiết đem sự tình huyên náo quá lớn. Thế nhưng là lần này, hắn thật sự là không làm chủ được nghĩ đến đi theo mà đến vị kia áo mũ chỉnh tề 4 s cửa hàng quản lý báo ra tới số tiền hắn đã cảm thấy tê cả da đầu lý chí quốc việc này đã là rõ ràng ngươi nhận đi bớt quay đầu còn phải đi với ta một chuyến lão trần khuyên nhủ lý chí quốc trận trắng mắt nhận ta nhận cái cái búa ta nhận muốn là nhận cái kia sửa xe mấy trăm khối tiền còn không phải cho ta bồi sao ta lại không ngốc muốn xuất cũng phải để cái này chọc tức ta tiểu súc sinh ra ta không biết dù sao việc này không quan hệ với ta, các ngươi thích tìm ai tìm ai đi. Lý Chí Quốc xoay mặt đi nhìn cũng không nhìn hai vị cảnh sát cùng Trương Dịch bọn người. Hắn quyết định chủ ý, dù sao ta thì theo ngươi lại lấy, ta cũng không tin vì chút tiền như vậy ngươi có thể cùng ta vết mực cả một đời. Nhi Cửu mẹ cũng là thuận thế vỗ đùi, bắt đầu quan sát đánh mà không có mưa khóc quát lên. Ôi uy, chúng ta có thể quá oan uổng a, à, chúng ta làm sao lại đi vẽ xe của người khác, ai có thể làm thứ chuyện thất đức này a? À? Trương Dịch cười nâng nói, cái kia đúng vậy a à, nếu ai làm việc này người nào cả nhà chết không yên lành nhị cửu mẹ nguyên bản định tiếp tục khóc tới nghe xong lời này nàng khóc không nổi nữa cái này biết con bê đã vậy còn quá hung ác liền chết cả nhà mà nói đều mắng ra không có cách nào chỉ bóng chữ gió vậy liền mắng ngươi nhị cửu mẹ lập tức cải biến hỏa lực phát ra điểm chỉ trương dịch cái mũi mắng cũng là ngươi cái này nhút nhát đồ vật khuyến khích ngươi ngay cả mình thân cậu gốc trà đều tìm ngươi chết không yên lành trương dịch hít mắt lại hắn hiện tại hận không thể đi qua cho nữ nhân này hai bàn tay bất quá chung quanh quá nhiều người không hiếu động tay mà lại rõ ràng hắn chiếm lý nếu là thật quạt nàng ngược lại đuối lý bất quá không quan trọng ngươi cứ mắng chửi đi nguyên bản hắn thật đánh tính toán xem ở mẹ nó phân thượng lưu bọn họ một đầu sinh lộ nhưng là bây giờ nhìn đến hai người kia bộ dáng này trương dịch quyết định chủ ý một chút nước cũng sẽ không phóng trương dịch ông lấy cánh tay hít mắt nhìn cái đôi này biểu diễn lúc này thời điểm bên cạnh chu luật sư rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện mình hắn tiến lên một bước khi thấy bức người đối nhị cửu mẹ nói ra nữ sĩ ngươi vừa mới tại đối với chúng ta trương tổng thân người công kích chúng ta hoàn toàn có thể khởi tố ngươi yêu cầu ngươi làm ra kinh tế bồi thường cũng ở trước mặt xin lỗi chu luật sư mong rằng hướng trương dịch dò hỏi trương tổng xin hỏi muốn khởi tố nàng sao trương dịch nhẹ gật đầu cười ha hả nói hôm nay phát sinh hết thảy đều nhớ kỹ chỉ cần có thể khởi tố đều cho ta ghi lại, quay đầu tất cả đều đi tòa án khởi tố. Chu luật sư khóe miệng hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. Làm một cái thâm niên luật sư, hắn duy nhất quy tắc cũng là lấy tiền làm việc. Chỉ cần tiền đúng chỗ, người nào cũng có thể làm phế. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chi độ, tại thịnh thế tập đoàn công tác những năm này, bị hắn bẩm báo tán gia bại sản địch đối công ty không biết bao nhiêu. Trương Dịch một câu, hắn liền hiểu Trương Dịch ý tứ. Cái kia chính là, không cần đối nhà này người lưu tình. Được rồi, Trương Tổng. Ta nhớ kỹ. Chu luật sư cùng Trương Dịch đối thoại đem nhị cửu mẹ hù sửng sốt một chút. Làm gì, còn mang theo luật sư tới. Bọn họ cũng không hiểu pháp luật, chỉ biết là luật sư là cái rất lớn nghề nghiệp. Mà Chu Lập không một thân hàng hiệu Âu phục thêm mắt kiến rộng vàng, xem xét cũng không phải là phổ thông nhân vật, càng thêm để nhị cửu mẹ có chút hoảng hốt. Nhưng là nàng vẫn như cũng mạnh miệng nói. Ta quản ngươi nhóm ai cùng ai đâu. Đều cút xa một chút cho ta, nhà chúng ta không chào đón các ngươi mà lý gia thôn các thôn dân thấy cảnh này cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng trương gia trọng lý gia chó lý gia các trương gia lúa mì loại này tranh chấp a trương dịch liền luật sư đều gọi tới không là chuyện nhỏ a nói là bởi vì vẽ xe vẽ cái xe có thế hoa mấy đồng tiền bồi thường khoản đều không đủ luật sư phí a người khoan hãy nói ta nhìn hắn chiếc xe kia thật sự không tệ đoán chừng phí sửa chữa không tiện nghi nhị cửu cùng nhị cửu mẹ kỳ thật tâm lý đã có chút phát hư dù sao nhìn trương dịch mang tới những người này đều thật lợi hại, giống như không phải quá dễ chọc. Mà lại, vốn chính là lý trí Chí quốc chính mình vẽ xe, nói cho cùng vẫn là đuối lý. Hắn chỉ là không nghĩ tới, trương dịch sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy làm động tĩnh lớn như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là tức giận. Trần Cảnh quan chỉ lý trí quốc cảnh cáo nói. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực cũng là ngươi vẽ xe, ngươi nhất định phải dựa theo pháp luật quy định hướng trương dịch tiến hành bồi thường. Lý trí quốc mặt âm trầm, cảnh sát đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Muốn là lại không nhận, vạn nhất bị tóm chặt đi ăn cơm tù, ở trong đó cũng không phải tốt đợi. Mất mặt xấu hổ. Vì chiếc xe nát báo đáp cảnh, thật không biết tốt xấu, muốn là đổi ta đều cảm thấy mất mặt. Lý Chí Quốc vỗ mặt mình hướng Trương Dịch nói ra. Coi như ta ngã nắm mốc, gặp phải ngươi người như vậy. Nói đi, cái này hỗn tạp xe sửa một cái có thể bao nhiêu tiền. Trương Dịch nghe Lý Chí Quốc, khóe miệng đường công càng ngày càng sâu, hắn chụp lấy móng tay của mình, hững hờ hướng 4 s cửa hàng tổng giám đốc vương lỗi phất phất tay vương lỗi hiểu ý cầm lấy một trương báo giá đơn cười ha hả đưa tới lý chí quốc tiên sinh ngài tốt ta là hoài hưng thành phố benly 4 s cửa hàng tổng giám đốc lần này xe cổ tiền sửa chữa dùng vị 50 vạn nguyên xin ngài lựa chọn thanh toán phương thức lý chí quốc nhẹ gật đầu nhưng lập tức sửng sốt một chút hắn lấy vì lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì 50 khối đúng không vương lỗi nụ cười bên trong lộ ra một vệt khinh miệt ngài thật biết nói đùa. Ta nói, thế nhưng là 50 vạn. Chung quanh lập tức sôi trào, tất cả lý gia thôn thôn dân đều mắt choáng váng. Móa. 50 vạn. Ta không nghe lầm chứ. Sửa cái xe thì 50 vạn. Cái này cái gì xe A có thể đắt như vậy? Cái này quá đen đi. Trương dịch tìm người này không chính cống A, đây không phải hố người sao? Tất cả mọi người cảm giác đến vô pháp tiếp nhận, thậm chí rất nhiều người cho rằng trương dịch là cố ý đến hố người nhưng là giữa đám người có một người sinh viên đại học dơ lên mắt kính của mình, bất đắc dĩ đối mọi người nói ra. Các ngươi thấy rõ ràng, ta tiểu dịch ca chiếc xe kia là Bentley. Mấy trăm vạn một chiếc xe sang trọng. Cái kia sửa một lần cũng không phải đến đắt như vậy sao? Bentley. À, cái xe này ta tại trong tivi nghe qua. Lão đắt, đều là đại lão bạn mới lái nổi. Đúng đúng đúng, hai ngày trước ta nhìn cái kia truyền hình cũng thế. Một lão bản Bentley bị đụng một cái, kết quả đưa đi sửa chữa nhà máy muốn hai ba mươi vạn ta cái ai da, cái này trương dịch hiện tại lợi hại như vậy a, à, trách không được mặt tốt như vậy, người bên cạnh cũng đều nhìn thật lợi hại. Hiện tại lý chí quốc khóc đều không có nước mắt rồi. Đám người sôi trào, lớn như vậy một khoản số tiền tranh chấp có thể là bao nhiêu năm đều không gặp được một lần. Cái này, lý chí quốc một nhà làm như thế nào đối phó? Nếu là thật bồi thường tiền, vậy thì phải tán gia bài sản A. À. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đau thọc tại phía sau, Yêu tộc vạn kiếp bất phục. Nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn?